Là như vậy, ta suy đi nghĩ lại, lần này đi trước, nhất định sẽ gặp phải thần võ điện trùng trùng đề phòng, thậm chí là âm ma thánh điện bàn tay gây tội ác. Diệp thần đem mình giả thiết phân tích một lần sau đó, hướng về phía tôn linh thiên tộc cụ già mở miệng hỏi, trưng cầu ý kiến. Ừ, cụ già nghe vậy, hơi làm trầm tư trạng, mở miệng nói, ta phải nói, và ngươi cái này hiểu tình huống kém không nhiều, tùy tiện đi nhất định là hạ sách, bất quá trước đây không lâu, sự việc tựa hồ có chuyển cơ. Trong mắt nhìn tôn lão vậy trong mắt dâng lên một chút tinh mang, Diệp thần chính là nghĩ đến, cụ già nhất định là có hậu thủ an bài. Đúng như dự đoán, theo ta nhiều mặt suy diễn hỏi dò, cái này thiên cung chi địa cuối, thiên tà lòng núi, phòng ấn một đầu ngày cũ thời đại viễn cổ hung thú, là diệt minh thú. Ngày cũ thời đại là diệt minh thú, Diệp thần vừa nghe, lại và ngày cũ thời đại có liên quan, chẳng lẽ đến từ thiên vũ tiên cửa. Cũng hoặc là nói, cái này hung thú đến từ hắc ám cấm hải, là vô thiên hộ pháp. Thất lạc thời không khu vực lại và hắc ám cấm hải dính. Diệp thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cụ già nhưng là cười một tiếng, nói tiếp, không sai, cái này hung thú chính là tới từ ngày cũ thời đại, bất quá ở một trận đại chiến bên trong bất hạnh rơi vào thất lạc thời không, lại chẳng biết tại sao, tại chưa có hải đăng dưới tình huống, từ thất lạc thời không bên trong đi ra, xuất hiện ở thiên cung chi địa. Nó thời kỳ tột cùng, sánh bằng thiên quân tu giả, trên phố tin đồn, cái này hung thú là tới từ ngày cũ thời đại U Minh địa ngục. Không thuộc về dương gian, vì vậy tuổi thọ vô cương. Ngươi nói là, Diệp thần tựa hồ đoán được tôn lão tiếp theo muốn nói gì. Tôn linh thiên tộc tôn lão móc ra bên hông hồ lô, uống một hớp trong đó rượu mạnh, tay áo lau miệng tiếp tục nói, vừa vặn, cái này thần võ điện đệ nhất điện chủ, đã từng phong ấn qua như thế một đầu lúc ấy tàn phá thiên cung chi địa là diệt minh thú. Cái tên này, có thể nói cùng thần võ điện có kẻ thù truyền kiếp, vạn năm phong ấn, nếu như xuất thế. Thần võ điện tất nhiên đại loạn. Diệp thần con người đông lại một cái, nhưng là nói, vạn năm quang cảnh. Cái này hung thú sống hay chết còn khác nói, vạn nhất cảnh giới rơi xuống nói, ở bàn cờ này bên trong, sợ rằng sẽ nổi lên tác dụng ngược lại. Tôn lão nhưng là cười ha ha một tiếng, đúng như ta mới vừa rồi nói, cái này hung thú tuổi thọ vô cùng dài lại thích giết chóc, cảnh giới rơi xuống vừa vặn là chúng ta sử dụng. Nếu như đỉnh cấp kỳ, ta cũng không dám trêu chọc cái này sánh bằng thiên quân cấp thần thú. Thiên tà núi, Diệp thần trong mắt bên trong dâng lên một chút tinh mang, tôn lão ý phải, giải cứu cái này đầu hung thú, giúp hắn phá phong. Không sai, lấy yêu thú nhất tộc xưa nay mạnh ăn hiếp yếu tính tình tới xem, cái này là diệt minh thú quả quyết sẽ hướng thần võ điện trả thù, đến lúc đó người ta là được. Diệp thần cũng là khóe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm. Rõ ràng liền tôn lão ý, nói tiếp, ngao cỏ tranh nhau. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thiên tà núi. Tôn lão nhưng là trong mắt lóe lên một chút thần bí nụ cười, kê vào lỗ tai hướng về phía Diệp thần nhẹ giọng nói những gì. Lâm Thiên Thành, Tàng Kim Lâu. Người hầu bàn, mang rượu tới. Tục tằng âm hưởng tiếng thét to dậy, mặc cầm tú hoa áo lót một tên nam tử chậm rãi đi ra, dư quang liếc mắt một cái người đến. Khuôn mặt bên trên cát vàng phân bố, vạt áo bên trên, mấy cái tả tơi động lộ ra vết thương kia phân bố cổ đồng sắc da thịt. Nguyên lai là một thúi xin cơm. Nam tử ngay tức thì chính là quyết định trong lòng chủ ý, chưa mở miệng, chỉ gặp vậy khổ hạnh hòa thượng bộ dáng nam tử nhưng là từ trong ngực móc ra mấy quả phẩm cấp cực cao đạo tinh. Trong thoáng chốc chính là đưa tới vô số ánh mắt, có hâm mộ, có ghen tị, có sát ý. Cầm rượu này bình cho ta chứa đầy. Nam tử đem rượu trong tay bình đưa lên, chợt cầm tú hoa áo lót nam tử vội vàng tiến lên nhận lấy bầu rượu, thuận thế còn bưng kín miệng mũi, chỉ vì nam tử vậy mùi rượu đầy người, giống như một cái phát hỏng người say. Cái này thiên cung chi địa, người tu luyện rất nhiều, người phàm vô cùng thiếu, vì sao sẽ xuất hiện một cái như vậy người say? Huynh đệ, người tinh thạch này, mượn cho ra ra cửa sai khiến sai khiến. Cách đó không xa, mấy tên mắt lộ ra hung quang võ giả tiến lên. Mặt thẹo cầm đầu, ba tên tùy tùng ở phía sau. Là đao sẹo, Lâm Thiên Thành mới lên ba trộm một trong. Hắn thực lực nhưng mà bao trùm tại chỗ phần lớn người bên trên. Sở dĩ nổi tiếng, chỉ là bởi vì cả người thực lực kinh vi thiên nhân, nối thẳng thái chân cảnh đỉnh cấp, nhưng là ở Lâm Thiên Thành làm lên cướp đoạt câu làm. Tạm thời tới giữa, ở nơi này Lâm Thiên Thành, chính là thanh minh lớn nóng nảy nhưng cũng bừa bãi. Ô, muốn đổ ta.
Khổ Hạnh hòa thượng ăn mặc người say nhưng là khinh thường cười một tiếng, ánh mắt bên trong vẻ trào phúng hiện ra hết. Mặt thẹo hận nhất chính là cái này cùng mắt chó nhìn người ánh mắt, ngay lập tức chính là tiến lên bắt người say vạt áo, lạnh lùng nói, các gia gia đổi chủ ý, hiện tại không chỉ đường giao thông quan trọng tinh, người còn phải mạng nhỏ. Người say thần sắc bên trong thoáng qua một chút sát ý, mấy cái lảo đảo chính là hướng đao sẹo đi. Tự tìm cái chết. Mặt thẹo thần sắc dữ tợn, một cái người say dám can đảm xem nhẹ tại hắn. Một trường chính là đánh ra, cường giả oai đem cái này cả tòa kim lầu đều là bao phủ. Người say khinh thường cười một tiếng, chỉ là đưa ra chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm ở mặt thẹo trên ấn đường, vậy cường giả đầu lâu, chính là giống như ngã xuống đất dưa hấu vậy, tách ra da đỏ tươi đầy đất. T. Cái này chỉ một cái, nhưng là dẫn được tại chỗ vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt thẹo, thân là cường giả, nhưng là bị chỉ điểm một chút bể đầu, lúc này chết. Người hầu bàn, ta rượu, trang xong chưa? Người say nhưng là đối với người đi đường ánh mắt nhìn hờ hững. Trang, chứa xong. Lúc trước vậy cầm tú hoa áo lót nam tử nào dám còn có phân nửa mắt chó nhìn người thần sắc, nơm nớp lo sợ tiến lên hai tay đưa lên bầu rượu, rất sợ chọc giận trước mắt sát thần. Có thể chém chết này nhóm cường giả tồn tại, ở nơi này Lâm Thiên Thành bên trong, trừ những cổ xưa kia gia tộc, chính là tông môn, cái loại này ai dám trêu chọc. Nhận lấy bầu rượu, nam tử hào hớp một cái, chép miệng một cái môi, cất cao giọng nói, đã ghiền. Tàng Kim Lâu đưa rượu người đành phải lúng túng cười một tiếng, ở khu vực này trên, có thể tiện tay chém chết cường giả loại này, cũng không phải là bọn họ cái này các người dám tùy ý phụ họa. Vị huynh đài này, cái này cùng rượu mạnh cũng có thể vào cổ họng. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Ừ, người say quay đầu nhìn sau lưng, cái đó thấy mặt thẹo bị giết sau đó, duy nhất còn dám cùng mình lên trước chuyện trò nam tử. Nam tử thần sắc lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng, chính là Diệp Thần. Ngươi không sợ ta, người say tròng mắt híp một cái, sát ý phóng thích, Diệp Thần nhưng là đối với lần này lơ đễnh, nhàn nhạt đáp lại nói, Tàng Kim Lâu rượu cất, phẩm tới phẩm đi, cũng bất quá là nhân gian thường có thôi. Ngươi thử một chút cái này như thế nào? Trong lời nói hành gian, vèo một tiếng. Người say đưa tay bắt được Diệp Thần ném cho mình sán màu vàng hồ lô rượu, trong mắt vẻ cẩn thận càng rõ ràng hơn, nhưng cùng lúc đó, vậy mãnh liệt mùi rượu, vậy thời khắc câu hồn của hắn. Cục cục, nuốt liền một ngụm nước miếng, người say chỉ điểm một chút hướng người trẻ tuổi kia giữa lông mày, nếu không biết ý đồ, rượu nhận lấy, người cũng giống vậy, lấy mạng. À, vậy trước đánh chết người khác chỉ một cái lần nữa điểm ra, phạm vi nhỏ không gian đều là ngưng kết. Mà giờ khắc này Diệp Thần, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ xuất thủ vậy, ngược lại thì hai tay thua lập, cười chúm chím mà. Sẽ ở đó chỉ một cái sắp điểm ở Diệp Thần ấn đường lúc đó, nhưng là một hồi quỷ dị không gian lững lờ, không thấy bóng dáng, chỉ là vậy chỉ một cái, nhưng là khó tiến thêm nữa. Một giọng già nua vang vọng ở Tàng Kim Lâu bên trong. Công tử, chúng ta kém không nhiều nên trở về. Người say ánh mắt bốn phía nhìn vòng quanh. Chợt cười to một tiếng, ôm quyền nói, không biết là công tử nhà nào giá lâm, thất lễ. Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, nói, không sao, xem các hạ vậy không giống như là Lâm Thiên Thành người, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, gặp nhau cần gì phải từng quen biết. Quả nhiên, rượu đạo người trong, đều là hào phóng hạng người, người say chợt lãng cười một tiếng, công tử thật có nhã hứng, như vậy chính là đa tạ. Một hơi vào cổ họng, người say trợn to hai tròng mắt. T. Giữa cổ họng giống như lửa cháy bừng bừng thiêu hủy, nhưng lại thoải mái vô cùng. Đời này tiên nhướng. Giờ phút này lại nhìn về trong tay mình bầu rượu, đều là thất thần sắc. Diệp Thần đối rượu này có tuyệt đối tự tin, đây là Vĩnh Hằng Thánh Vương luyện chế, bàn về thế gian ai nhất hiểu rượu, Vĩnh Hằng Thánh Vương tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Hi hi, rượu này, người say không khỏi được gãi đầu một cái, một bộ ăn thịt người miệng ngắn hình dáng. Cùng lúc trước vậy chỉ một cái giết người hung uy so sánh, khác xa lắc xa lơ. Diệp Thần nhưng là cười lắc đầu một cái, vẫn là câu nói kia, anh hùng không hỏi xuất xứ, gặp nhau chính là hôm nay duyên, rượu này, các hạ liền khả năng cầm đi. Nói xong, Diệp Thần chính là ứng âm thầm vậy già nua tiếng vang, hướng Tàng Kim Lâu đi ra ngoài. Giỏi một cái anh hùng không hỏi xuất xứ, người say ánh mắt híp một cái, lại hớp một cái, thật là hưởng thụ.
cùng phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần bóng người sớm đã biến mất không gặp. Rời đi Tàng Kim lâu sau. Diệp tiểu tử, người chiêu đó có tác dụng hay không? Tôn lão thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Yên tâm đi, ta cái gì cũng không toan tính, thậm chí liền tên họ đều không từng hỏi tại hắn, đối với rượu đạo người trong mà nói, đây cũng là cảnh giới tối cao. Hắn nhất định sẽ vào hũ, Diệp Thần thề thành khẩn bảo đảm nói. Đúng rồi, tôn lão, ta nhớ lúc trước cùng âm ma thánh tổ đánh một trận, ngài hồ lô này là bể, hôm nay tại sao lại khôi phục? Tôn lão nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, đây là ta căn nguyên vật, chỉ cần lão phu không thân tử đạo tiêu, nó chính là cùng lão phu cùng tồn tại. Diệp Thần trong con ngươi đông lại một cái, bừng tỉnh mấy phần. Cái tên kia hình như là rời đi Lâm Thiên Thành. Liền đây là, tôn lão lên tiếng nhắc nhở, lúc trước Diệp Thần tặng cho người say sán màu vàng hồ lô rượu, chính là tôn lão càn khôn hồ lô, cũng làm theo dõi chi dụng. Đuổi theo. Nửa giờ sau đó, thiên tà lòng núi, tràn đầy hung thú hoành hành, liền liền nơi này dây leo cây cối, đều là một cổ là máu ý. Ngày này tà núi chính là thiên cung chi địa biên thùy, càng đến gần thất lạc thời không, bởi vì hắn tồi tệ hoàn cảnh, người thường giao thiệp với hẳn phải chết, liền liền võ giả, cũng là không muốn đi tới nơi này chim không thèm ỉa địa giới. Không nghĩ tới, này cùng đường cùng lại phong ấn vậy ngày cũ thời đại tồn tại. Tôn lão cảm khái nói, dẫu sao cái này là diệt minh thú, nhưng mà bọn họ hôm nay kế hoạch trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, một chỗ khác, ta trở về. Người say tại một chùm rậm rạp dây leo trong rừng chui ra, trong tay hồ lô vàng bảo vệ được gắt gao, một bên đồng bạn thấy vậy, bắt đầu trước lơ đánh, nhưng cái này đường cùng, chỉ có hai người trực, thường xuyên qua lại dưới, dĩ nhiên là phát hiện đầu mối. Ừ, một người khác ngửi một cái không khí, chính là mở miệng nói, Tàng Kim lâu rượu cất cũng không phải là cái này cùng mùi vị, đợi một chút, ngươi hồ lô này là lai lịch gì? Người say con ngươi quay mồng mồng mấy vòng. Như là rượu cồn tê dại suy nghĩ, vậy không nghĩ ra cái láo tới tròn đi qua, dứt khoát nói thẳng ra. Người khác đưa, một người khác rõ ràng có chút hồ nghi cảnh giác, mặc dù hắn cũng tốt rượu, nhưng không hề là rượu, ở nơi này đường cùng thỉnh thoảng uống rượu khu trừ trong lòng vẻ sợ hãi. Người say nhưng là cười hắc hắc, cũng biết ngươi ngờ vực nặng, ta mới không nói với ngươi, biết ngươi cũng không uống. Phen này nói mát, lấp kín đồng bạn liệp kỳ tâm lý. Chính ta còn chưa đủ uống nữa, dù sao không độc chết ta. Người say cười hắc hắc, lại là uống hết mấy hớp. Mấy giờ sau đó, tên này còn thật ương ngạnh, xem ra chiêu này không thể thực hiện được, cưỡng ép động thủ đi. Tôn lão bạo nóng nảy đi lên, chính là muốn động thủ đánh chết. Không thể, cái này hai người đều là trăm già cảnh trung kỳ trở lên cường giả, đánh chết dễ dàng, bắt sống không dễ, một khi bọn họ bỏ mình, thần võ điện sẽ nhận được tin tức. Trọng yếu hơn chính là, một khi bọn họ phát hiện chúng ta ý đồ bất chính, tất nhiên sẽ thời gian đầu tiên thông báo thần võ điện. Chọn lựa dùng trí, Diệp Thần cố nhiên có hắn ý tưởng, một khi bại lộ, cái mất nhiều hơn cái được. Yên tâm đi, lập tức, Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái tự tin mỉm cười, không tin hắn không mắc câu. Phía dưới vậy hai người, nhưng là có tranh chấp. Lão nhị, lâu như vậy đi qua, ngươi không có bị độc chết. Thuyết minh rượu này không thành vấn đề, cũng để cho ta nếm một chút đi. Cái này rượu mạnh kỳ thơm nhưng mà gợi lên một người khác rượu hiền. Người say xua tay một cái ở giữa hồ lô vàng, không ngừng nói, chỉ còn lại một chút xíu, ta còn nghĩ hôm nay có thể tiểu trước đâu. Cầm tới, mắt gặp người say không đề phòng, một người khác đoạt lấy trong tay hồ lô vàng, nhất thời không khách khí. Rượu ngon, người say vội vàng đứng dậy, đem hồ lô đoạt lại. Vững vàng che ở trước người, nói, huynh đệ, thèm cũng giải, đừng ở mơ ước ta rượu ngon. Chúng ta nhưng mà có sứ mạng trong người, không thể ra một ít sơ suất, nếu không thái thượng trưởng lão nhưng mà sẽ đem chúng ta khốn nhập cái loại địa phương đó. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Hai vị, nếu như vậy yêu ta cái này lửa cháy mạnh cất, xem ra ta được nhiều đưa một chút cho hai vị. Nháy mắt tức thì, hư không chập chờn. Diệp Thần cùng tôn lão bóng người hiện ra tại trước mặt hai người. Ai? Người say cùng đồng bạn vội vàng phòng bị, quanh thân sát ý nghiêm nghị. Quả nhiên, trăm già cảnh bên trong hậu kỳ hai đại cường giả. Cái này cùng tồn tại đặt ở bất kỳ địa phương đều là một khối cự phách, lại để cho các ngươi thủ phong ấn, không khỏi có chút dùng không đúng chỗ.
Diệp Thần ánh mắt híp một cái, chợt năm ngón tay nắm chặt, hai người ấn đường lại xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn này giống như luân hồi dấu vết, có thể ngăn cách trong cơ thể hai người truyền ra bất kỳ tin tức. Không chỉ như vậy, đốt, ngay lập tức tới giữa, thần võ điện hai người hơi thở nhanh chóng uể oải, trong mắt bên trong hiện ra sâu đậm không cam lòng, đỏ thẫm vẻ hiện ra hết. Cái này lửa cháy mạnh cất, mặc dù là vĩnh lão đặc thù bí pháp chế thành, nhưng trong đó ta có thể gia nhập đạo linh lửa và hủy diệt đạo ấn, đừng coi trọng uống, sau lưng nó cũng là cực kỳ mãnh liệt, cho dù là rượu ngon, cũng không cách nào trên căn bản bỏ đi. Các ngươi liền ở chỗ này thật tốt hưởng thụ. Đột nhiên, tôn lão thanh âm truyền tới, Diệp tiểu tử, nơi này có dưới đất lối vào, hẳn đi thông vậy hung thú đất phong ấn. Diệp Thần không do dự nữa, bước ra một bước, hướng hắc ám đi. Càng đi sâu vào, Diệp Thần càng cảm thấy nóng bỏng cảm giác. Cũng may Hồng Mông Đại Tinh Không và Thiên Tiên Cá Chép sau thi triển, lúc này mới hóa giải mấy phần. Dần dần, Diệp Thần lại phát hiện mình và tôn lão lại thân ở một phiến nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trong. Tí tí dung nham tương nước kích động lên, Diệp Thần giữa trán rỉ ra mấy giọt mồ hôi hột, nói, đã đến gần chỗ sâu nhất, có phải hay không chúng ta lầm. Tôn lão nhưng là lắc đầu một cái, nói không, ngược lại, chúng ta đã đến gần, ta lúc trước nói qua, cái này là diệt minh thú chính là u minh địa ngục sản vật, thuộc hàn, trấn áp tại cái này dung nham chi địa, bất quá thích hợp nhất. Hống, nháy mắt tức thì, một tiếng oán độc tiếng gào vang khắp. Kích thích muôn vàn nham thạch nóng chảy phun trào, Diệp Thần cùng tôn lão vạt áo, đều là dính ngay tức thì hóa thành bụi. Đây không phải là tầm thường nham thạch nóng chảy. Tôn lão thời gian đầu tiên phát hiện nơi này không giống tầm thường, nói cái này là diệt minh thú đã từng chính là sánh bằng thiên quân tồn tại, bị nhốt ở chỗ này, vô tận năm tháng tới nay, cái này nhiệt xúc hơi thở đều là ảnh hưởng trong thiên địa thăng bằng. Cái này dung nham bên trong, có nó hơi thở, ai cũng dám dính. Nghe tôn lão nhắc nhở, Diệp Thần cũng là lên 12 phần tinh thần, một đường hướng xuống, trước mắt tầm mắt cũng là trống trải. Thần võ điện hạng người xấu, làm sao, rốt cuộc cùng không đến ngày đó. Mưu toan đem ta đánh chết. Diệp Thần cùng tôn lão đặt chân bát quái này trận pháp chi địa ngay tức thì, u xanh con mắt chính là vững vàng đem phong tỏa. Mặt đất mấy phần rung động, to lớn thú thể phơi bày ở trước mắt hai người, màu xám cho thú thân có chừng ngàn trượng. Chục triệu năm quang cảnh bị khốn đốn này, thú gánh cùng chân sau bên trên, bởi vì nham thạch nóng chảy nóng bỏng, đã biến thành màu tím. Hai cây trăm trượng răng nanh vẫn là tản ra hàn mang, tám mắt vững vàng phong tỏa Diệp Thần cùng tôn lão hai người. Chúng ta cũng không phải là thần võ điện, lời còn không từ Diệp Thần trong miệng nói xong, vậy ngàn trượng bóng người nhưng là cấp tốc cướp tới, hư không chập chờn, sắp đến liền Diệp Thần đều không từng kịp phản ứng. Băng! Một tiếng kịch liệt vọng về, vậy ngàn trượng bóng người giống như là bị cái gì ngăn trở đi, khoảng cách Diệp Thần trăm mét chỗ, không được tiến thêm. Khá lắm, 16 cây thông thiên liên khốn khóa, phúc hạ vạn cổ bất diệt trận pháp, kích động dậy viêm dương lực cháy, mưu toàn đem xúc sinh này, miễn cưỡng luyện hóa. Tôn lão một mắt chính là xem thấu trong đó con đường, nói cùng vậy thông thiên liên vết nứt lúc đó, chính là trận pháp này tiêu tán khắc, đó là diệt minh thú, vậy sẽ vẫn diệt. Cái này viêm dương lực, 10 không tích chữ 1, Diệp Thần ngươi phải chăng có thể đem hắn phá giải. Viêm dương kết giới 1 trừ, mượn ta quy luật lực là được đem vậy thông thiên liên đoạn bể. Diệp Thần nhìn về vậy 16 cây toàn thân cường tráng xiềng xích màu đen, thần sắc ngưng trọng. Những thứ này xiềng xích chế tạo vật liệu, sợ rằng đến từ thất lạc thời không. Cái này viêm dương kết giới, chính là cái thời đại kia thiên quân bày, mặc dù đường vân đơn giản, có thể nhìn thấu. Vậy do cho chúng ta mượn lực lượng, cưỡng ép phá vỡ vẫn là có chút cố hết sức. Diệp Thần ánh mắt nhìn về dưới chân bát quái văn đường, chợt ánh mắt nhìn về vậy ngàn trượng tuyệt thế hung thú. Dẫn dắt xúc sinh này cùng công kích đại trận này, nó u minh lực có thể phá. Tôn lão ánh mắt híp một cái, nói ta bỏ ra tay, người tìm ra trận pháp hạch tâm. Trong tay càn khôn hồ lô vung lên, cụ già chính là ngang nhiên nhất kích vỗ về phía vậy to lớn thú thân thể. Hống! Loài người, thần võ điện! Tức giận oán độc tiếng gào chấn thiên, tôn lão một trưởng chỉ là ở là diệt minh thú thú thân thể bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Xem ra năm đó cái này hung thú thực lực còn không chỉ có thiên quân sơ kỳ. Dù là ta cảnh giới rơi xuống,
cũng không phải các ngươi cái này cùng con kiến hôi có thể dung chuyển tồn tại. Tôn lão ánh mắt híp một cái, nói càn khôn hồ lô. Càn khôn hồ lô bên trong, chấm rượu mạnh phun ra, ở nơi này viêm dương nóng bỏng thế giới trong đó, vừa chạm vào tức đốt. Quy luật gia trì, màn lửa cả ngày. Đầy trời đan vào lưới lửa giống như một tầng biển lửa, từ ngọn lửa thế giới chăn đệm xuống, vậy ngàn trượng thú thân thể, bị toàn bộ trải lồng. Hống! Kịch liệt cháy đau tấn công tới, là diệt minh thú quanh thân dâng lên từng tia màu xám cho u minh hơi thở. Loài người đáng chết, thần võ điện. Ánh mắt oán độc ngưng tụ ra thật thể tức giận, hai đạo giết mang ngay tức thì tới. Tôn lão, bên trái thứ nhất cây thông thiên liên. Phía dưới Diệp Thần vội vàng mở miệng hét lớn, tôn lão nghe vậy, hồ lô để ngang trước ngực, lớn tiếng nói càn khôn thế giới. Là diệt minh thú vậy hai đạo ngưng tụ vạn năm oán độc giết mang công phạt hướng tôn lão trước người sán hồ lô vàng, một hồi màu vàng kim màn sáng bao phủ, đem dẫn tới hướng Diệp Thần nói thông thiên liên bên trên. Đinh! Một tiếng giòn giã, thứ nhất cây thông thiên liên lên tiếng đáp lại mà đoạn, Diệp Thần dưới chân bát quái pháp trận chợt giấy lên nhiều đống lửa. Đây là, Diệp Thần dự cảm được không ổn, chợt vội vàng hướng về phía tôn lão quát lên, là tự thiêu, tôn lão mau vào càn khôn thế giới. Vừa dứt lời, liên thiên ánh lửa tinh điểm kích động, đem cả tòa trên quảng trường dung nham biển ngay tức thì nổ. Loài người, tự tìm cái chết. Là diệt minh thú hiển nhiên vậy chú ý tới trận pháp này chỗ kinh khủng, từ vừa mới bắt đầu vậy lão người xuất hiện bắt đầu sử dụng quy luật lực, nó liền đem hắn coi là thần võ điện người. Dẫu sao đem nhốt ở chỗ này người, chính là lợi dụng cái này trong thiên địa viêm dương lực. Hôm nay nổ trận pháp, muốn lấy hắn tánh mạng. Thời khắc mấu chốt, ngàn trượng thú thân thể tách ra ra màu xám cho màn sáng, u minh sương mù. Há mồm phun hơi thở, liên thiên màu xám cho đem vậy thế giới này ánh lửa dập tắt, nhưng lúc này xem ra, nhưng là có chút như muối bỏ biển. Không, không cam lòng gầm thét vang khắp cả tòa thế giới dưới đất. U minh sương mù ánh sáng đại thịnh. Oanh! Thiên tà miền đồi núi mặt dâng lên tí tí nóng bỏng hơi thở, phàm là dây leo rừng cổ mộc, trong phút chốc giấy lên lửa lớn. Theo sát tí tí màu xám cho khói mù tràn ngập, phàm là bao phủ chỗ, tất cả sinh cơ ngay tức thì đoạn tuyệt, liền vậy thiêu đốt vạn vật đều là ngay tức thì tắt. Trong chốc lát, kỳ quan cảnh tượng ở rất hiếm vết người thiên tà núi tràn ngập ra, liên thiên núi lửa mới vừa giấy lên, nhưng là ngay tức thì dừng lại ở hôi vụ. Hụ hụ, Diệp Thần cùng tôn lão bóng người lần nữa hiện thân, trước kia thế giới dưới đất thương khung đã đốt thủng, mờ mịt khói mù tràn ngập, liền mặt trời gay gắt đều là thấu bất quá cái này màu xám cho màn sân khấu. Trong truyền thuyết U Minh sương mù, quả nhiên bá đạo. Tôn lão tay áo vung tay lên, lửa mục hộ thể, đem Diệp Thần cũng là che chở ở trong đó. Trước mắt hộ thể màn lửa cũng ở đây tí tí xuất hiện lỗ hổng, hiển nhiên, liền liền tôn lão cảnh giới đều là bị điểm điểm đốt thủng đi. Bất quá tôn lão cũng không phải là sở trường chiến đấu, cũng ở đây tình lý bên trong. Ta rốt cuộc biết, tại sao năm đó đệ nhất thần võ điện chủ phải đem hắn phong ấn nơi này, này cùng tuyệt thế hung thú, ngày cũ thời đại U Minh địa ngục sản vật, cái này U Minh sương mù, có thể diệt vạn vật, cho dù là qua nhiều năm như vậy, đều là như vậy khó dây dưa. Mượn viêm dương kết giới, đem đất lòng dung nham lực bày trận, đem cái này hung thú ý đổ miễn cưỡng luyện hóa nơi này, chúng ta không đến. Sợ rằng lại qua một ít năm tháng, cái này là diệt minh thú chính là sẽ bị miễn cưỡng luyện hóa, đến lúc đó, cái này viêm dương kết giới, vậy tự nhiên sẽ theo cùng tản đi. Tôn lão ánh mắt híp một cái, cũng là nhìn thấu đệ nhất thần võ điện chủ ý đồ. Cái này viêm dương kết giới, bày ra ẩn núp sát trận, một khi ngoại lực phá, sẽ ngay tức thì tự thiêu, hắn uy năng, không thua gì thiên quân cường giả một kích toàn lực, hôm nay cái này thế giới dưới đất như vậy cảnh tượng thê thảm. Cả tòa thiên tà núi, sợ rằng tất cả sinh cơ đều là toàn bộ diệt tuyệt. Diệp Thần có chút hối tiếc, trong này ẩn núp trận, không có kịp thời phát hiện mới tạo thành tràng diện như vậy, thậm chí đó là diệt minh thú đều là khó mà may mắn còn sống sót. Nếu như tên này chết tại đây tự thiêu trận bên trong, chúng ta còn được làm mịch hắn pháp, sợ rằng thời gian không còn kịp nữa. Tôn lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, không đợi vậy sương mù dày đặc tản đi. Cụ già nhưng là kinh hô thành tiếng, ồ, đầu này nghiệt xúc, lại vẫn còn sống. Thân là trời quân tôn lão, dĩ nhiên là so với Diệp Thần cảm giác muốn bén nhạy không thiếu, không lâu lắm, Diệp Thần cũng là nghe được vậy thô trọng thở dốc tiếng. Tốt kinh người sinh mệnh lực.
Cái này Viêm Dương kết giới cháy lực, hủy diệt vạn vật, nhưng là liền một con yêu thú đều không cách nào hòa tan. Xem ra cái này là diệt minh thú, thật là danh bất hư truyền. U minh sương mù tan hết, vậy to lớn ngàn trượng thú thân thể lần nữa hiện lên ở hai người trước mắt, trăm trượng răng nanh một cây từ nơi khóe miệng hoàn toàn vết nứt, khác một cây cũng là bị miễn cưỡng lột một nửa. Có chừng ngàn trượng thú thân thể bên trên, đốt địa tâm dung nham lửa, còn không từng tắt, còn đang cháy là diệt minh thú thân xác. Nham thạch nóng chảy bị trận pháp Viêm Dương lực kích thích, uy năng có thể tưởng tượng được, may là như vậy, cũng không có thể đem là diệt minh thú ngàn trượng thú thân thể hoàn toàn luyện hóa, mặc dù thời khắc này nó mọi thứ thống khổ, toàn thân bên trên không có một khối hoàn hảo ra thì tồn lưu, tất cả đều dâng lên màu tím lửa đốt vết. Hô! Thô trọng hơi thở đi đôi với khóe miệng màu đen vết máu chảy ở Diệp Thần bên chân, thời khắc này nó đã tổn thương nặng, miệng không thể nói. Nhưng ánh mắt bên trong sát ý nhưng là chỉ tăng không giảm. Vạn năm căm ghét, thêm tới hôm nay mưu toan tiêu diệt cử chỉ, là diệt minh thú trong mắt, chỉ có một phiến lạnh như băng. Hô! Lại là một tiếng thô trọng thở dốc, trong đó ẩn chứa một chút không cam lòng. Diệp Thần, Tôn lão chăm chú nhìn, nhìn về vững vàng nhốt lại ở là diệt minh thú thân thể trên thông thiên liên. Công kích như vậy, đều là chưa từng đem cái này thông thiên liên đánh nát, chỉ là để lại vết rách. Diệp Thần kinh ngạc đến thất thanh, có thể tưởng tượng được, lúc trước đó là diệt minh thú hai đạo giết mang, uy năng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Xem ra cái này vô tận năm tháng tới nhốt, tên này tức giận không nhỏ. Diệp Thần chậm rãi bay lên, nhìn thẳng vậy màu xanh lá cây sẫm lại lạnh như băng thú đồng. Tôn lão, phiền toái. Diệp Thần nhẹ giọng nói, chợt sau lưng Tôn lão người nhẹ nhàng tới, thần sắc lãnh đạm nhìn là diệt minh thú. Thần hỏa xé trời tay. Cụ già chấp tay hành lễ, hai con ngọn lửa ngưng tụ mà thành bàn tay, chậm rãi hiện lên ở sau lưng. Mở. Một tiếng quát chói tai, hai tay vững vàng nắm chặt ở là diệt minh thú sau lưng thông thiên liên bên trên, đem từng cây một xé đoạn. Đinh. Một cây. Đinh. Lại là một cây. Vậy nhắm lại u xanh hai tròng mắt, vốn đã làm xong vẫn diệt tính toán là diệt minh thú, vào giờ khắc này, tựa hồ nghe được trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Tại sao không giết ta? Là diệt minh thú u xanh con người bên trong, thoáng qua chỉ có vô tận nghi ngờ cùng sát ý, nhưng giờ phút này gặp phải tổn thương nặng, miệng không thể nói, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đinh! Cuối cùng một cây thông thiên liên đoạn bể, Tôn lão hơi thở phù phiếm không chừng. Làm phiền Tôn lão, Diệp Thần nhẹ giọng nói, chợt quay đầu lại chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt là diệt minh thú. Vốn định làm ra giải thích. Lời đến khóe miệng gắng gượng thu về. Thân hình chớp mắt, trước tiên rời đi trước chỗ thị phi này, Tôn lão theo sát phía sau cùng rời đi. Đúng như dự đoán, ngày này tà núi, coi là thật thành một nơi đường cùng. Sau khi rời đi Diệp Thần và Tôn lão, ở trên trời tà miền đồi núi giới, xem có thể đạt được chỗ, đều là màu xám cho tàn tẫn. Tôn lão lên tiếng an ủi, chỗ này rất hiếm vết người, cũng không người tới đây, xem. Vậy hai vị thần võ điện thủ trận người, còn sống. Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, thần võ điện hai người cường giả, dựa vào mạnh chiến đấu lớn ý thức, ở nơi này trận dư âm bên trong, còn sót lại liền xuống. Nhưng Diệp Thần trong đầu, nhưng là không ngừng hiện ra lúc trước đó là diệt minh thú hình dáng. Từ tên kia con mắt bên trong, ta thấy được không cam lòng cùng tức giận, từ loại nào đó cảm tình mà nói, thú so người càng thêm thuần túy. Diệp Thần chẳng biết tại sao, cùng đó là diệt minh thú đối mặt, lại là sinh ra thương hại chi tâm. Thần võ điện, từ trước đến giờ không phải cái thứ gì tốt, không chừng đời thứ nhất thần võ điện chủ, nhốt cái này là diệt minh thú, là vì đòi lấy thứ gì. Có lẽ và cựu nhật chi chủ bảo tàng có liên quan. Tôn lão nghe vậy, cũng là đáp lại. Ở lão nhân gia ông ta trong mắt, chỉ cần cùng âm ma thánh điện sát thực tế, đều không phải là thứ tốt gì. Chúng ta trực tiếp đi Lâm Thiên Thành. Yêu thú khu vô cùng là mạnh mẽ, muốn không được bao lâu thương thế liền sẽ chuyển biến tốt, đến lúc đó lấy là diệt minh thú tính tình, nhất định sẽ đánh lên thần võ điện sơn môn, Lâm Thiên Thành đến lúc đó nhất định có dị tướng, chúng ta là được chờ cơ hội mà động, cứu thiên tuyết tâm. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần hướng về phía Tôn lão nhẹ giọng nói. Một ngày sau, thiên tà miền đồi núi để. Vậy ngàn trượng hung thú thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Hóa thành một tên quần áo lam lũ người trung niên, cùng nhân tộc không khác,
chỉ là vậy màu xám cho con người phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, trừ cái này ra, chính là vậy cù nhuộm râu, cùng thần võ điện thái thượng trưởng lão vậy tĩnh mịch trắng xám không cùng, người trung niên hai tròng mắt, là một đạo tinh xảo xám. Thần võ điện, bổn thần không chết, các ngươi liền chờ diệt vong đi. Người trung niên đứng dậy, đầu óc bên trong thoáng qua Diệp Thần bóng người, nhưng chợt hơi híp hai tròng mắt sát ý tách thả ra, hai quả đấm không khỏi được nắm chặt. Có hơi thở người. Chỉ là thoáng qua tới giữa, là Diệt Minh Thú chính là phong tỏa thần võ điện lúc trước hai người người bảo vệ vị trí. Thần hồn bị diệt, không tìm được đầu mối. Một phen dò xét không kết quả, người trung niên giống như là ném rác dưới vậy tiện tay bỏ rơi thần võ điện hai người cường giả thân thể, cái này một tầng té dưới, một quả dấu vết nhưng là đập xuống đi ra. Thiên cung chi địa, thần võ điện. Lấy trước mắt trạng thái, không thích hợp chém giết, trước ẩn thân đứng lên, vững chắc thương thế làm tiếp dự định không muộn. Là Diệt Minh Thú hai tay đưa ra, hung hăng xé ra trước mặt không gian, tung người mà vào, bóng người chính là biến mất ở tại chỗ. Thần võ điện. Ba ngày kỳ đã qua, vậy nha đầu vẫn là không chịu mở miệng. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở bên trong đại điện. Thanh âm già nua đáp lại, không chỉ là thần võ tù mất bên trong tháp hồng mông nghiệp hỏa cùng mây thía hàn xương thêm thân, ngày đêm gặp thần hồn chế tạo cùng thể xác phai mờ, mặc dù như vậy vẫn là khó khăn cậy ra miệng của nàng. Lấy nàng trạng thái, còn có thể chống đỡ bao lâu? Thanh âm già nua một lần, đáp lại, tối đa ba ngày sau, cho dù là cao nhất thiên quân cứu giúp, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Cũng được, ta thay đổi kế hoạch. Âm ma thánh tổ âm lãnh thanh âm vang lên. Liền ba ngày làm hạn định, nếu như Diệp Thần không đến, thiên tuyết tâm liền xuống suối vàng đi đi. Đến lúc đó, ta tự mình đi lùng bắt Diệp Thần. Giờ phút này một nơi không biết tên bên trong không gian. Hô! Thô trọng thú xuyến tiếng vang vọng, vừa nhìn vô tận hắc ám trùng điệp bên trong, ngàn trượng thú thân thể kéo dài, u xanh con mắt tô điểm liền duy nhất lượng sắc. Vậy viêm dương trận lực lượng quả nhiên bá đạo, muốn phải hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ tột cùng cần không ngắn thời gian. Là Diệt Minh Thú suy nghĩ hồi lâu, hai cây răng nanh ở hư không bên trong không gian, thoáng một cái, chợt hóa thành hình người. Trong tay hai chuôi hai lưỡi tách ra ra hàn mang. Cái này mấy ngày, chỉ là khôi phục được trình độ như vậy. Mặc dù chỉ có cảnh giới bực này, nhưng ta cảm giác tuyệt đối sẽ không ra sai, bên trong khu vực này, trước mắt cũng không như vậy cấp bậc thiên quân chấn giữ. Con người xám trắng bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, vạn năm trước thần võ điện chủ cũng đã là thiên quân trung kỳ cao thủ, hôm nay thiên địa này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hô! Là Diệt Minh Thú hóa thành người trung niên hình dáng, cuồng phát bay lượn, hai quả đấm nắm chặt. Đã như vậy, vậy thì không cần ẩn núp chờ, hôm nay chính là giết tới thần võ điện Sơn Môn, báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Diệp Thần, coi là tính thời gian, các ngươi đi chỗ đó thiên tà núi, trải qua không lâu, cái này là Diệt Minh Thú nên sẽ không đánh lui trống lớn chứ. Ngoài cửa sổ mưa thu tích tích, từ đình đài mái hiên chỗ rớt xuống. Linh Nhi ngồi ở đình đài bên cạnh, chân nhỏ nha đưa ra bên ngoài đình, nước mưa chảy đến sáng bóng mờ u bàn chân bên trên, lại tuột xuống đến bụi bặm. Thiên Tuyết Tâm nếu thật là bị kẹt ở thần võ điện, vậy nàng tình cảnh rất không ổn, tin đồn trung thần võ tù mất tháp, không người có thể còn sống đi ra. Linh Nhi bấm ngón tay tính toán, chính là lúc này chắc chắn nói, tối đa bất quá hai ngày, thậm chí càng thiếu, Thiên Tuyết Tâm chính là có vẫn diệt nguy hiểm. Mà hắn người đối diện ảnh. Khẽ than một tiếng, nếu như chuyện không thể là, liền chỉ có mạnh sông thần võ điện Sơn Môn. Ha ha ha, Diệp tiểu tử, chính là thần võ điện mà thôi, trước không nói vậy thần võ điện chủ bị kẹt ở thiên cung thần giáo vậy phiến đã cắt rời bên trong không gian sống chết không biết trước, cho dù là còn sống, lão phu cũng không sợ tại hắn. Giữa eo tàn hồ lô vàng chớp mắt, tôn lão cất cao giọng nói. Diệp thần không có tiếp lời. Đầu óc bên trong thời thời khắc khắc hiện ra hôm đó cùng là Diệt Minh Thú đối mặt lúc tình cảnh. Ánh mắt oán độc kia bên trong, có dấu lớn câu chuyện, là Diệt Minh Thú, hẳn là cầm bọn họ hai người coi thành thần võ điện người, mới biết như thế chứ. Đã như vậy, người đang chờ cái gì đây? Diệp Thần lẩm bẩm nói, mỗi cái lơ đãng ngay tức thì, đều là có thể nhớ tới vậy u xanh trong mắt. Bá bá bá! Dần dần mưa to xông lên xoát xuống. Tí tí yếu ớt không gian ba động tầng tầng truyền ra tới. Ồ,
Linh Nhi đối với không gian cảm giác dị thường nhạy cảm, hôm nay ở nơi này Lâm Thiên Thành bên trong, khoảng cách thần võ điện Sơn Môn cũng không phải là rất xa. Thế nào? Diệp Thần hỏi. Linh Nhi nhưng là lắc đầu một cái, không việc gì, hoặc giả là ta cảm giác sai rồi. Chỉ là trong nháy mắt chập chờn, liền lần nữa quá bình vắng vẻ, nếu thật là diệt minh thú nơi là, không gian này thành tựu, tuyệt không có ở đây nàng dưới. Ừ. Diệp Thần trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc, đưa hai tay ra mưa lớn mưa to từ đầu ngón tay lưu chuyển, lau một cái xám bay lên mà qua. Chợt, hắn hai tròng mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tôn lão, chúng ta là thời điểm lên đường. Rất rõ ràng, tôn lão cũng là chú ý tới, khi đó ở trên trời tà núi, cùng là diệt minh thú giao phong bên trong, hai người từng thiết thân cảm thụ qua cái này, u minh sương mù. Trước đợi một chút, cùng chúng đánh nhau. Ta thừa dịp tặng bẫy các ngươi đi vào. Linh Nhi đây là mở miệng nói. Diệp Thần cùng tôn lão hai người nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu. Thần võ điển. Như vậy phòng bị xâm nghiêm, còn có ta thần võ điện hộ tông đại trận gia trì, thái thượng trưởng lão trấn giữ. Diệp Thần một khi dám đặt chân nơi đây, phải là lõm sâu trùng vây, trong phút chốc bị đánh chết. Cái này mưa lớn mưa to dưới, ngoại địch xâm phạm, chỉ có liều chết địa vị. Thần võ điện thuộc quyền địa giới, hai người cường giả đang dò xét, cách lão nhìn về nơi xa vậy dựng thân mưa gió lay động bên trong nhưng là đồ sộ bất động thần võ tù mất tháp. Ồ, vì sao cái này mưa to bên trong, sẽ có như vậy hung ác hơi thở? Một hồi nghi ngờ tiếng vang lên, đây là hai người phát hiện, vậy trên bầu trời, bay xuống giọt mưa, lại là dâng lên tí ti xám mang. Oanh! Một hồi sấm phách qua. Chân trời tại biên giới thân cây to sấm sét tàn phá, chẳng biết lúc nào, người trung niên bóng người đã dựng thân tại thần võ trước đại điện. Không có ai chú ý tới hắn là như thế nào xuất hiện. Cách nhiều năm như vậy, mảnh đất này lên hơi thở vẫn như cũ là như vậy làm ta chán ghét. Bình tĩnh hai tròng mắt bên trong đung đưa một chút gợn sóng, vậy thân thể hùng tráng lại có chút run rẩy. Ừ, bên trong đại điện, sắc mặt như cho tàn trên gương mặt. Xông ra lau một cái nồng nặc vẻ kinh hãi. Đây là diệt minh thú hơi thở, thiên tà núi xảy ra chuyện. Cụ già trước mắt kinh hãi, trong nháy mắt nghĩ đến, thiên tà núi xảy ra chuyện. Tình huống gì? Âm thầm thanh âm khàn khàn cũng là thời gian đầu tiên phát giác một cổ khí tức cường đại hạ xuống. Là trước đời điện chủ phong ấn một đầu ngày cũ thời đại yêu thú, lại tránh thoát phong ấn, lần này tới, nhất định là đến tìm thần võ điện trả thù. Thần võ điện thái thượng trưởng lão cái này mới mở miệng giải thích. Người đi giải quyết đi. Cái này, đầu này nhiệt xúc, đỉnh cấp lúc nhưng mà sánh bằng thiên quân cảnh tuyệt điên cường giả, ta trạng thái. Thần võ điện thái thượng trưởng lão, đầu óc bên trong loáng thoáng nổi lên cái đó thời kỳ, vậy tuyệt thế hung thú hình dáng, chỉ là một cái ánh mắt, hắn chính là bị sợ được sụi lơ trên đất, vàng trắng vật chảy đầy đất. Thật là càng sống lá gan càng nhỏ, thời kỳ viễn cổ phong ấn. Dù là yêu thú này tránh thoát, thực lực cũng là 10 không tích chữ 1, có gì sợ. Âm ma thánh tổ thanh âm vang vọng ở thần võ trên đại điện. Lời tuy như vậy, có thể yêu thú kia thật không đơn giản. Thần võ điện thái thượng trưởng lão, vẫn là có chỗ cố kỵ. Ta sẽ xem tình huống ra tay. Lấy được âm ma thánh tổ hứa hẹn, thần võ điện thái thượng trưởng lão lúc này mới có chút yên tâm, nhẹ khẽ gật đầu rời đi. Diệp Thần. Đây rốt cuộc là bất ngờ đâu, vẫn là ngươi mưu đồ. Âm ma thánh tổ thanh âm vọng về ở trên đại điện, thần võ điện, viễn cổ truyền thừa tông môn, thật là bùn nát đỡ không nổi tường. Hiển nhiên, âm ma thánh tổ đối với thần võ điện biểu hiện, cũng không hài lòng. Thần võ trên đại điện không, thái thượng trưởng lão bóng người người nhẹ nhàng tới. Là diệt minh thú, ngươi lại dám đặt chân ta thần võ điện địa giới, sẽ không sợ rơi vào thần hồn vẫn diệt kết quả. Chỉ bằng ngươi, là diệt minh thú hóa thành người đàn ông trung niên, cuồng phát bay lượn, đối mặt với trước mắt so hắn thấp hơn nửa đoạn lão đầu gầy nhom, khinh thường một tiếng hừ lạnh. Là thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão ra tay, nhất định có thể đem xâm phạm ngoại địch một lần hành động bắn chết. Cường giả loại này ra tay, khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dần dần sau cơn mưa trời lại sáng, thần võ điện đám người nhìn chăm chăm nhìn trên hư không đứng nghiêm hai người. Có thần võ điện đệ tử lúc này mới lên tiếng, người một câu ta một lời bàn luận. Là diệt minh thú cảm giác là bực nào bén nhạy,
chung quanh hết thảy cũng tất cả đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Ngươi là thần võ điện lãnh tụ. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này rõ ràng hơi thở phù phiếm không chừng cụ già, mặc dù cảnh giới thực là trời quân, nhưng thực lực nhất định là muốn giảm nhiều. Hừ lạnh một tiếng, là Diệt Minh Thú mở miệng nói, thần võ điện thật là xa sút. Thần võ điện thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt thời kỳ giáp hạt, đối mặt cái này tới từ địa ngục hung thú giễu cợt, hắn lại là không lời chống đỡ. Là Diệt Minh Thú, dù là ngươi là thời kỳ viễn cổ hung thú, lấy ngươi hôm nay tu vi, cũng dám mưu toan lật đổ ta thần võ điện. Thái thượng trưởng lão một tiếng gầm lên, chợt người nhẹ nhàng về phía trước, một trưởng vỗ về phía người trung niên ngực. Nháy mắt tức thì, thời không ngừng, giọt kia giọt rơi xuống giọt mưa, cũng là rất miễn cưỡng đình trệ ở giữa không trung bên trong, lại nữa rớt xuống. Là thái thượng trưởng lão thất lạc vực. Có thần võ điện cường giả đứng đầu nhìn thấu công kích của lão nhân, chợt mở miệng nói. Thất lạc vực. Ở thất lạc vực bên trong, người bất kỳ cũng thì không cách nào hành động, kể cả thời không gian cùng bị đóng lại, chỉ có thái thượng trưởng lão một người có thể ra tay. Đối mặt cái loại này cấp cường giả khác một kích toàn lực, đời này, cho dù ai tới đây, cũng được chết. Thần võ điện rất nhiều cường giả cùng với các đệ tử, thấy thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, sùng bái con mắt bên trong, tản ra nóng rực cuồng nhiệt vẻ. Thương khung giống như biến dạng, bàn tay lớn giống như cự thú viễn cổ, tan vỡ hư không mà đụng. Một trưởng kết kết thật thật đánh vào là diệt ma thú hóa thành người trung niên trên lồng ngực, chợt thất lạc vực giải trừ. Người trung niên bóng người đổ bay ra. Thành công, nhất kích toi mạng. Phía dưới không rõ cho nên xem cuộc chiến các đệ tử, đã bắt đầu ở chúc mừng thắng lợi. Không có như thế đơn giản, tên kia hơi thở còn ở. Thần võ điện một tên cường giả mở miệng nói. Đám người cũng là phát giác không đúng. Trên hư không, thần võ điện thái thượng trưởng lão bóng người lui về phía sau mấy bước, nơi nơi phòng bị thần sắc. Cùng không rõ cho nên hạ phía đám người so sánh, hắn nhưng mà rõ ràng, mình một trưởng kia cũng không cho là Diệt Minh Thú mang đến thực chất tính tổn thương. Đây chính là ngươi thủ đoạn. Một tiếng khinh thường giễu cợt truyền tới, trên hư không, vậy quay ngược lại người trung niên ổn định thân hình, lần nữa chăm chú nhìn thần võ điện thái thượng trưởng lão. Ta nói tại sao như vậy quen thuộc, nguyên lai là thời điểm đó tiểu tử. Không nghĩ tới chỉ bằng ngươi thiên phú lại phối hợp đến thái thượng trưởng lão. Rất hiển nhiên, là diệt ma thú đã nhìn ra thần võ điện thái thượng trưởng lão thân phận. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cụ già, vô tận năm tháng đã qua, lấy nhân tộc thọ nguyên, tuyệt không khả năng sẽ còn sót lại nơi này. Thảo nào hơi thở như vậy phù phiếm. Nửa người nửa thi quái vật, thần võ điện, đã sa đọa đến như vậy tình cảnh. Một lời ra. Toàn bộ thần võ điện đều là ngay tức thì nổ tung nồi. Thần võ điện thái thượng trưởng lão sắc mặt tái xanh, hắn không ham chiến nữa, bóng người chớp mắt, xuất hiện ở mặt bên trên, cao giọng quát lên. Mở thần võ hộ tông đại trận, cùng ta cùng, tiêu diệt yêu nghiệt này. Ra lệnh một tiếng, nhưng không được cái khác, tất cả mọi người đều là đứng nghiêm, tại chỗ tất cả cường giả, ước chừng mấy chục ngàn người đều là ngay tức thì bạo tản ra kinh khủng hơi thở. Hóa thành từng đạo lưu quang trào về phía chân trời. Băng! Giống như sáng lạng pháo bông tách thả ra, thần võ điện địa giới tất cả đều bao phủ ở kết giới bên trong. Lại là cái này lão một bộ. Tựa hồ là năm đó, chính là lãnh hội qua đại trận này sát phạt oai. Người đàn ông trung niên mắt lạnh nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có ra tay ngăn lại, ngược lại thì khinh thường nói, sử dụng các ngươi mạnh nhất đại trận, ở chỗ này sau đó, ta sẽ đem các ngươi từng cái đánh chết. Ha ha ha, cuồng ngông lại khinh thường cười to tiếng, vang khắp thần võ điện trên bầu trời, vậy hùng tráng bóng người, vui mừng không sợ. Đọa thần khế ước, lĩnh vực thần, nháy mắt tức thì, thiên địa thất sắc, hắc ám bao phủ nguyên phiến thần võ điện chỗ ở không gian, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là cảm nhận được liền trói buộc lực lượng. Khó trách biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Tựa hồ là xem thấu thần võ điện thái thượng trưởng lão hết thảy, người trung niên hừ lạnh một tiếng. Làm bộ liền muốn đánh giết tới. Buộc. Thái thượng trưởng lão một tiếng quát chói tai, hắc ám bao phủ bên trong thế giới, tất cả mọi người hành động tất cả đều bị phong tỏa đi, nhúc nhích không được phân nửa. Đây cũng là kết hợp hộ tông đại trận, thái thượng trưởng lão mạnh nhất sát chiêu, rơi thần trận. Thần võ điện một tên cường giả kinh hãi phát hiện, giờ phút này liền hắn vị này thi người phẫu thuật một trong,
đều là cãi lại không được trong trời đất này ý chí. Tất cả mọi người đều là nhúc nhích không được chút nào. Trên hư không người trung niên, bóng người nhiều lần run rẩy, cũng là bị vững vàng như ngừng lại trên bầu trời. Hư, nhiệt xúc, đi chết. Thần võ điện thái thượng trưởng lão một tiếng quát chói tai, chợt ba viên đen nhánh quang cầu từ trong cơ thể bay ra, quanh quẩn quanh quẩn. Cùng lúc trước cùng Diệp Thần đánh một trận lúc đó, thần võ điện chủ sau lưng vậy thần sắc quang luân vậy, lần này, ở bổn tông đại trận ra chỉ dưới, uy năng càng tăng lên. Diệu long nến triệu. Ba viên toàn thân đen nhánh quang cầu nhanh chóng xoay tròn, nảy sinh thai nghén, hắc mang diệu đời. Ba cái trăm trượng hắc long bay ra, kinh khủng sát phạt hơi thở tràn ngập, ba viên đầu rồng lớn bên trên, đỏ tươi con người thoáng qua một chút đói khát. Người trung niên gương mặt bên trên, một nụ cười đọng trên mặt, mặc dù hành động bị phong tỏa, nhưng hắn trong mắt nhưng là lóe lên một chút cười tàn nhẫn. Ha ha ha! Chỉ gặp hắc mang bao phủ thế giới bên trong, lúc trước vậy rơi xuống ở thần võ điện địa giới tích tích giọt mưa, lại lần nữa hạt tròn ngưng dậy. Từng tia trắng xám sương mù, bay lên lượn lờ, giật tán ở thần võ điện trên bầu trời. Đen nhánh màn sáng như là nhận chịu to lớn ăn mòn lực, bắt đầu vỡ nhỏ. Tí ti trắng xám u minh sương mù, đem màu đen màn sáng lửa đốt mặc, lau một cái mặt trời nóng rực vẩy chiếu xuống, lại là gia tốc trận pháp tan vỡ. Ba đầu trăm trượng hắc long tựa hồ bởi vì màn sáng bể tan tành, bóng người tan rã mấy phần, nhưng cũng vẫn là hung khí mười phần, há mồm chính là hướng cuồng phát bay múa người đàn ông trung niên cắn xé tới. Màu đen màn sáng bị u minh sương mù lửa đốt mặc, là diệt minh thú thân hình lần nữa khôi phục hành động, đối mặt ba đầu hắc long góc thế, hắn thẳng phóng tới. Xông trận thân hình giống như ma thần, coi thường công phạt, tay trái tay phải đồng thời mở công. Hai đôi cánh tay sắt đem hai cái trăm trượng hắc long, ngay tức thì vỗ xuống. Gắt gao ụp lên hắc long nơi cổ họng bàn tay, giống như kềm sắt chậm rãi dùng sức. Ô! Hai tiếng rên rỉ vang khắp thiên cung chi địa. Cùng lúc đó, cách đó không xa. Chính là hiện tại. Khoảng cách thần võ điện cách đó không xa thiên cung chi địa, theo hai tiếng rên rỉ tiếng vang lên, Linh Nhi bóng người nhỏ nhắn xinh xắn hai tay khép mở. Hư bia hiện lên. Cửa hư không, mở. Trước mặt cửa không gian chậm rãi mở ra, ở đó mong không rõ cách ngạn, một phiến hắc vắng vẻ, tí ti màu xám cho sương mù bay lên giật tán ra. Mau! Linh Nhi khóe miệng, đã có vết máu tràn ra, Diệp Thần bóng người dẫn đầu bước vào, quay đầu lại nhìn Tôn Lão, dặn dò Tôn Lão, ban đầu kế hoạch có biến, cái này cửa không gian vậy được u minh sương mù ăn mòn, cảnh giới của ngươi quá cao, Linh Nhi thân thể không nhịn được. Ta đi trước cứu Thiên Tuyết Tâm, người ở vòng ngoài tiếp ứng. Không cùng Tôn Lão trả lời, Diệp Thần bóng người đã biến mất ở cửa không gian một bên kia, vết nứt không gian biến mất, Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Lão vội vàng tiến lên, Linh Nhi nhưng là khoát tay một cái, ta không có gì đáng ngại, Lão gia, người đi thần võ điện vòng ngoài chuẩn bị tiếp ứng. Dựa theo Diệp Thần nói tới, hắn có mình cân nhắc. Ta mau sớm khôi phục thương thế. Tốt là lần kế mở cửa không gian, cứu các ngươi làm chuẩn bị. Tôn Lão nhẹ khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa, người nhẹ nhàng hướng thần võ điện chạy tới. U minh sương mù, nhiều năm như vậy nhưng mà chưa từng gặp đâu. Linh Nhi líu díu thanh âm vang vọng ở Lâm Thiên Thành bên ngoài. Diệp Thần bóng người mới vừa đặt chân thần võ điện địa giới, nơi nơi hắc ám cắn nuốt hết thảy trước mắt, tí ti u minh sương mù, đem thương khung lửa đốt mặc, kể cả thần võ điện cảm giác kết giới. Cho nên hắn đến, chưa từng đưa tới người bất kỳ chú ý. Toàn bộ thần võ điện đều ở đây như lâm đại địch vậy, ứng đối vậy trên hư không kẻ địch. Diệp Thần bóng người vừa muốn hành động, nhưng là thấy trên hư không, người trung niên cuồng phát bay lượn, hai tay bên trong, vậy nhỏ bé bóng người miễn cưỡng bấm hai cái trăm trượng lớn hắc long, trước kia tiếng hí, cũng chính là từ nơi này hắc long trong miệng truyền ra. Đi chết! Cười to một tiếng. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này là diệt minh thú hai tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem trong lòng bàn tay hai cái hắc long có chừng mấy chục trượng lớn nhỏ đầu rồng miễn cưỡng vặn gãy. Ô! Hai cái hắc long tuyệt vọng lại sợ hãi con mắt lúc này tắt, còn thừa lại một cái hắc long thấy vậy, một tiếng rên rỉ. Là diệt minh thú giờ phút này như vậy Ruayun sắp, lắc mình một lần, thân người đầu thú, vậy u xanh ánh mắt trên dưới quét nhìn một điều cuối cùng hắc long. Hai cây răng nanh sắc bén tách ra ra hàn mang. Chỉ là một con mắt coi, vậy trên hư không,
còn sót lại khều một cái hắc long, chính là từ không trung rơi xuống, run rẩy thân rồng trùng trùng đập xuống đất, không dừng được run rẩy, sợ hãi tuyệt vọng tâm trạng lan tràn. Không hổ là đã từng sánh bằng thiên quân cảnh ngày cũ thời đại hung thú, huyết mạch áp chế lại là như vậy khủng bố. Yêu thú nhất tộc, xưa nay có huyết mạch áp chế nói một chút, càng đứng đầu yêu thú, tu vi càng sâu không lường được, cho dù là sau đó đời, cho dù là còn nhỏ yêu thú, chưa từng có tu vi, cũng là đối cấp thấp yêu thú có trời xanh lực áp chế. Cái này hắc long vậy miễn cưỡng coi là trên long tộc, nhưng ở là diệt minh thú trước mặt, vẫn là không đủ xem, cùng là hung thú, nhưng là liền năng lực chống đỡ cũng không có. Bất quá nếu như đối mặt huyết long và bầu trời long hồn, sợ rằng cái này ngày cũ thời đại hung thú, cũng phải bị vô tình áp chế. Hạ phía đám người bên trong, trà trộn trong đó Diệp Thần tới một cái, chính là gặp một màn này, không khỏi được chắc lưỡi hít hà xúc động. Trên bầu trời bóng người vẫn là bá đạo tuyệt luân. Đối mặt với thần phục hắc long, hắn nhưng là một chút xíu nương tay ý cũng không có, thẳng trôi lơ lửng ở bò lổm ngổm tại trước mắt hắc long chỗ, đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay chấm xám mang ngưng tụ. Thân là long tộc phụ thuộc, lại là thần phục với nhân tộc dưới chân, người cùng đáng chết. Thanh âm đạm mạc bên trong, tràn đầy xét xử ý, phía dưới bò lổm ngổm trên đất hắc long nghe vậy, run rẩy thân thể ở lớn bên trên, đưa tới một hồi mãnh liệt động đất. Là diệt minh thú trước mắt đầu ngón tay xám mang bộc phát chói mắt, nhìn lại vậy hắc long, lại là nửa điểm mà phản kháng vẻ đều là chưa từng hiện lên, vô luận thần võ điện thái thượng trưởng lão như thế nào điều khiển. Đều là chưa từng kêu gọi nửa điểm mà ý chí chiến đấu. Điều này rồng khổng lồ màu đen, đang đợi thẩm phán. Xích, lớn bằng ngón cái màu xám cho ánh sáng chớp mắt, thẳng điểm ở hắc long đầu rồng nơi mi tâm, không có rên gì, từ vậy đầu rồng chỗ, hóa thành chấm bụi bấm tan hết, không lâu lắm, chính là tiêu tán ở tại chỗ. Phốc, ba cái căn nguyên hắc long tất cả đều bị chém, thần võ điện thái thượng trưởng lão một hơi máu đen hụ ra, khuôn mặt âm trầm. Trận chiến này, vốn là vì Diệp Thần thiết kế, nhưng hôm nay Diệp Thần không có tới, ngược lại là bị cái này là diệt minh thú, hủy được 7-8 phần. Dưới mắt, sợ rằng phải xảy ra chuyện, thần võ điện thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, hắn mạnh nhất sát chiêu đều là bị là diệt minh thú dễ như trở bàn tay phá vỡ, thủ đoạn khác hiển nhiên cũng sẽ không tạo tác dụng. Thần võ điện hộ tông đại trận gia trì, đều là bị hắn chém rớt 3,5 cái thần cảnh giới hắc long, sớm biết huyết mạch áp chế. Hắn liền sẽ không dễ dàng vận dụng cái này cùng lá bài tẩy. Thời khắc này thần võ điện thái thượng trưởng lão, ruột đều là rất hối hận đi. Ha ha ha, nếu các ngươi không có thủ đoạn khác lấy lòng ta, vậy các ngươi đi liền chết đi. U Minh Ấn, tán. Cùng lúc đó, lẫn vào thần võ điện Diệp Thần, chính là bốn phía cuống cuồng tìm thiên tuyết tâm rơi xuống, cường đại cảm giác bao trùm hạ, cũng là không có đầu mối chút nào. Thần võ điện cấm chế tới từ thời kỳ viễn cổ, nếu như vận dụng trận tự quyết, tất nhiên có thể cảm giác mấy phần. Có thể động dùng trận tự quyết liền đại biểu sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế phát hiện. Này, ngươi sẽ không là muốn lâm trận chạy trốn chứ? Đột nhiên, sau lưng một người, hiển nhiên đã chú ý tới Diệp Thần rất lâu rồi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng dưới mắt tuyệt không phải là động thủ cơ hội tốt. Mặc dù trong chiến trường tim là diệt minh thú hấp dẫn tuyệt đối sự chú ý, nhưng mình bên này một khi giết người, định sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Hắn đành phải quay đầu lại, lãnh đạm con ngươi nhìn người đến. Ngươi là... Trước mặt thần võ điện cường giả tựa hồ phát giác Diệp Thần là một cái khuôn mặt mới, hoặc giả là nhận ra hắn thân phận. Diệp Thần con ngươi híp lại, nếu là đối phương một khi có chút dị động, hắn cũng chỉ có thể thời gian đầu tiên xóa đi đối phương. Nào biết thần võ điện cường giả cười một tiếng, nói, xem ngươi không phải ta thần võ điện người, ngươi là âm ma thánh điện chứ. Cái này một lời, dẫn được Diệp Thần liếc mắt, thì ra là như vậy, hóa ra tên này, cầm mình làm âm ma thánh điện viện quân. Dứt khoát liền xuống bậc thang, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chợt mở miệng nói, tên này thực lực không bình thường, ta đi mời thánh tổ tới. Thần võ điện cường giả nghe được thánh tổ một từ. Lập tức chính là đối Diệp Thần không hoài nghi nữa, chỉ có âm ma thánh điện người, mới biết gọi một vị kia thành thánh tổ. Không sao, thái thượng trưởng lão mặc dù ăn thua thiệt ngầm, nhưng còn có thủ đoạn, tên này, không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Thần võ điện cường giả thề thành khẩn nói. À, Diệp Thần lúc này mới chăm chú nhìn về cách đó không xa,
vậy dựng thân tại đám người bên trong ông già, khí tức trên người cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Đây là, đầu óc bên trong nháy mắt, Diệp Thần nghĩ tới đã từng ở Hắc Ma Nhai để, Uyên Thiên Tông tình cảnh gặp tay kia cầm kiếm gãy xương trắng thiếu niên. Giống nhau như đúc hơi thở. Chẳng lẽ là nói, trước mắt cái cụ già này, cũng là một người chết. Loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai, cái này thần võ điện có đại bí mật. Diệp Thần không khỏi được cau mày. Huynh đệ, người đang suy nghĩ gì đấy? Thần võ điện cường giả, mắt gặp Diệp Thần đại địch trước mặt vẫn còn ở suy nghĩ xuất thần, không khỏi được hỏi nói. Diệp Thần ý thức được mình thất thố, chợt vội vàng bổ túc nói, không việc gì. Đối mặt với thần võ điện cường giả ánh mắt hoài nghi, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, ta là đang suy nghĩ, cái này viễn cổ hung thú đột nhiên tập kích, nguyên nhân sau lưng. Nguyên nhân, thần võ điện cường giả sửng sốt một chút. Diệp Thần mắt gặp đối phương mắc câu, nói tiếp, không sai, đánh lên sơn môn chỉ là vì giết người. Cái này đặt ở trên người người đó, vậy sẽ không tin tưởng. Trừ phi, hắn ngoài ra có không thể cho người biết bí mật. À, cái này, thần võ điện cường giả cũng cảm thấy được Diệp Thần phân tích có đạo lý. Diệp Thần đổi câu chuyện, vội vàng lớn tiếng hỏi, vậy nhốt người có thể có khác thường. Thần võ điện cường giả trước mắt sáng lên, cảm ơn huynh đài nhắc nhở, người này nhất định là hướng về phía thần võ tù mất bên trong tháp người phụ nữ kia tới. Bất quá thần võ tù mất tháp có cấm chế, hắn tạm thời hẳn không phát hiện được. Ta vậy thì đi nhắc nhở thái thượng trưởng lão, để ngừa quỷ kế của địch nhân. Không cùng Diệp Thần mở miệng, thần võ điện cường giả bóng người chính là hướng thần võ điện thái thượng trưởng lão phương hướng chạy đi. Thái thượng trưởng lão, ta phát hiện, đợi đến Diệp Thần muốn hạ sát thủ lúc đó, thần võ điện thái thượng trưởng lão ánh mắt đã nghe tiếng tới. Gay gâu, nếu như tên này nói, khó bảo toàn cái này thần võ tù mất bên trong tháp sẽ có nơi phòng bị. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ phá cuộc kế lúc đó, bên tai nhưng là vang lên là diệt minh thú thanh âm. U Minh Ấn, bảo. Chợt vậy tập kích bất ngờ mà hướng thần võ điện thái thượng trưởng lão cường giả, lúc trước một tiếng quát to, hắn đã khiến cho toàn bộ người chú ý, liền ở dưới con mắt mọi người, một chút màu xám cho khói mù từ miệng cái mũi bên trong giật tán. Một tiếng vang thật lớn, cả người hóa thành một quầy bùn máu, không còn tồn tại, mà vậy nổ sinh ra hố sâu chỗ, từng tia u minh sương mù bay lên. Ha 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 ha. Theo là diệt minh thú một trận cười điên cuồng, hạ phía đám người bên trong khắp nơi nở hoa thanh âm liên tiếp vang lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, năm sáu vị tu vi cao thâm trăm giả cảnh cường giả chính là rối rít hóa thành một bãi bãi máu bùn. Thì ra là như vậy, là lúc trước vậy trận mưa. Diệp Thần đầu óc bên trong nhớ lại ở đình đài lúc đó, vậy liên tục mưa thu, lúc ấy dòng nước chảy ở trên bàn tay giọt mưa, chính là bị hắn để ý. Dùng hồng mông đại tinh không ngăn trở, nếu không, thời khắc này mình cũng nên bạo thể mà chết. U minh sương mù, lên. Chỉ là ngay tức thì, vô số cường giả cùng với thần võ điện các đệ tử đồ, rối rít bạo thể mà chết, tại chỗ lưu lại u minh sương mù, tựa như ở tham lam hấp thu thân thể con người máu thịt tinh hoa lực, bắt đầu nảy sinh lan tràn. Nháy mắt tức thì, ban đầu một phiến bóng tối thế giới bị tràn ngập hôi vụ tràn ngập. Là diệt minh thú đầu ngón tay lần nữa giấy lên một chút xám mang, chợt nụ cười tàn nhẫn nâng lên, nói, vô tận năm tháng, thần võ điện đã tịch mịch đến như vậy trình độ, ngày xưa nhân quả, hôm nay chấm dứt. Diệp Thần cảm giác cấm chế hồi lâu, cố nhiên không có dùng trận tự quyết, vẫn là phá vỡ cấm chế tìm được thần võ tù mất tháp. Mắt gặp lối vào có mấy tên cường giả trực, vừa muốn động thủ chu diệt, sau lưng nhưng là đồng thời vang lên kinh thiên nổ vang. Thành phiến u minh sương mù trong phút chốc nổ tung, tha thị sử ở vòng ngoài Diệp Thần, cũng là không kịp vận dụng nguyện vọng thiên tinh và trần bia bảo vệ, chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, bị nổ dư âm đưa vào thần võ tù mất bên trong tháp. Sau lưng thế giới tựa như bị chung kết, chói mắt xám mang xé ra thương khung, đem nhật nguyệt đều là bao phủ đi, một kích này, đủ để diệt thế. Ý thức tan rã đang lúc hấp hối, Diệp Thần nghe được một tiếng khàn khàn hò hét. Đầy trời mưa máu. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đang đau nhức bên trong, ho ra một ngụm máu tươi, giọt kia giọt rơi xuống đỏ thẫm, đem dưới chân vùng đất hoang tàn miễn cưỡng lửa đốt mặc. Đây là, cháy tinh thần lực và hồn lực nghiệp hỏa. Mờ mịt đất khô cằn bên trên, vừa nhìn vô tận, màu tím hồng mông hơi thở ở nơi này không ánh sáng nhật nguyệt thế giới lưu truyền,
đem thời gian khắc vĩnh hằng. Địa phương quỷ quái này, còn sẽ hấp thu người linh lực. Diệp Thần kinh hãi phát hiện, mình bên trong đan điền, linh lực đang không ngừng trôi qua, mà đây kỳ dị bên trong không gian, hút lấy linh lực hóa thành thiên địa lực, bồi dưỡng nơi này màu tím hồng mông hơi thở. Không đúng, nơi này cho ta cảm giác, giống như là hồng mông cổ pháp ở giữa lực lượng. Chẳng lẽ nơi này và 33 thiên hồng mông cổ pháp có chút liên lạc? Hô! Từng trận sức lực gió gào thét mà qua, Diệp Thần trên thân thể, kết nổi lên một tầng băng xương, đem hắn hành động đổi được chậm chạp đứng lên. Băng lửa hai tầng trời. Hấp thu ta linh lực, màu tím hồng mông khí cháy tinh thần lực, băng xương đông thân xác. Diệp Thần than thầm một tiếng không ổn, thiên tuyết tâm bị đưa tới nơi này thời điểm, nhưng mà bị nhốt trạng thái, nói cách khác thời gian một lúc lâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa theo cái này cùng tốc độ, ta linh lực chỉ có thể duy trì không tới một ngày, phải nhanh lên tìm được thiên tuyết tâm. Cùng lúc đó, thần võ điện địa giới bên trên, hết thảy hóa thành bụi bẩm, liền vậy ký hiệu đại điện, đều là không còn tồn tại. Một chiêu, thần võ điện gần như tiêu diệt, liền liền âm ma thánh điện phái tới trợ trận cao thủ, đều là tất cả đều vẫn diệt. Ha ha ha, liền như vậy bản lãnh. Là diệt minh thú bóng người dựng thân tại hư không, nhìn xuống dưới chân mờ mịt vùng đất hoang tàn, hết thảy các thứ này đều không phục tồn tại khoái cảm, để cho tâm tình hắn sướng duyệt. Nghiệt xúc, dám can đảm ở này ngang ngược. Tất cả cường giả cùng với các đệ tử đồ tất cả đều chết, u minh sương mù bị nổ, ngay tức thì đem thiên cung chi địa tuyệt cảnh thiên tà núi đều là cả tòa miễn cưỡng lửa đốt mặc, hôm nay cái này thần võ điện, cũng là giống nhau kết quả. Trừ cách đó không xa lấp lánh rực rỡ thần võ tù mất tháp cái này đầy đất tiêu tính kiến trúc, cái khác tất cả đều hóa thành bụi bẩm, liền chói mắt ánh nắng, như là cũng không dám trêu chọc cái này u minh sương mù, không dám vẩy chiếu vào cái này một phiến chân trời. Hồi vụ liên thiên thần võ điện bầu trời, hai bóng người người nhẹ nhàng đứng, màu máu trường bào mặc cho u minh lực cháy, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Ở trong tay hắn, hấp hối thần võ điện thái thượng trưởng lão hơi thở phù phiếm. Âm ma thánh tổ chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở thần võ điện thái thượng trưởng lão ấn đường, sức sống sắp đoạn tuyệt cụ già chậm rãi bắt đầu khôi phục. Ta tưởng là ai, nguyên lai là năm đó người ma tộc, không nghĩ tới thần võ điện thân là nhân tộc, lại là hướng ma tộc thần phục. Xem ra thằng nhóc này có thể sống qua nhiều năm như vậy, kéo dài hơi tàn đến nay, là ngươi dở trò quỷ đi. Là diệt minh thú ánh mắt đông lại một cái, ở huyết sắc này trường bào người trên mặt, hắn thấy được một chút bình tĩnh và ung dung. Âm ma thánh tổ thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nơi này đã không thuộc về ngày cũ thời đại, ngày cũ đã diệt vong, đến từ u minh địa ngục hung thú, ta ban đầu lấy làm cho này nhất tộc đã diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có thể thấy được vật còn sống. Thần phục với ta, có thể tha ngươi không chết. Âm ma thánh tổ thanh âm bên trong, tràn đầy khó mà kháng cự mệnh lệnh sắc thái. Chỉ bằng một mình ngươi thiên quân cảnh người, ngươi trong tộc lão gia, cũng bất quá là ta thức ăn mà thôi. Là diệt minh thú về khí thế chút nào không kém hạ phong. Hừ, một cái vô tận năm tháng nhốt thú bị nhốt, cũng dám ở diện tiền bổn tọa ngang ngược. Chẳng lẽ là lấy là ta nhìn không thấu ngươi thủ đoạn, năm đó thần võ điện hộ tông đại trận ngươi chính là ăn rồi người câm thua thiệt, cho nên lần này có chuẩn bị mà đến, thi triển u minh sương mù, ngươi còn sót lại lực lượng còn có nhiều ít. Liên kích giết ba đầu hắc long đều cần mượn huyết mạch áp chế người, dám ở diện tiền bổn tọa quát tháo. Âm ma thánh tổ khặc khặc cười một tiếng, nhìn về là diệt minh thú ánh mắt bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, như vậy một đầu ngày xưa thiên quân cấp bậc hung thú nếu như thu phục, đối hắn mà nói, chính là một lớn trợ lực, đến lúc đó bàn cờ này, hắn phần thắng sẽ lớn hơn. Thánh tổ, ta mới vừa cảm ứng được, thần võ tù mất bên trong tháp, có người xông vào. Hơi thở chậm rãi ổn định thần võ điện thái thượng trưởng lão, hướng về phía âm ma thánh tổ nhẹ giọng nói. Màu máu trường bào chợt xoay người, nhìn về cách đó không xa vậy nguy nga sừng sững tháp lớn, nhẹ giọng mở miệng nói, lanh chanh luân hồi chi chủ. Người đi thần võ tù mất bên trong tháp, cầm diệp thần bắt giữ. Cùng lúc đó, bá bá bá. Từng trận thanh âm huyên náo vang lên, liếc nhìn lại, hơn 20 vị hắc y nhân từ 4 phương 8 hướng chạy tới, hướng về phía trên hư không màu máu trường bào, quỳ xuống đất cung kính quỳ bái nói. Bái kiến thánh tổ. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở thần võ điện địa giới bên trên, nói các ngươi, đi trước trợ giúp thần võ điện thái thượng trưởng lão cùng tập nã diệp thần,
đầu này nhiệt xúc, giao cho ta. Hống. Hóa thành người trung niên là Diệt Minh Thú một tiếng gầm lên, hiển nhiên trước mặt nhìn như vô cùng trẻ tuổi người, căn bản không cầm mình coi ra gì, chợt biến dạng hư không, một đạo mang theo vô tận quy luật và địa ngục lực lượng nhất kích, hung hăng vỗ về phía âm ma thánh tổ. Đường cánh tay ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm khàn khàn nhìn hờ hững, màu máu trường bào chỉ là một cái nghiêng người, tránh thoát là Diệt Minh Thú dò xét tính nhất kích. Sẽ ở đó người đàn ông trung niên lắc mình trở lui ngay tức thì, âm ma thánh tổ như quỷ mị bóng người nhưng là người nhẹ nhàng về phía trước, tốc độ cực nhanh, làm được là Diệt Minh Thú tránh không tránh thoát. Nhìn như nhẹ bỗng một trường kết kết thật thật in ở người trung niên trên lồng ngực, cùng lúc trước thần võ điện thái thượng trưởng lão lúc giao thủ hoàn toàn không cùng, âm ma thánh tổ một trường, tựa như phá vỡ hư không quy tắc, nhưng lại đại lộ trí giản, chụp được là Diệt Minh Thú thân hình đổ bay ra. Trùng trùng đập trên mặt đất. Đợi vậy hóa thành người trung niên là Diệt Minh Thú lần nữa đứng dậy, khóe miệng chấm đỏ thấm tràn ra, lần nữa quét nhìn, nhưng là phát hiện, lúc trước vậy cả đám ảnh cùng thần võ điện thái thượng trưởng lão, bóng người đã sớm biến mất không gặp. Hống! Ý thức được trước mắt tên đối thủ này khó dây dưa, là Diệt Minh Thú chính là dự định dùng toàn lực ứng đối, trong lòng bàn tay hai lưỡi hiện ra, vậy hai căn bản nguyên răng nanh hóa thành cong nhận tách ra ra hàn mang. Hướng âm ma thánh tổ quạt đi. Hình ảnh quay về. Một đường tiến về phía trước ở thần võ tù mất bên trong tháp diệp thần, thời thời khắc khắc đều ở đây điều động linh lực trong cơ thể chống cự cái này tuyệt cảnh hồng mông hơi thở. Diệp thần đã thử vận dụng hồng mông đại tinh không, không biết là thuộc tính tương tự vẫn là nguyên nhân gì, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Đó là, rốt cuộc ở đi tiếp 2 tiếng sau đó, diệp thần phát hiện không gian phong bạo chảy loạn. Ở đó gió bão trung tâm chỗ, một cổ khó hiểu quen thuộc chập chờn mơ hồ truyền tới, tùy thời đều có thể tuyệt diệt. Thiên tuyết tâm. Diệp thần sắc mặt hiện ra vẻ mừng như điên vẻ, chợt không do dự nữa một đầu đâm vào gió bão chảy loạn trung tâm. Một bóng người ở đó gió bão trung tâm, bị không ngừng cắt rời, vậy không đoạn bị hắc ám chiếm đoạt lại hiện ra bóng người đã vạn phần gầy gò, phúc tại trên thân hình màu trắng tà áo, đã sớm hóa thành bụi bặm tan hết. Ở Diệp Thần trước mặt, bất ngờ là một cái toàn thân đỏ thẫm người máu. Cảm thụ người trước mắt ảnh yếu ớt chập chờn, Diệp Thần vội vàng tiến lên, bát quái thiên đan thuật pháp và thiên tiên cá chép sau thi triển, nhu hòa chữ ánh sáng bao phủ ở người máu trên thân hình, chợt nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt ảnh, thoát khỏi không gian phong bạo chảy loạn cắt kim loại. Chén lớn mồ hôi hột từ trán không ngừng nhỏ xuống, Diệp Thần vừa hướng vác màu tím hồng mông hơi thở ăn mòn, một bên thi triển bát quái thiên đan thuật. Là trước mắt người đẹp kéo dài tánh mạng. Linh lực kinh khủng tiêu hao, làm được Diệp Thần cũng là một hồi hoa mắt. Luân hồi huyền bi, mở. Mấy khối luân hồi huyền bi liên hiệp bảo vệ, lúc này mới dễ chịu hơn mấy phần, khi lấy được bầu trời long hồn cơ duyên sau đó, Diệp Thần thân thể liền sớm đã là khác với người thường, cho dù là hôm nay huyền bia bảo vệ, là hắn cung cấp linh lực, tối đa một ngày, hắn vậy định sẽ bởi vì linh lực khô kiệt mà ngã xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, Diệp Thần lấy ra một bộ quần áo đắp lên thiên tuyết tâm ngọc thể bên trên, trước mặt người đẹp lông mi mau nhẹ nhàng nháy mắt. Diệp Thần, thiên tuyết tâm mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy người đến, nhưng là dù gì nói, nơi này là địa ngục sao? Lúc đầu ta nhanh như vậy liền thân tử đạo tiêu. Thiên tuyết tâm cười khổ một tiếng, cho dù là đời này tuyệt điên thiên quân khu, ở nơi này đường cùng đều là không chống nổi nhiều ngày như vậy quang cảnh. Không đúng. Nếu là thật địa ngục, sao sẽ Diệp Thần cũng ở đây này? Thiên tuyết tâm theo bản năng nhìn về Diệp Thần, con mắt bên trong một chút nước mắt thoáng qua, thật sự là ngươi. Diệp Thần. Mắt gặp thiên tuyết tâm rốt cục thì khôi phục ý thức, Diệp Thần treo tim lúc này mới rơi xuống. Là ta, ngươi bóp vỡ ngọc bội, giúp bận rộn. Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, một giọt mồ hôi hột nhỏ xuống ở thiên tuyết tâm lông mi mau bên trên, đây là người đẹp mới chú ý tới, vì cứu mình. Diệp Thần thời khắc này trạng thái, cũng là không quá lạc quan. Diệp Thần, ngươi. Diệp Thần nhưng là khoát tay một cái, ta không ngại, hiện tại chúng ta lập tức rời đi nơi này. Thiên tuyết tâm nhưng là cho biết, mình bị làm không gian gông xiềng, mặc dù xem không thấy không sờ được, nhưng là không cách nào rời đi mảnh thiên địa này. Ngươi đi mau, cái này băng lửa cả hai áp chế, thời khắc đang tiêu hao trước ngươi linh lực trong cơ thể, một khi hao hết, thì thật đi chưa xong. Thiên tuyết tâm có thể lần nữa tại cái này cùng đường cùng thấy Diệp Thần, cố
cũng coi là liền liền trong lòng cuối cùng một nguyện, lập tức chính là mở miệng nói, dặn dò Thiên Cung thần giáo, Ngọc Chi nếu không phải đạt thiên quân, ngàn vạn không cần báo thù cho ta. Người đẹp môi mỏng khẽ cắn, tiếp tục nói, chuyển cáo ta Thiên Cung thần giáo các vị trưởng lão, toàn lực phụ tá Ngô Ngọc Chi là trưởng giáo, kéo dài ta Thiên Cung oai. Diệp Thần nghe vậy, khá là không đành lòng, lập tức chính là đứng dậy cắt đứt Thiên Tuyết Tâm. Ta có thể không việc gì nhàn hạ thoải mái vì ngươi truyền lời, những lời này, ngươi hay là còn sống đi ra ngoài thấy Ngọc Chi tự mình nói đi. Diệp Thần đối với Thiên Cung thần giáo tất cả trưởng lão gặp được, chỉ chữ không sách. Tâm niệm vừa động, Long Uyên Thiên Kiếm nơi tay, Diệp Thần hội tụ lực lượng, chuẩn bị lao ra nơi đây. Làm sao, ngươi thương thế? Thiên Tuyết Tâm thành tựu Thiên Cung thần giáo trưởng môn, cố nhiên hôm nay trạng thái không tốt, nhưng cảm giác năng lực cực mạnh, nàng ý thức được cái gì, Diệp Thần trước đây không lâu khẳng định trải qua một phen khổ chiến. Cái này khổ chiến bên trong có đến từ địa tâm vực nhân quả, cũng có đến từ Thiên Cung thần giáo nhân quả. Giờ phút này Diệp Thần trên mình như cũ mang theo thương thế. Giờ khắc này nàng trong lòng dâng lên một chút bất an, đồng thời vậy kiên định nàng thể phải sống đi ra quyết tâm. Nàng muốn chính mắt xem, Thiên Cung thần giáo rốt cuộc trải qua cái gì. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay thả ra vô tận ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời mọc, vô cùng chói mắt. Cảm giác phong tỏa tám sợi không gian gông xiềng vị trí, Diệp Thần hướng về phía trong đó một cây hung hăng đánh xuống, nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Đạo kiếm mang này mà qua, gông xiềng không nhúc nhích chút nào. Ha ha ha, không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi rốt cuộc vẫn là lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên, thần võ điện thái thượng trưởng lão châm chọc tiếng từ Diệp Thần sau lưng truyền tới. Sau lưng châm chọc tiếng mới vừa vang lên, cho không được Diệp Thần làm ra phản ứng. Tốc tốc tốc, huyên náo tiếng theo sát tới, Diệp Thần quay đầu lại ngay tức thì, chỉ gặp mười mấy đạo nhân ảnh đã đem hắn vây quanh vây khốn, cầm đầu bất ngờ chính là thần võ điện thái thượng trưởng lão. Đục ngầu con mắt bên trong, lóe ra lau một cái được như ý gian ý, ta nói Thiên Tuyết Tâm không sợ thân tử đạo tiêu, nguyên lai là vì ngươi. Hôm nay ngươi vậy tự chui đầu vào lưới, Diệp Thần, ngươi nếu là bị lão phu bắt, người nữ nhân trước mặt biết hay không mở miệng. Ha 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 ha. Hài hước thanh âm vang lên, thần võ điện thái thượng trưởng lão trong mắt xông ra lau một cái cuồng nhiệt vẻ, chỉ muốn bắt Diệp Thần, âm ma thánh tổ bên kia chính là có thể tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Thời khắc này Diệp Thần quả thật lâm vào lưỡng nan chi địa, trước mắt Thiên Tuyết Tâm căn bản không có chút nào sức tái chiến, trừ thần võ điện thái thượng trưởng lão cái này hôm nay trạng thái đến gần thiên quân lão ra ra. Âm ma thánh điện ở một bên nhìn chằm chằm hơn 10 vị trăm giả cảnh hậu kỳ cường giả, đều không phải là dễ chiêu tồn tại. Động thủ, bắt lại Diệp Thần. Thần võ điện thái thượng trưởng lão hiển nhiên không muốn cho Diệp Thần càng nhiều hơn thời gian, ra lệnh một tiếng, đám người đủ trào tới. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Tựa như một vòng mặt trời mọc, một đạo như thái dương chói mắt kiếm mang làm che chở, ép được dẫn đầu về phía trước âm ma thánh điện mấy vị cường giả không thể không làm ra tư thái phòng ngự. Diệp Thần mang Thiên Tuyết Tâm, hai người bóng người hướng thần võ tù mất tháp chỗ sâu thối lui. Ở ta thần võ điện cấm địa bên trong, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Cười gằn một tiếng, tay gầy nhom trưởng vung lên mà rơi, chính là dẫn đám người tiếp tục truy kích đi. Cùng lúc đó, thần võ điện bầu trời. Là Diệt Minh Thú, bổn tọa niệm tình ngươi tu vi không dễ, thần phục với ta, có thể không hề bị vậy vạn năm địa hỏa lửa đốt tim đau. Thanh âm khàn khàn ở trên không đáng giữa trời đất vọng về, màu máu trường bào yên tĩnh phục lập, kỳ chủ gương mặt bên trên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Trước mắt ngay lập tức tới hai lưỡi, nhưng là nói cho đối phương biết, làm một đầu vạn cổ hung thú tôn nghiêm. À, xem ra ngươi là lựa chọn cự tuyệt ta. Âm ma thánh tổ tiện tay xóa đi khóe mắt bị lau đi lau một cái máu thịt trên đỏ thấm, ánh mắt tiệm su âm trầm, rất hiển nhiên, hắn vậy dần dần đối là Diệt Minh Thú mất đi hứng thú. Nhiều lần cãi lại tại ta, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Màu máu trường bào ở thần võ điện bầu trời bay lên, âm ma thánh tổ 10 ngón tay đầu ngón tay đều là tản mát ra từng cơn tinh mang. 10 ngón tay bể thương khung. Từng đạo màu máu trùm tia sáng từ đầu ngón tay phún ra ngoài, là Diệt Minh Thú nhưng là kinh hãi phát hiện, mình lại không chỗ né tránh, vậy 10 đạo thực thể hóa trùm tia sáng đem hắn dựng thân không gian hoàn toàn mổ ra tới. Không gian phong tỏa.
là Diệt Minh Thú cảm nhận được liền khổng lồ áp lực, liền tinh thông qua lại không gian hắn, đều là không che giấu. Âm Ma Thánh Tổ đối với không gian thành tựu, hiển nhiên không đạt tới là Diệt Minh Thú, thậm chí có thể nói là người ngoài ngành. Nếu không cũng sẽ không mấy lần bị Linh Nhi trêu đùa, làm lùng bắt Diệp Thần các người sự việc tiến triển chậm chạp. Hắn nơi dựa vào, chỉ là vô cùng sát phạt lực. Miễn cưỡng xé nát không gian lực tàn phá. Người đàn ông trung niên trong tay hai lưỡi nắm chặt, tay trái tay phải đồng thời mở công, nếu né tránh không đi, vậy thì nghiền. Đinh! Đinh! Một tiếng gào thét, là Diệt Minh Thú hóa thành người đàn ông trung niên hai lưỡi hung hăng bổ vào màu máu thật thể trùm tia sáng bên trên, ngưng thực tia máu lên tiếng đáp lại mà bể, vỡ tản ra. Mấy chiêu sau này, 10 đạo tia máu tất cả đều tán làm mảnh vỡ tuột xuống hư không, là Diệt Minh Thú trong tay hai lưỡi cũng là sụp đổ tí ti lỗ hồng. Phải biết, đó là nó căn nguyên răng nanh hóa thành hai lưỡi, chiến đấu tiệm xu rơi vào hạ phong. Đáng chết, lão bất tử này người, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Âm thầm Tôn lão liếc mắt một cái trên hư không tác chiến Âm Ma Thánh Tổ cùng là Diệt Minh Thú, ánh mắt ngưng trọng nhìn về sau lưng thần võ tù mất tháp. Thời khắc này Tôn lão liếm hết sức hơi thở, tận lực không để cho người nhận ra được hắn đến. Lúc trước thần võ điện thái thượng trưởng lão cùng Âm Ma Thánh Điện rất nhiều cường giả tới đông đủ thời điểm. Hắn chính là đã đến, một mực ở ẩn núp chờ đợi thời cơ. Nếu là có thể cùng cái này là Diệt Minh Thú phối hợp, đem Âm Ma Thánh Tổ đánh chết ở chỗ này nói, tất cả vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng. Là Diệt Minh Thú rơi vào hạ phong. Tôn lão kế hoạch an bài bị đánh loạn, trên hư không cự thú rõ ràng không địch lại Âm Ma Thánh Tổ, giờ phút này mình cho dù là gia nhập chiến trường, thắng bại cũng là khó liệu. Có thể đi thần võ tù mất tháp. Hơi thở chập chờn sẽ bị cái lão gia hỏa này bắt. Cái này một tí, Tôn lão vậy lâm vào lưỡng nan chi địa. Ngay tại lúc này, trong sân thế cục biến. Khặc khặc, người lấy là, cái này thì kết thúc sao? Âm Ma Thánh Tổ trong mắt lóe lên vẻ sát ý, âm lãnh hơi thở ở toàn thân tràn ngập. Là Diệt Minh Thú nhận ra được dị thường thời điểm, là lúc đã chậm. Chỉ gặp lúc trước vậy vỡ nát thật thể hóa trùm tia sáng. Tán lạc mảnh vỡ chẳng biết lúc nào đã đem là Diệt Minh Thú quanh thân không gian cắt kim loại thành một phiến phiến, không gian chảy loạn hơi thở đã tràn vào. Bể! Lạnh như băng lại thanh âm khàn khàn vang vọng ở giữa thiên địa, Âm Ma Thánh Tổ tay áo vung tay lên, vậy văng tung tóe 10 đạo giết mang mảnh vỡ, tựa hồ có cảm ứng vậy, đồng loạt bay lượn, đem là Diệt Minh Thú quanh thân không gian miễn cưỡng biến dạng, sau đó cùng mất đi, còn có trung tâm nó. Vèo! Là Diệt Minh Thú cánh tay ngay tức thì cắt thành mấy đoạn, thân thể cũng là tán giữ lời đoạn rơi xuống. Bỏ mình. Chỗ tối Tôn lão khó có thể tin nhìn ở mình trước mắt bị Âm Ma Thánh Tổ vặn thành thịt vụn là Diệt Minh Thú, lâm vào đờ đẫn. Hống. Một tiếng thú gào vang khắp, hư vô kia không gian bên trên, lúc trước đoạn giữ lời đoạn thân thể lại lần nữa ngưng hợp, là Diệt Minh Thú bóng người lần nữa trở về. Hống. Là Diệt Minh Thú khuôn mặt chớp mắt rồi biến mất. Theo lại một tiếng quát chói tai, ngàn trượng thú thân kéo dài triển khai, đem giam cầm tại quanh thân 10 đạo giết mang chiếm đoạt, u xanh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màu máu trường bào. Không có chết. Âm Ma Thánh Tổ trong mắt lóe lên tí ti kinh ngạc, nhưng chợt nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, ta xem máu ngươi khí năng để cho ngươi cái này thú thân trọng tổ mấy lần. Một trường chính là lần nữa hung hăng vỗ về phía vậy trên hư không trăm trượng đầu thú. Chính là hiện tại. Tôn lão bóng người chớp mắt rồi biến mất ở thần võ tù mất tháp cuối, vậy hơi hơi thở lưu chuyển, ở trên hư không sát ý văng khắp nơi trên chiến trường, không có tung lên nửa điểm mà rung động. Đây là, màu tím hồng mông hơi thở. Rất hiển nhiên, thiên quân cảm giác cùng tầm mắt, Tôn lão khi tiến vào thần võ tù mất tháp ngay tức thì, chính là cảm nhận được liền bên trong khí tức thiên địa lưu chuyển, chợt chăm chú nhìn về chỗ sâu. Thân thể chấn động một cái. Tản đi quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân nhàn nhạt hồng mông mây tía, cái này băng lửa mà cảnh, ở nơi này chờ cường giả trước người, ăn mòn tính cực kỳ nhỏ. Xem ra thiên tuyết tâm là bị phong ấn tu vi. Tôn lão con người đông lại một cái, cảm nhận được liền yếu ớt chập chờn, thiên tuyết tâm cùng Diệp thần thời khắc này tình cảnh không ổn. Gay gâu, Diệp tiểu tử gặp nguy hiểm. Tôn lão bóng người hướng chỗ sâu cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó, hô! Diệp thần giữa chán, chén lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, hắn trạng thái giờ phút này rất là không ổn. Diệp thần, đừng để ý ta, chính ngươi đi mau.
Thiên cung thần giáo sự việc, giao cho ngươi. Thiên Tuyết Tâm còn muốn nói gì, một tiếng quát chói tai nhưng là cắt đứt hắn. Im miệng. Thời khắc này Diệp Thần suy tính luôn mãi, vẫn là trao đổi Hoang Lão một chút lực lượng, hơi thở mạnh mẽ mấy phần, trong mắt bên trong, tí ti thịt sống mang thoáng qua. Ta tới đây, chính là vì cứu ngươi đi ra ngoài, những thứ này Tiêu Nghỉu nói, cùng ta thời điểm chết rồi hãy nói. Thiên Tuyết Tâm trợn to con ngươi, thời khắc này Diệp Thần mặc dù giữ nguyên tí ti lý trí, nhưng tuyệt không phải nàng nơi biết Diệp Thần. Khí tức lãnh liệt cùng ý định giết người, cho dù là ma hóa Diệp Thần, vậy tuyệt không phải là trạng thái như vậy mới đúng. Cái này không giống như là Diệp Thần, càng giống như là một người đến từ thời đại viễn cổ cấm kỵ. Thằng nhóc, cố nhiên như vậy, nhưng ta lực lượng ở chỗ này cũng không cách nào phát huy toàn bộ. Hoàng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, Hoàng lão, vậy phải làm thế nào? Hoàng lão suy tính chốc lát, mở miệng nói, thằng nhóc, người trước đây không phải lấy được Uyên Thiên Ma kiếm sao? Nếu muốn phá cuộc, kiếm này lực lượng có thể vận dụng. Diệp Thần con ngươi híp lại, Uyên Thiên Ma kiếm quá khó khăn khống chế, hơi lơ là liền dễ dàng nhập ma. Bất quá bây giờ tình huống, không kiềm được hắn suy tính. Một khắc sau, Diệp Thần con ngươi tràn đầy hai đạo phù văn màu đen. Nếu như Linh Nhi ở chỗ này, nàng nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, thời khắc này Diệp Thần trên mình, thêm mấy phần Uyên Thiên Ma kiếm bóng dáng. Lúc trước Hắc Ma Nhai để, trong hang núi bóng người. Ta chỉ đạo, chém chết hết thảy. Màu máu kiếm mang vung ra, sau lưng thần võ điện thái thượng trưởng lão Thủy Chung là như bóng với hình, bỏ mặc Diệp Thần như thế nào tăng tốc, sau lưng bóng người càng lúc càng gần. Nỏ hết đà à, khặc khặc. Một đạo chói tai châm chọc tiếng cười truyền tới Diệp Thần trong tai, đạo kiếm mang này chưa đến, chính là bị thần võ điện thái thượng trưởng lão một quyền nổ. Thân ảnh già nua đã cướp tới trước người, cho không được Diệp Thần phản ứng, một trưởng chính là đánh tới. Đáng chết. Diệp Thần lãnh đạm con mắt bên trong, thoáng qua một chút không cam lòng, đành phải hoành kiếm ngăn ở trước ngực, chống cự thần võ điện thái thượng trưởng lão một trưởng. Sức trùng kích to lớn đem Diệp Thần thả trong ngực Thiên Tuyết Tâm vung bay ra ngoài, trùng trùng đập xuống đất. Hụ! Ngã xuống đất Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, màu tím hồng mông hơi thở, vẫn đang không ngừng ăn mòn hắn, băng lửa tầng 2 phản ứng bắt đầu ở hắn trên mình hiện ra, Diệp Thần thân thể bắt đầu run rẩy. Thương thế vẫn là quá nặng. Nếu như trạng thái tột cùng, hơn nữa có thể thi triển 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy kiếm đạo dưới tình huống. Nói không chừng thậm chí có thể chém chết thái thượng trưởng lão. Có thể Hồng Thiên Kinh đánh một trận sau thương thế còn chưa khôi phục, hôm nay lại là tổn thương càng thêm tổn thương, thế cục đối Diệp Thần cực kỳ bất lợi. Đã phát tác sao? Thái thượng trưởng lão hài hước nhìn trước mặt khổ khổ dẫy dụa Diệp Thần, làm bộ tiến lên chính là một trưởng lộ ra. Hắn không định cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc chỗ trống. Không. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, hắn trước mắt một đạo bóng đẹp đổ bay ra. Thiên Tuyết Tâm thay hắn đỡ được thần võ điện thái thượng trưởng lão nhất kích. Thiên Tuyết Tâm trùng trùng đập xuống đất, mất đi Diệp Thần linh lực hộ thể nàng, mảnh thiên địa này bên trong, băng lửa mà cảnh hơi thở lần nữa tấn công tới. Xem ra, lần này thật sự là phải chết ở chỗ này. Thiên Tuyết Tâm trong mắt tràn đầy không cam lòng, buồn bã cười một tiếng. Chết, sợ rằng còn không như vậy dễ dàng. Thần võ điện thái thượng trưởng lão nhẹ khẽ vuốt phủ ống tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt mất đi chống cự hai người. Thẩm phán vẻ, giật tại bày tỏ. Diệp Thần nhưng lại yên lặng không nói, đem tay phải nhẹ nhàng đè ở mình trên đan điền. Lão già kia, như vậy khi dễ một cái hậu bối tiểu tử, lão phu đều là không nhìn nổi. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một cái sán màu vàng kim càn khôn hồ lô từ cái này phiến hồng mông thế giới chân trời đập xuống. Chia nhỏ chiến trường. Tôn lão. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng bên trong, dấy lên một chút vẻ khao khát. Tôn Linh Thiên tộc. Thái thượng trưởng lão cùng với sau lưng một đám âm ma thánh điện cường giả thấy vậy, rối rít chân mày giơ lên. Tôn Linh Thiên tộc, một chủng tộc này quá mức tà môn, cơ hồ không người nào nguyện ý dính hắn mang tới không rõ nhân quả. Trước kia âm ma thánh tổ, cũng là như vậy, dù là đem trọng thương ném xuống Hắc Ma Nhai để. Cũng không muốn tự mình lấy hắn tánh mạng. Khặc khặc, người khác kính người Tôn Linh Thiên tộc ba phần, lão phu nhưng là không sợ. Thần võ điện thái thượng trưởng lão một tiếng cười như điên,
chợt mở miệng nói, cái này thần võ tù mất trong tháp, chính là ta địa giới, người dám can đảm tới đây, liền nếm thử một chút mùi vị đi. Hừ, Tôn lão ánh mắt liếc một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, nói càn khôn thế giới. Tay áo vung tay lên, tại chỗ trừ thần võ điện thái thượng trưởng lão ra, còn lại âm ma thánh điện mười mấy vị cùng đuổi giết tới cường giả, tất cả đều bị Tôn lão khốn vào càn khôn hồ lô. Cường giả tới giữa chênh lệch, đủ để đem cái này âm ma thánh điện hơn 10 vị cường giả trì hoãn. À, xem ra ngươi là chuẩn bị cùng ta tách vật cổ tay. Thần võ điện thái thượng trưởng lão nhìn hờ hững, hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Cái này phiến yên tĩnh hồng mông thế giới bên trong, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Diệp tiểu tử, ngươi đây là... Tôn lão âm thầm truyền âm nói. Chẳng lẽ là cái này hồng mông mây tía, dẫn động ngươi và Hồng Thiên Kinh đánh một trận sau vết thương cũ. Tôn lão, cái này màu tím hồng mông hơi thở, quả thật dẫn động nội thương. Hơn nữa ta vận dụng một chút võ đạo luân hồi đồ phòng ấn Uyên Thiên Ma Kiếm lực lượng, ta giờ phút này cảm giác được Uyên Thiên Ma Kiếm lại muốn nhân cơ hội lần nữa đoạt xác ta. Diệp thần cười khổ một tiếng, Tôn lão sớm ở thời gian đầu tiên, chính là phát giác Diệp thần khác thường, mặc dù giờ phút này hắn còn có phân nửa lý trí. Thế nhưng quanh thân khí tức lạnh lùng, phát ra sát ý ánh mắt, cùng lúc trước Uyên Thiên Ma Kiếm đoạt xác lúc đó, biết bao giống nhau. Người nghe, võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực, cùng cái này thần võ tù mất tháp hồng mông mây tía chính là tương sanh tương khắc vật. Nguyên gốc bản, đều là cao nhất đạo tắc kinh vạn năm thiên địa linh khí thai nghén, cho nên ngươi như vậy cưỡng ép chống cự, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tôn lão thanh âm ở Diệp thần vang lên bên tai. Ta trước chuẩn bị trước thử nghiệm hoàn toàn giải khai phong ấn, đến lúc đó Uyên Thiên Ma Kiếm còn sót lại ý thức, có thể sẽ giải quyết nguy cơ. Không thể. Tôn lão thanh âm vội vàng vang lên. Ngươi lấy ngoại lực chống cự cái này hồng mông mây tía diễn hóa băng lửa hai cảnh, chỉ sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại. Diệp thần cười khổ, nói ý của ngài là, cầm cái này hồng mông mây tía nhét vào mình đan điền. Đây không phải là... Một giây kế tiếp. Tựa hồ tìm được mới câu trả lời. Đúng vậy, tại người thường mà nói, dẫn hồng mông mây tía vào cơ thể, không khác nào tự tìm đường chết, nhưng ta cái này trong cơ thể vốn là có Uyên Thiên Ma Kiếm ma khí cùng võ đạo luân hồi đồ phòng ấn lực cùng với nghịch thiên luân hồi huyết mạch. Tương xanh tương khắc, Diệp thần chợt ngồi xếp bằng, ta hiểu ý, mời Tôn lão là ta tranh thủ chút thời gian. Người phải thêm mau độ tiến triển, cái này hồng mông thế giới bên trong, chính là lão này sân nhà. Ta hết sức vì ngươi chỉ hoãn chính là. Tôn lão truyền tới thanh âm sau cùng, thân hình chính là hướng thần võ điện thái thượng trưởng lão lướt đi. Cả ngày màn lửa. Đầu ngón tay pháp ấn lưu chuyển, Tôn lão quanh thân, màn lửa tràn ngập, nóng rực nhiệt độ ngay tức thì đem cả tòa thế giới đốt. Không biết tự lượng sức mình, ở mảnh thế giới này bên trong, cũng dám ở trước mặt của ta dùng lửa. Ừ, rất hiển nhiên. Thần võ điện thái thượng trưởng lão chú ý tới phía dưới Diệp thần. Ha ha ha, lại dám dẫn động hồng mông mây tía vào cơ thể, thằng nhóc, ngươi chết đến nơi rồi. Diệp thần, ngươi, ở một bên Thiên Tuyết Tâm, thấy Diệp thần như vậy điên cuồng cử động, cũng là trợn to hai tròng mắt, dẫn động hồng mông mây tía vào cơ thể, người ngoài chống cự cũng không kịp tránh tồn tại, hắn lại vẫn tự tìm cái chết. Thiên Tuyết Tâm trước mắt Diệp thần bề mặt, đã bao trùm lên liền một tầng băng xương thật mỏng, lại lớp băng còn đang không ngừng trầm trọng hơn. Lúc này Diệp thần trong thức hải, rời sông lấp biển. Luồng thứ nhất hồng mông mây tía vào cơ thể, hắn quanh thân kinh mạch chính là đi qua nóng rực cháy, bắt đầu sôi trào cháy. À! Máu sôi trào bốc hơi, kinh mạch run rẩy đau nhức dẫn được Diệp thần không khỏi được gào thét, giữa cổ họng phún ra nóng bỏng đỏ tươi ngay tức thì làm cả tòa hồng mông thế giới bên trong mây tía sinh động. Tiếp tục, thứ hai tia hồng mông mây tía vào cơ thể, Diệp thần nhánh kinh mạch thứ nhất bắt đầu văng tung tóe, nguyên cái cánh tay phải giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy, sưng lên. Thứ ba tia hồng mông mây tía vào cơ thể, Diệp thần quanh thân kinh mạch bắt đầu đứt từng khúc, mỗi một nhánh kinh mạch vết nứt, đều là kích thích hắn ý thức. Khặc khặc, nhìn phía dưới sắp bạo thể mà chết Diệp thần, thần võ điện thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mặc dù âm ma thánh tổ chỉ mặt gọi tên phải sống, nhưng là hắn tự tìm chết, vậy cũng không có biện pháp. Hơn nữa một khi Diệp thần bỏ mình, trên người hắn tất cả bảo tàng cũng thuộc về mình. Vừa nghĩ đến đây,
Thần võ điện thái thượng trưởng lão trong mắt cuồng nhiệt vẻ chính là xông ra, đối với cùng tôn lão chiến đấu, cũng lộ vẻ được tràn đầy bất kinh tâm. Thần võ tù mất tháp, dung. Thái thượng trưởng lão bóng người dần dần đổi được trong suốt, cùng cả tòa hồng mông thế giới hòa hợp, đóng băng 30.000 dặm. Một tiếng quát chói tai, điều khiển thần võ tù mất tháp thái thượng trưởng lão điều động hồng mông bên trong thế giới hàn xương lực. Ngay lập tức tới giữa, gió lạnh nổi lên bốn phía, một món tường băng hiện lên, đem tôn lão liên thiên màn lửa miễn cưỡng đông đóng băng. Cháy nhảy động nóng bỏng lửa mộ, lại là bị đóng băng đông. Liền như vậy cấp bậc ngọn lửa cũng bị đông cứng. Thiên tuyết tâm khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, thiên quân cấp cường giả khác lửa pháp tắc, có thể dong mặc thiên địa tồn tại, lại bị miễn cưỡng đóng băng. Đáng chết, cái này hồng mông mây tía, quả nhiên bá đạo. Tôn lão trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, càn khôn hồ lô bị dùng để khốn đẻ âm ma thánh điện hơn 10 vị cường giả đứng đầu, vận dụng không được. Mà dưới mắt nhất là đắc ý thủ đoạn, nhưng là gặp phải hồng mông mây tía đóng băng. Diệp thần, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong hư không, thanh âm già nua vang vọng, từng luồng gió lạnh hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng quả banh ra vậy không ngừng tăng rách Diệp thần đâm tới. Lửa cháy mạnh lửa thuẫn. Tôn lão thấy tình thế không ổn, thu hồi thế công chuyển là phòng thủ, ở Diệp thần trước mắt xây dậy từng đạo lửa duy nợ, đem Diệp thần bọc. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hồng mông thế giới, xanh đậm mũi. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào lửa duy nợ trên, liền đem hắn đông đóng băng. Diệp thần, ngươi nếu lại mau chút. Tôn lão thanh âm vội vàng truyền ra, nhưng là văn không được Diệp thần nửa điểm mà đáp lại. Ý thức bắt đầu tan rã, ta phải chết sao? Một màn cảnh tượng từ Diệp thần trước mắt vạch qua, Hồng Thiên Kinh đánh một trận, và Nhâm Phi Phàm lẫn nhau là Hải Đăng, Bầu Trời Long Hồn, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Tôn Di. Ta ở. Đột nhiên ý thức định cách ở Thiên Tuyết Tâm cùng Tôn Lão bị đánh chết ngay tức thì, Diệp thần gào thét nói, không. Lần nữa khôi phục trong sạch, Diệp thần chịu đựng đau nhức, khí hải nhanh chóng vận chuyển, màu tím hồng mông hơi thở một cổ não nhi toàn bộ tràn vào Diệp thần trong đan điền. Sẽ ở đó không chịu nổi sắp bạo thể mở ra một khắc kia, Diệp thần hét lớn một tiếng. Võ đạo luân hồi đồ, mở. Phòng ấn lực toàn bộ phá vỡ, một cổ ngập trời ma ý từ Diệp thần thiên linh cái bên trong lao ra. Đây là, Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở. Thần võ điện thái thượng trưởng lão cảm nhận được ma kiếm hơi thở ngay tức thì, chính là đại hỷ, chỉ cần đem Diệp thần đánh chết ở chỗ này, chuôi này viễn cổ ma kiếm, liền là của mình. Đề phòng sơ suất hắn, một chút vậy không chú ý tới. Thời khắc này màu tím hồng mông hơi thở, đang nhanh chóng trôi qua. Mắt xem muốn nổ tung mà chết Diệp thần, ở Uyên Thiên Ma Kiếm hiện hình một khắc, lại là khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên như vậy, Uyên Thiên Ma Kiếm còn sót lại ý thức cần dựa vào ký chủ tới chống cự cái này hồng mông mây tía, Diệp thần được cứu rồi. Tôn lão thở dài một tiếng, xem ra là đánh cuộc đúng, chính là không biết tình huống kế tiếp, sẽ phát triển như thế nào. Uyên Thiên Ma Kiếm Võ đạo luân hồi đồ, hồng mông mây tía. Tam phương hội tụ sẽ sinh ra hậu quả dạng gì, ai cũng chưa từng gặp. Cái này, không lâu lắm, thần võ điện thái thượng trưởng lão tựa hồ mất đi đối hồng mông mây tía khống chế, hồng mông trên thế giới mây tía mất đi hô ứng. Giờ khắc này, hắn cùng mảnh thế giới này, giải trừ dung hợp, gầy nhom lại nửa người nửa quỷ thân hình lần nữa hiện ra tại mảnh thiên địa này tới giữa. Đây là... Đối với không được rõ nội tình Thiên Tuyết Tâm, nghi ngờ nhìn về Tôn Lão. Mảnh thiên địa này hồng mông mây tía cũng không phải là lão nhân kia tất cả, hắn chỉ bất quá có thể mượn thần võ tù mất tháp điều động mà thôi. Cái này cùng thiên địa linh khí, tự có ý thức, Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở xuất hiện, dành cho nó cảm giác nguy cơ, cho nên thoát khỏi tên kia nắm trong tay, bắt đầu tự đi kháng địch. Lúc trước Uyên Thiên Ma Kiếm đoạt xác Diệp thần. Hôm nay Diệp thần dẫn hồng mông mây tía vào cơ thể, hai mạnh đụng nhau. Vậy Diệp thần chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Rất nhiều thần vật đều ở đây tranh đoạt Diệp thần thân thể, Thiên Tuyết Tâm trước mắt vẻ lo âu. Vậy không hẳn vậy, tối thiểu võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực và luân hồi huyết mạch là sẽ phò hộ kỳ chủ Diệp thần. Tôn lão khuôn mặt ngưng trọng, dù là như vậy, sau cùng kết quả vẫn là không thể dự đoán. Cùng lúc đó, Diệp thần thức hải bên trong. Diệp thần,
người dám can đảm mượn cái này Hồng Mông hơi thở mưu toan xóa bỏ ta. Một đạo hỗn độn bóng người mở miệng nói. Một chuôi tàn kiếm, cũng muốn đoạt xác ta. Sau lưng lục đạo luân hồi bàn và một phiến sáng chói tinh không Diệp Thần cường thế đáp lại, hôm nay Hồng Mông mây tía vào cơ thể, mưu toan lọc sạch cái này tàn niệm, mình chưa chắc không thể đánh một trận. Hồng Mông bên trong, hỗn độn hơi thở. Một thanh âm khác quanh quẩn, hiển nhiên, là Hồng Mông hơi thở tịnh hóa chi lực. Âm. Bạo liệt nổ vang, hết thảy tựa như bình tĩnh. Đáng chết. Vậy hỗn độn kiếm ảnh một tiếng kêu gào, quanh thân ma ý đại thịnh. Ngoại giới. Kết thúc. Tôn lão nhìn vậy chớp mắt rồi biến mất huyên thiên ma kiếm hơi thở, dài hô một hơi, nhưng trên đất Diệp Thần nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại. Hồng Mông thế giới bên trong mây tía vậy tiệm xu vững vàng, hết thảy quy tịch. Khặc khặc. Diệp Thần đã chết, các ngươi cũng có thể đi cùng hắn. Thần võ điện thái thượng trưởng lão nụ cười trên mặt chỉ tăng không giảm, dễ như trở bàn tay trọng bảo, uyên thiên ma kiếm là chính hắn. Giờ phút này Diệp Thần thức hải bên trong. Đây là... Diệp Thần ý thức lần nữa có chút đáp lại, thong thả tỉnh lại, bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trước mắt đều là vắng vẻ. Uyên thiên ma kiếm hơi thở biến mất. Trước mắt chỉ có một đạo lưu chuyển tinh thuần màu tím kiếm mang, trên đó che nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Đây là... Diệp Thần trong mắt hiện ra một chút mừng như điên, trước kia đại chiến Hồng Mông mây tía cùng uyên thiên ma kiếm tàn hồn lại dung hợp. Bên trong đan điền võ đạo luân hồi đồ chớp mắt, tựa hồ ở hướng Diệp Thần truyền lại một ít tin tức. Một màn cảnh tượng hiện lên. Nguyên lai là ngươi, đứa nhỏ, ngươi nhưng mà lập công lớn. Chính là dấu, chờ cơ hội nhi động võ đạo luân hồi đồ linh, khiến cho một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau diệu kế. Ở uyên thiên ma kiếm tàn hồn cùng Hồng Mông mây tía quyết chiến lúc đó, hoành sáp một tay, đem hai người căn nguyên luyện hóa. Há chẳng phải là nói, uyên thiên ma kiếm cùng Hồng Mông mây tía hiện tại đều là của ta. Diệp Thần vui mừng quá đổi. Võ đạo luân hồi đồ linh nhất tránh chớp mắt, uyên thiên ma kiếm tàn hồn đã diệt, Hồng Mông mây tía chủ đạo thân kiếm. Bên trong cơ thể ngươi Hồng Mông hơi thở, sẽ cùng uyên thiên ma kiếm hủy diệt ý dung hợp sau đó. Đã lọc sạch là Hồng Mông mẫu khí, tinh thuần cực kỳ, lại có thể điều động giữa trời đất tất cả Hồng Mông khí. Người 33 thiên Hồng Mông cổ pháp sợ rằng đều sẽ có nơi tăng cường. Võ đạo luân hồi đồ linh giải thích. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần lần này, là thật nhặt được bảo bối. Thậm chí thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao hiệu quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh quay về. Diệp Thần đã bỏ mình, thiên tuyết tâm. Ngươi nếu như thành thật khai báo, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Thiên tuyết tâm trên mình, vậy có quá nhiều bí mật chờ đợi đào, giờ khắc này, thần võ điện thái thượng trưởng lão tựa hồ lấy được toàn thế giới. Hừ, thiên tuyết tâm vùng vẫy đứng dậy, làm bộ liền muốn tự bạo. Ta kéo cái lão ra hỏa này, ngươi đi trước. Nàng quay đầu hướng về phía tôn lão nói. Ai nói ta chết? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Diệp Thần, tôn lão cùng thiên tuyết tâm đều là sửng sốt một chút. Diệp tiểu tử, ta cũng biết ngươi chấp trưởng luân hồi, không như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Tôn lão cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt Diệp Thần, giờ khắc này hắn rõ ràng, mình đánh cuộc đúng. Thiên tuyết tâm cũng là vui mừng giật tại bày tỏ. Nhìn lại một bên thần võ điện thái thượng trưởng lão, sắc mặt dần dần âm trầm. Nếu ngươi khỏe còn sống, vậy ta liền tự mình đưa các ngươi lên đường. Dung. Khí tức quanh người bạo tăng, nhưng lần này, thái thượng trưởng lão bóng người nhưng là vẫn tại chỗ đứng lặng. Ừ. Mình rõ ràng đã khu động driver thần võ tù mất tháp, tại sao có thể như vậy? Lão gia, người có phải hay không kinh ngạc, vì sao cái này thần võ tù mất tháp không nghe ngươi sai xử? Diệp Thần khẽ cười một tiếng, nhìn người trước mắt ảnh. Đó là bởi vì, mảnh thiên địa này Hồng Mông mây tía, đều là của ta. Nói xong, Diệp Thần trong tay tinh mang chớp mắt, chính là lúc trước đảo huyền tại nhỏ bên trong thế giới chuôi này tuyệt thế hung kiếm, uyên thiên ma kiếm. Màu vàng sậm chuôi kiếm vẻ, màu đậm đường vân lan tràn toàn bộ thân kiếm, đỏ tươi thân kiếm tản mát ra nóng rực nhiệt mang. Cùng lúc trước bất đồng chính là kiếm bảng to bên trên, lưu chuyển màu tím chói lọi, trên đó che nhàn nhạt Hồng Mông hơi thở. Uyên thiên ma kiếm, ta tuy chấp trưởng ba chuôi thiên kiếm, nhưng ngươi tuyệt đối không thua thiên kiếm.
hôm nay ta liền đem ngươi đổi tên là Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm. Diệp Thần một tiếng quát chói tai, Hồng Mông mẫu khí tựa hồ cảm nhận được liền chủ nhân triệu hoán, trong chốc lát cả tòa thiên địa Hồng Mông mây tía đều là xuất hiện Uyên Thiên Hồng Mông trên thân kiếm. Cái này không thể nào. Thần Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão cũng là cảm nhận được liền giữa trời đất Hồng Mông hơi thở lưu chuyển, lại là toàn bộ hội tụ tại Diệp Thần cầm kiếm bảng to bên trên. Lão gia, người vậy nếm thử một chút một chiêu này đi. Diệp Thần trong tay Uyên Thiên Hồng Mông kiếm vung ra, màu tím kiếm mang từ Thần Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão trên thân thể vạch qua, một phần hai nửa. Ngay tại Thái Thượng Trưởng Lão khó tin ánh mắt bên trong, một tiếng kêu gào thê lương vang khắp chân trời. Chiêu này tên là Vĩnh Hằng Sắc Hồn. Màu tím kiếm mang không có thương tổn thân thể, mà là Hồng Mông mây tía vốn là siêu cường ăn mòn tính bị Diệp Thần sáp nhập vào Diệp Thần Vĩnh Hằng kiếm đạo bên trong. Kiếm phong sát thân, kiếm mang sắc hồn. À, Thần Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão mái tóc dài phiêu tán, toàn bộ thân xác một nửa đều là bị Diệp Thần một kiếm miễn cưỡng lột bỏ, hóa thành một quầy bùn nát. Mà còn sót một nửa kia thân xác, nhưng là vùng vẫy bất diệt, đứng dậy cười gằn nói, Diệp Thần, ngươi lại tổn thương lão phu. Ừ, Tôn Lão cũng là phát hiện không đúng, lão này hẳn là theo kiếm mang cùng vậy một nửa kia thân xác vậy, thần hồn vẫn diệt mới là, làm sao? Quả nhiên như vậy, nửa người nửa quỷ đồ. Diệp Thần một tiếng hừ lạnh, rồi mới hướng Tôn Lão giải thích. Thì ra là như vậy, âm ma thánh điện lại còn có như vậy bào chế thần hồn thủ đoạn. Coi là thật âm hiểm cay độc. Nghe nói Uyên Thiên Tông vậy xương trắng thiếu niên là một sau đó, Tôn Lão mới chợt hiểu ra. Lão này vốn nên chết ở chục nghìn năm trước, nhưng tựa hồ âm ma thánh điện dùng bí pháp nào đó, giữ nguyên một bán thần hồn, chế thành liền cái này nửa người nửa quỷ đồ. Diệp Thần, người rất thông minh. Vậy một nửa thân thể dương ra nửa tấm đáng sợ môi mở miệng nói. Nhưng là, người như cũ cầm ta không có cách nào, âm ma thánh tổ bất diệt, ta cũng không diệt. Khặc khặc, làm người ta rợn cả tóc gáy cười tiếng vang lên, vậy còn sót nửa tấm trên gương mặt, vẻ đắc ý hiện ra hết. À, phải không? Diệp Thần nhưng là lơ đễnh, nói, ban đầu, Thần Võ Điện cùng ma tộc liên thủ, bị diệt Uyên Thiên Tông, các ngươi khi đó, hẳn thuộc về hợp tác phân tang quan hệ chứ. Hôm nay âm ma thánh điện cưỡi ở Thần Võ Điện trên đầu, người cái này ỷ mình Thái Thượng Trưởng Lão người, còn muốn ở người ta ánh mắt hạ kéo dài hơi tàn. Ngươi nói, các ngươi tổ sư gia nếu là biết, biết hay không khí quan tài bản cũng không đè ép được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng bên trong vẻ trào phúng hiện ra hết. Thần Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy, sắc mặt một hồi thời kỳ giáp hạt. Ngươi là cái đó thời kỳ lão gia, như vậy vật này, ngươi hẳn không thể quen thuộc hơn nữa chứ. Diệp Thần từ giữa eo móc ra Uyên Thiên Tông lúc đó, từ xương trắng trên người thiếu niên bắt được duy nhất vật kiện mà. Đây là Thần Võ Điện điện chủ làm. Đệ nhất điện chủ làm đã sớm đánh rơi, vì sao sẽ ở tay ngươi bên trên? Chấn nộ thanh âm vang vọng ở giữa trời đất, tựa hồ cái này một lệnh bài, để cho hắn khá là kiêng kỵ. Không khéo, nó bị thất lạc ở liền Uyên Thiên Tông cũ địa điểm, Trần Phong cùng Hắc Ma Nhai để, bị ta tìm được. Diệp Thần trong tay thần chữ làm phong cách cổ xưa lệnh bài, tản mát ra một chút nhàn nhạt uy áp, rất hiển nhiên. Cái này đệ nhất điện chủ lệnh bài bên trong khắc xuống liền loại nào đó cấm chế, Diệp Thần lần đầu tiên cầm tới tay thời điểm, chính là ý thức được. Dẫu sao hắn cũng coi là đối trận tự quyết rất có biết rõ, kết hợp thiên tà lòng núi, viêm dương kết giới ý đồ hòa tan là diệt minh thú cử chỉ, chính là không khó nhìn ra, cái này thần võ điện đệ nhất điện chủ, là một vị trận pháp cự phách. Vậy hắn trên lệnh bài cấm chế, khẳng định đối với môn nhân có loại nào đó chế ước. Đối với bây giờ thần võ điện môn nhân có thể không tạo tác dụng, nhưng cái này nửa người nửa quỷ lão gia, nhưng mà cái đó thời kỳ liền tồn tại. Diệp Thần, có gì thì nói. Thái Thượng Trưởng Lão thấy Diệp Thần lấy ra lệnh bài trong nháy mắt, ban đầu phách lối hơi thở không còn gì vô tồn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, dưới mắt cái lão gia hỏa này, sợ hãi chính là Hồng Mông hơi thở khu động đệ nhất điện chủ làm. Bên trong đan điền Hồng Mông mẫu khí lưu chuyển. Từ Diệp Thần đầu ngón tay tràn ra tí ti hỗn độn khí tức, tràn vào phong cách cổ xưa kia thần chữ trong lệnh bài. À, chỉ gặp Thần Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão còn sót lại nửa phó thân thể ngay tức thì giấy lên vô biên nghiệp hỏa, bất quá mấy tức quang cảnh, chính là đốt liền cốt cặn bã đều không còn dư lại, hóa thành bụi bặm. Tên này, lại chết như vậy.
Tôn lão trợn to tròng mắt, nhìn trước mắt tình cảnh. Diệp thần nhưng là lắc đầu một cái, nếu như cái đó thời kỳ, dám can đảm vi phạm thần võ điện môn nhân, tất cả đều là như vậy kết quả, thần võ tù mất bên trong tháp hồng mông mây tía, ở mỗi cái thần võ điện cửa bên trong cơ thể đều có, lệnh bài kia, bất quá là thăng cấp bản dẫn bạo khí thôi. Cái này đệ nhất điện chủ, thật là hạng người lòng dạ ác độc. Tôn lão không khỏi chắt lưỡi nói. Nhưng mà, tên này bị âm ma thánh điện bí pháp sửa đổi qua, mới vừa rồi hắn cũng nói, âm ma thánh tổ bất diệt, hắn không chết. Diệp thần vừa dứt lời, chỉ gặp trên đất một chồng tàn xám, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ hợp, vặn thành một bộ xương trắng, máu thịt ở trên đó nảy sinh lan tràn, không lâu lắm, lão ra nửa phó thân thể chính là lần nữa ngưng kết. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Diệp thần nhìn một màn trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Vậy lại một lần nữa đi. Vô số lần vẫn diệt lại ngưng hợp, thần võ điện thái thượng trưởng lão trải qua không thuộc về mình cảm giác đau, vẫn diệt vào địa ngục mùi vị, mấy lần quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hiện tại, chúng ta có thể nói một chút chứ? Diệp thần trong tay thần chữ trên lệnh bài hạ lột, thưởng thức trước. Diệp thần, ta phục, ngươi nói, ta làm theo. Thần võ điện thái thượng trưởng lão cúi xuống cao quý đầu lâu. Diệp thần đầu ngón tay lau một cái lưu quang thoáng qua, bát quái thiên đan thuật vẩy chiếu vào người, thần võ điện thái thượng trưởng lão một nửa kia thân xác, cũng là ngưng tụ ra. Ừ, không rõ cho nên lão ra nhìn Diệp thần, chỉ nghe được trước mặt vậy ổn định ung dung người tuổi trẻ nhẹ giọng mở miệng phân phó nói. Người bất quá là muốn sống thôi, liêu người cũng không muốn mất tổ tiên phong thái, cam nguyện là âm ma thánh điện nô chứ. Rất đơn giản, ta cũng có thể để cho ngươi còn sống. Trong tay thần chữ trên lệnh bài hạ lột, không ngừng kích thích lão gia tròng mắt. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Lão gia tròng mắt đông lại một cái, không biết ở đắn đo chút gì. Ngươi là một người thông minh, lần sau lúc gặp mặt, ta xem ngươi biểu hiện. Diệp thần thu hồi lệnh bài, chợt bình tĩnh nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi muốn sống, ta có thể để cho ngươi sống, mà ta chỉ cần tâm niệm vừa động. Ngươi là có thể sống không bằng chết. Lão ra ngây tại chỗ, thật lâu không nói. Nơi đây mất hồng mông hơi thở che chở, bất quá là tòa tầm thường tháp thôi. Không tốt, càn khôn trong hồ lô âm ma thánh điện đám người kia muốn đi ra. Oanh! Cùng lúc đó, ngoại giới. Hô! Ngàn trượng thú thân thể bên trên, vết thương chồng chất, càng có nhiều chỗ, sâu thấy tới xương. Điều này đại biểu cái gì? Thời khắc này là diệt minh thú đã lại không dư lực gây dựng lại mình thân xác, đã từng sánh bằng một đời thiên quân cường giả, dưới mắt như vậy chật vật. Cái này thực lực mạnh, đã vượt quá tầm thường thiên quân sơ kỳ, đáng ghét, nếu như ban đầu thối lui còn có phần thắng, hôm nay. Ngay tại là diệt minh thú suy tư để gặp, xa xa thần võ tù mất tháp nhưng là hàn mang chớp mắt, từ bên trong một đạo kiếm mang xông ra, ầm ầm ngã xuống. Ừ. Âm ma thánh tổ hiển nhiên cũng là bị cái này động trời nổ vang hấp dẫn sự chú ý, quay đầu lại nhìn lại, Diệp thần cùng tôn lão bụi bậm xuống bóng người như cũ có thể gặp, ở sau lưng, thiên tuyết tâm đứng chắp tay. Thần võ điện lão ra thả đối lập. Diệp thần. Âm ma thánh tổ thấy Diệp thần hiện thân, quả quyết bỏ tiếp tục đuổi giết là diệt minh thú, ngược lại là hướng Diệp thần đi. Lúc trước giúp ta thoát khốn vậy hai người, là diệt minh thú định nhãn nhìn một cái. Chính là lúc trước thiên tà núi đem cứu ra người. Xem ra ta lưu thiên tuyết tâm một mạng, là đúng. Âm ma thánh tổ khàn khàn cười một tiếng, chợt hướng về phía thần võ điện thái thượng trưởng lão nói, lão gia, tôn linh thiên tộc lão gia giao cho ngươi. Thần võ điện lão gia nghe vậy sửng sốt một chút, hai quả đấm nắm chặt, con mắt bên trong lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Luân hồi chi chủ, hôm nay, huyết mạch ngươi và ngươi hết thảy, đều đưa thuộc về ta. Màu máu trường bào đã trôi ra tại Diệp thần trước mắt. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Diệp thần không sợ hãi chút nào, xích trần thần mạch kích hoạt, một tầng hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân, nguyện vọng thiên tinh vậy là thủ hộ, rồi sau đó giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là bị âm ma thánh tổ một trường chụp lui. Đáng chết, không cách nào vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy nhất kiếm, hơn nữa thương thế nặng hơn, trạng thái thân thể đến cực hạn. Vốn muốn lặng lẽ chạy đi Diệp thần, nhưng là bị âm ma thánh điện hơn 10 vị cường giả hợp lực nhất kích bại lộ thân phận, lúc trước bên trong tháp mượn hồng mông mây tía thượng năng đánh một trận,
hôm nay đối mặt cái này khỏe hẳn lão gia, tất nhiên không địch lại. Thần võ điện người, đều là đáng chết. Ở nơi này phải, dị biến nổi lên, một tiếng thú gào vang khắp thiên địa, ngàn trượng thú thân thể bên trên, vết thương dễ sợ chỗ tản ra tí tí u minh sương mù. Thằng nhóc, lúc trước trách lầm cùng ngươi, bổn thần nguyên lấy vì ngươi là thần võ điện người. Nếu ngươi giúp ta thoát khốn, miễn cho Viêm Dương thiêu hủy vẫn, hôm nay ta liền trả ngươi nhân tình này. Ha ha ha, thần võ điện sơn môn hủy hết, các đệ tử đồ tất cả đều chết. Bổn thần chết cũng không tiếc. Là diệt minh thú đáng sợ hơi thở bạo tăng, ngàn trượng thú thân thể đổi được hư ảo, liền liền chảy trên đất thú huyết, đều là hóa thành một món hôi vụ. Ma tộc có thể giết, đi chết đi. Đinh! Thần võ điện hộ tông đại trận giờ khắc này toàn bộ vỡ vụn, lau một cái mặt trời gay gắt quang chiếu ở là diệt minh thú thú thân thể bên trên. Nó cố nhiên là hung thú, ngày cũ thời đại, ở rất nhiều người trong mắt tội đại ác vô cùng, nhưng nó cũng biết vì sao là ân, vì sao làm thiện. Đây cũng là võ đạo thế giới lớn nhất tàn khốc, cũng là lớn nhất mị lực. Hư không biến dạng. Diệp thần mượn linh nhi hư không vết rách, bước vào trong đó, tránh khỏi một kích này. Lão già này thực lực, thật là khủng bố, như vậy trình độ tự bạo, lại bị hắn dưới áp chế tới. Âm ma thánh điện cường giả còn ở, lão già này, vô luận như thế nào vậy được đè xuống, hắn thực lực. Sợ rằng cách bước vào thái thượng thế giới không xa. Diệp thần chăm chú nhìn nhìn thần võ điện địa giới, sám mang hủy thiên diệt địa, nhưng là bị một tràng mưa máu miễn cưỡng dừng lại. Trong tay một viên nội đan tản ra giống nhau u minh sương mù, nhưng là dịu dàng dị thường. Thú tộc, cảm tình có lúc so loài người càng thêm thuần túy. Diệp thần đầu óc bên trong nổi lên thiên tà chân núi, cùng vậy u xanh con mắt đối mặt lúc cảnh tượng. Nó cứu chúng ta tất cả người. Thiên tuyết tâm tựa hồ cảm thấy Diệp thần thương cảm, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, an ủi. Diệp thần nghe vậy, siết chặt trong tay u minh nội đan, chợt trầm giọng nói, lần sau gặp mặt, lão gia, người cũng đừng để cho ta thất vọng. Lãnh đạm ánh mắt nhìn xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên tuyết tâm, có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Diệp thần nhiều lần suy tư, thiên cung thần giáo Tiêu Hân trưởng lão di thể bị hắn ở phong lâm đài bên ngoài rừng sâu bên trong ôm ra cảnh tượng vẫn là rành rành trong mắt. Đoạn này ngày giờ tới nay, hắn đầu óc bên trong luôn là hiện ra vậy phong lâm đài bên ngoài, vậy từng đạo tự bạo bóng người. Cái gì, thiên tuyết tâm thấy Diệp thần như vậy trầm thấp. Trong lòng cũng là lộp bộp một tí. Dẫu sao từ gặp mặt đến hiện tại thoát khốn, trước mặt nam tử đối với thiên cung thần giáo, chỉ chữ chưa từng nói tới. Nghe được thiên tuyết tâm trong giọng nói giọng run rẩy, Diệp thần khẽ than một tiếng, nên tới thủy chung là không tránh thoát. Tôn lão cùng Linh Nhi, thấy tình cảnh này, cũng là tự phát rời đi, bọn họ tựa như cũng không muốn lần nữa nhắc tới huyết sắc này qua lại. Hôm đó ta chạy tới, phong lâm đài cuộc chiến. Thiên cung thần giáo tất cả trưởng lão, tất cả đều chết trận. Mấy ngày sau đó, huyết ma tông cùng thần võ điện ở âm ma thánh điện cái đó lão bất tử bày mưu đặt kế dưới, vây công thiên cung thần giáo. Vô không tiền bối chết trận. Mặc dù trước đó an bài rút lui, nhưng vẫn có một phần chia thiên cung thần giáo đệ tử là bảo vệ thiên cung thần giáo tôn nghiêm mà vẫn. Diệp thần đem thiên tuyết tâm bị kẻ thần võ tù mất tháp đoạn thời gian này tới, thiên cung thần giáo toàn bộ tình huống cho biết liền nàng. Trước mặt người đẹp không nói một lời, thậm chí vẻ mặt đều là sống sinh cứng đờ, run rẩy thân thể kịch liệt phập phồng, quanh thân hơi thở vô cùng không ổn định. Yên tâm đi, thiên cung thần giáo đệ tử nòng cốt còn ở, tông môn hương khói vẫn tiếp theo, cái thủ này, sớm muộn sẽ báo. Diệp thần tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên tuyết tâm bả vai, an ủi người loại chuyện này mà, hắn một cái sống chết bên trong dãy dụa người, thực có ở đó hay không được. Đi thôi. Ta mang người đi gặp Ngô Ngọc Chi bọn họ. Sau một nén nhang, hô, trong lòng ý niệm động một cái, trước mặt trăm trượng phi lưu miễn cưỡng ngừng, ồn ào náo động nước chảy xiết tiếng ngay tức thì hơi ngừng. Mấy hơi thở sau đó, núi chim cá trùng tán. Vẫn là chỉ có như thế chút trình độ, Ngô Ngọc Chi đối với mình tiến độ tu luyện, khá là bất mãn, dựa theo cái này cùng độ tiến triển, muốn báo thù, căn bản không có thể. Ngọc Chi. Diệp thần thanh âm ở sau lưng vang lên, thiếu nữ xoay người, nhưng là ngay tức thì trợn to con ngươi. Sư tôn, Ngô Ngọc Chi mấy độ nghẹn ngào, nhìn trước mặt đã lâu một bộ màu trắng tà áo,
hốc mắt bên trong ấm áp cũng không nhịn được nữa. Diệp Thần quay đầu rời đi, Thiên Cung Thần Giáo tình huống, Thiên Tuyết Tâm tư tưởng, có lẽ chỉ có nàng cái này đệ tử thân truyền mới có thể giải khai đi. Thiên Tuyết Tâm ngưng mắt nhìn đám người, nói ta còn có một chút lực lượng, có thể phá vỡ nơi đây quy tắc, mang bọn họ rời đi, bất quá sau chuyện này, ta phải bế quan một hồi, làm ta xuất quan lúc đó, ta liền muốn những tên kia cảm thụ ta Thiên Tuyết Tâm vô tận tức giận. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Thiên Tuyết Tâm nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần, người nguyện ý giúp ta sao? Diệp Thần do dự một chút nhưng là lắc đầu một cái, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, khối ngọc bội này hay là cho ngươi, nếu như đến lúc đó ta vừa vặn không có sao, ta nguyện ý giúp ngươi. Huyền Hải lối vào muốn không được bao lâu muốn mở ra, còn có Giả Thiên Ma Đế nguy cơ, bất kể như thế nào, hắn không thể ở chỗ này lâu ngây ngô. Mặc dù Diệp Thần càng phát ra cảm giác, nơi này nhân quả, và vậy địa bàn lớn cờ có liên quan, nhưng cái này bên trong phảng phất có tầng tầng sương mù dày đặc, để cho hắn không thấy rõ bàn cờ này. Chắc hẳn, sau này, sẽ có kết quả. Thiên Tuyết Tâm gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, cảm kích nói, đa tạ, phần ân tình này, ta sẽ một mực nhớ. Diệp Thần không nói thêm nữa, sau đó nơi đây sự việc giải quyết, liền biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Nơi đó chính là Bắc Mãng Tổ Địa phương hướng. Diệp Thần ở Bắc Mãng Tổ Địa bế quan chữa thương một ngày, lại luyện hóa một phần chia bầu trời long hồn, thương thế mới dần dần chuyển biến tốt. Sau đó hắn liền xuất quan, mới vừa đi ra động phủ, trước mắt không gian dần dần xuất hiện một chút chập chờn, một đạo người quần áo trắng bóng từ trong đi ra. Nhâm tiền bối. Diệp Thần cùng chào hỏi. Nhâm Phi Phàm hôm nay như cũ thân mặc áo bào trắng. Thế nhưng mái tóc dài nhưng chưa từng ghim lên, mà là mặc cho hắn rơi xuống, bình thêm một chút phong thần dung mạo. Ngươi lại đi chỗ đó Thiên Cung chi địa, Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần gật đầu một cái, có chút nhân quả nhu cầu kết. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, bên kia nhân quả thật không đơn giản, ngươi dính có chỗ tốt, bất quá nhất định phải chú ý không nên bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối yên tâm, thời gian này, ta một mực áp chế mình. Cũng không vận dụng chín tầng trời thần thuật và chỉ thủy võ đạo. Đúng rồi, Thiên Không Chi Vương hồn phách luyện hóa được thế nào? Nhâm Phi Phàm yên lòng, tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Thần đem mình thành quả tu luyện biểu diễn ra, cho Nhâm Phi Phàm xem, hắn hấp thu vậy một phần chia long hồn, đã hóa thành hư ảnh tiểu nhân, ở trong cơ thể hắn chìm nổi quanh quẩn. Nhâm Phi Phàm thấy vậy gật đầu cười, muốn đến là đối Diệp Thần tu luyện tiến cảnh khẳng định. Cũng không tệ lắm. Nếu như huyết long cùng bầu trời rồng thần hồn phách hoàn toàn hòa làm một thể, bảo cất ở đây Long Uyên Thiên Kiếm trong đó, có lẽ có thể để cho Thiên Kiếm sinh ra chất bay vọt, thoát khỏi tám đại Thiên Kiếm phạm vi, cao hơn một tầng. Nhâm Phi Phàm là đại đạo cường giả, tu luyện đạt tới cảnh giới như vậy, có thể nói trước không người tới, hắn ở trên đại lộ kinh nghiệm 10 phần phong phú, hơn xa tầm thường người tu luyện. Vì vậy hắn nơi cho ra nói, Diệp Thần sẽ nghiêm túc lắng nghe. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm ngày đêm ở chung một chỗ, đàm kinh luận đạo, liên quan đến cái này trong thiên địa căn nguyên thuật, tất cả đều ở hai người nói chuyện tới giữa qua một lần. Thậm chí Kỳ Tư Thanh muốn cùng Diệp Thần một mình thân cận, đi tới vừa thấy lúc đó, Diệp Thần đang cùng Nhâm Phi Phàm hôi tay múa chân nói gì, trong chốc lát không khỏi có chút ngạc nhiên. Thân Độ Uyển Nhi cùng Tiêu Thủy Hàn các người cũng là ở chỗ này ở một ít ngày. Vĩnh Hằng Thánh Vương lão luyện thành thục, tự biết đây là cái không thể có nhiều cơ hội, vì vậy đi tới hai người nói chuyện địa điểm, ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh lắng nghe. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn vậy gia nhập Tam Phương hội đàm, bày tỏ mình đối với võ đạo cách nhìn cùng lý luận. Kéo dài chừng mấy ngày đường thời gian sau đó, chàng này luận đạo nói chuyện cuối cùng kết thúc, mà Diệp Thần vậy phải chuẩn bị chuyện kế tiếp, đó chính là chuẩn bị tiến vào huyền hải, tìm hai đại bảo vật. Bất quá ở trước đó, còn có một việc để cho Diệp Thần lo lắng, đó chính là có liên quan Giả Thiên Ma Đế. Ma Tổ Vô Thiên vì ngăn cản mình tiến vào huyền hải, lại muốn trước thời hạn đem Giả Thiên Ma Đế luyện hóa thành đồ đựng, hơn nữa đưa vào luân hồi. Như vậy thứ nhất, Giả Thiên Ma Đế liền sẽ hoàn toàn biến mất đi, hóa thành bụi bẩm, đây là Diệp Thần nơi không muốn nhìn thấy. Có thể hiện tại, Giả Thiên Ma Đế lại không cách nào rời đi Hắc Ám Cấm Hải. Diệp Thần lại đi tìm một lần Giả Thiên Ma Đế, khuyên hắn đi xa cao bay, nhưng Giả Thiên Ma Đế vẫn như cũ là cự tuyệt.
hắn thê tử Vũ Chỉ Giao còn ở Ma Tổ Vô Thiên trên tay, hắn tuyệt không thể nào ném xuống đối phương, một người đi xa cao bay. Chuyện này chỉ có thể nói là không rõ ràng, Diệp Thần đối với lần này cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể than thở một tiếng. Nếu như muốn phải giải quyết Già Thiên Ma Đế chuyện, liền chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là thay đổi hết đồ đựng, cho Ma Tổ Vô Thiên tìm được một cái mới thân thể, để cho hắn từ cũ thời đại hài cốt bên trong quá độ tới. Bất quá này cùng độ khó, không khác nào lên trời. Trước không nói có thể hay không lấy được phải cho khí một điểm này, liền chỉ là tìm độ khó, đã vượt ra khỏi Diệp Thần thừa nhận phạm vi. Ma Tổ Vô Thiên cần đồ đựng, chính là vô thượng ma tộc khu, hôm nay chư thiên vạn giới ma tu trong đó cơ hồ không có người có thể đạt tới yêu cầu. Có thể thỏa mãn này điều kiện, đều là độc bá một phe cường giả, bằng vào Diệp Thần bây giờ thực lực lại làm sao có thể đánh bại bọn họ. Cho nên nói chuyện này là không tháo, liền liền Đại La Kim Tiên tới cũng không tốt làm. Vô luận như thế nào, Diệp Thần đều muốn kéo Già Thiên Ma Đế một cái, không nhẫn tâm nhìn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu, lâm vào là hắn linh hồn người đồ đựng, từ đó mất tự mình. Hắn ở Nhâm Phi Phàm trước mặt nói ra trong lòng mình nghi hoặc, mà Nhâm Phi Phàm yên lặng hồi lâu sau đó, mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy ta có lẽ còn thật có thể cung cấp một ít đầu mối, là có liên quan thân thể đồ chứa. Diệp Thần nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm không nhanh không chậm, tiếp tục nói, ta biết cái này đồ đựng, có lẽ có thể phù hợp Ma Tổ Vô Thiên yêu cầu. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, hắn biết có một cái ma vương thân thể không lành lặn, ở lại hắc ám cấm hải đáy biển vực sâu. Vậy ma đạo thân thể chủ nhân đời trước chính là thời kỳ viễn cổ một khối ma đế, tên là Thiên Ma Đại Đế, sau khi chết không biết là nguyên nhân gì, thân thể cất giữ nguyên vẹn. Nhưng là rơi vào vô tận u minh vực sâu. Chỉ là hiện tại cũng không có bị đánh mỏ ra, một mực lưu lại ở đó sâu trong lòng đất. Diệp Thần nghe vậy nhất thời đại hỉ, bất quá ngay sau đó trong lòng lại có nghi ngờ, nếu vậy Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn lọt vào lòng đất vực sâu, hơn nữa ở hắc ám cấm hải lãnh vực trong đó, vậy Ma Tổ Vô Thiên tại sao không đi đem đánh mỏ ra đâu? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết. Hắn chỉ là nghe nói qua Ma Tổ Vô Thiên tựa hồ vậy từ vậy vực sâu bên trong tìm kiếm qua Thiên Ma Đại Đế không lành lặn, nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Ta muốn đại khái trước tiên là bởi vì là đại đạo quy tắc ý chí hạn chế, cho nên mới để cho cái này Ma Tổ Vô Thiên không cách nào tiến vào trong đó. Nhâm Phi Phàm suy đoán nói. Vô luận như thế nào, Diệp Thần dù sao phải thử một chút, nếu là thật có thể tìm được Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn. Như vậy thì có thể đem Già Thiên Ma Đế từ cựu Nhật Minh trói buộc trong đó giải cứu ra. Nhâm Phi Phàm suy tính luôn mãi, dự định cùng Diệp Thần cùng đi vậy hắc ám cấm hải đáy biển, tìm Thiên Ma Đại Đế bóng người. Hai người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, rời đi Bắc Mãng tổ địa, biến dạng hư không, đi tới vậy hắc ám cấm hải đáy biển lối vào. Từ lần trước Diệp Thần đi tới nơi này, lấy đi Long Cung ở giữa Vạn Yêu Tiên Ao cùng với hắc ám cổ Long một món lực lượng sau đó. Liền một mực sông sáo bên ngoài, chưa từng về tới đây. Hắc ám cấm hải đáy biển, như trước kia như vậy đen nhánh, hoàn toàn không thấy được phân nửa quang minh, bằng vào hơi thở phán đoán, cũng đã vô cùng hung hiểm. Sự thật vậy quả thật như vậy, đáy biển không biết cất giấu nhiều ít cùng hung cực ác là máu quái thú, một khi bị để mắt tới, vô cùng hậu hoạn. Diệp Thần thả ra nguyện vọng thiên tinh, ngôi sao ánh sáng, ở nơi này hắc ám hải lý chính là vô cùng sáng chói. Chiếu sáng trong xung quanh trăm dặm, ở những ánh sáng này chiếu sáng dưới, hắc ám xua tan, thần quang tràn ngập, lấy là máu mà sống loài cá, vậy cảm nhận được liền cái này một món ấm áp thần quang. Một lát sau, liền có vô số loài cá chi chít nổi lên, thẳng nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng là nhưng ngại vì hai người thực lực mà không dám đến gần. Nơi này hình như là huyền hải khởi nguyên, năm đó ta đuổi giết một tôn cá ma tới chỗ này, liền để cho hắn chạy. Nhâm Phi Phàm nhớ lại năm xưa, giọng không khỏi có chút thổn thức. Tiếp cận với thiên đạo cường giả hạ xuống nơi đây, coi như là quanh năm cuộc sống ở hắc ám cấm hải dưới đáy cấm kỵ sinh vật, cũng không dám lỗ mãng. Diệp Thần lần trước từ đáy biển cung điện bên trong lấy được rồi kéo dài tánh mạng linh căn, hơn nữa đón nhận hắc ám cổ long lễ vật, đáp ứng hắn phải tìm được bầu trời long hồn. Lần này trở lại đáy biển, một là vì tìm Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn. Thứ hai chính là trợ giúp hắc ám cổ long khôi phục bản thể. Đây là ngày xưa nhân quả.
hai người một đường đi tới trước, đi tới đáy biển chỗ sâu, ở chỗ này bọn họ vậy phát hiện một ít những cường giả khác tung tích, bất quá hai người cũng không có bại lộ thân phận, mà là che giấu thân hành động, từ bên người bọn họ xuyên qua. Đáy biển vị trí trung ương, đột nhiên đổi được rộng rãi rất nhiều, có động thiên khác, vô cùng xa xôi, những cái kia nguy nga lộng lẫy cung điện cùng lầu các đều có liệt kê. Tầng kia bao phủ toàn bộ cung điện dưới đáy biển cấm kỵ, như cũ tồn tại, mạnh mẽ hào hùng lực lượng, như ẩn như hiện. Đến, Diệp Thần lần trước lúc tới, không tìm được lối vào, lần này quen việc dễ làm rất nhiều, dẫu sao cùng vậy Hải Đế Trương Đinh Linh đều đã quen biết. Hắn mang Nhâm Phi Phàm xuyên qua vậy phiến đá san hô, sau đó trở lại một nơi mọc đầy màu hồng thực vật địa phương. Nói là màu hồng, nhưng càng giống như là nham thạch nóng chảy ngưng kết sau đó, rút đi màu sắc. Đáy biển thế giới lối vào, Hắc Long Chi Môn liền núp ở cái này rơi vào nghỉ ngơi kỳ miệng núi lửa bên trong. Cổ xưa hào hùng chói lọi tản ra, đứng sừng ở vậy đáy biển miệng màu đen cửa, bất ngờ là truyền thuyết kia ở giữa hồng hoang cửu môn một trong, Hắc Long Chi Môn. Đồng thời, hắn cũng là đáy biển thế giới lối vào một trong. Trên Hắc Long Chi Môn thần bí đường vân cùng đồ đằng như cũ lóe lên, bất quá so với lần trước, đổi được mờ đi một ít, chắc hẳn ở nơi này chút thời gian, Hắc Ám Cổ Long thực lực cũng có nơi thoái hóa. Trên trở lại một cái, Diệp Thần dự định cưỡng ép phá vỡ cái này Hắc Long Chi Môn, chỉ bất quá gặp phải Hắc Long ý chí phản công. Mà lần này hắn trực tiếp toát ra một chút hơi thở, liền để cho Hắc Long Chi Môn tự động mở ra, đồng thời trong ý nghĩ truyền đến Hắc Ám Cổ Long thanh âm kinh ngạc vui mừng. Luân hồi chi chủ, ngươi trở về. Hắc Ám Cổ Long ngạc nhiên mừng rỡ nói. Đúng vậy, ta đi trước cung điện xử lý một ít chuyện tình, sau đó sẽ đem thứ ngươi muốn đưa tới. Diệp Thần dùng ý niệm nói. Được, Hắc Ám Cổ Long vậy không nóng nảy tại trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau có người tới mở cửa, là Trương Đinh Linh. Nàng thân mặc đồ màu trắng váy đầm dài, tiên khí tung bay, trên đầu hai cây sừng rồng chỗ có mây mù hòa hợp, vờn quanh toàn thân, để cho nàng cả người nhìn như tiên cảnh đi ra, không dính thế tục phàm trần. So với lần trước gặp nhau, Trương Đinh Linh khí chất xuất trần càng phát ra đậm đà. Diệp Thần, thật lâu không gặp. Trương Đinh Linh ánh mắt lộ vẻ được có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngừng ở Diệp Thần trên mình sẽ không chịu rời. Ở tiếp quản cái này đáy biển thế giới trước, Trương Đinh Linh thân phận nhưng mà đế uyên long tộc đời cuối cùng long nữ. Diệp Thần chả hết nhớ, Trương Đinh Linh ban đầu là từ vỏ trứng bên trong bò ra, thừa kế uyên máu long tộc mạch, rồi sau đó đi Hắc Ám Cấm Hải, tìm ma tổ Vô Thiên báo thù. Chắc hẳn nàng đón nhận Trương như giả truyền thừa, trở thành hải đế, cũng có muốn tìm ma tổ Vô Thiên báo thù ý tưởng đi. Vào đi, Trương Đinh Linh khẽ mỉm cười, đồng thời còn đối Diệp Thần bên người Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Cho dù lấy nàng thực lực, cũng không cách nào đoán được Nhâm Phi Phàm thực lực chân thật, nhưng nàng nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, Nhâm Phi Phàm khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải là người tầm thường. Lâu như vậy cũng không đến, không nghĩ tới đáy biển thế giới linh khí càng phát ra đậm đà, ta còn lấy là ta lấy đi vạn yêu tiên ao sau đó, đáy biển thế giới linh khí cấu tạo sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Thần vừa đi, bên là thở dài nói. Cái này đáy biển thế giới có rất nhiều sinh vật. Quang quái lục ly, quy quản gia, mỹ nhân ngư, cùng với vậy hung thần ác sát dạ xoa đều có phân phối. Lần này ngươi tới đây bên trong, khẳng định không phải là đặc biệt tới thăm ta chứ. Trương Đinh Linh trừng mắt nhìn, ngược lại để cho Diệp Thần có chút ngượng ngùng. Hắn lần này tới, đúng là có chuyện muốn nhờ. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Trương Đinh Linh sáng trông suốt con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười ngọt ngào một tiếng. Diệp Thần nhất thời có chút quẫn bách, lại không lời chống đỡ. Nhâm Phi Phàm theo ở phía sau, có nhiều hăng hái nhìn một màn này, hắn ngược lại là cảm thấy Diệp Thần bêu xấu dáng vẻ, còn thật có ý tứ. Thằng nhóc này đến nơi đó cũng dính cả người hoa đào, cũng là loại thực lực thể hiện. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là nói, Trương cô nương, lần này chúng ta tới là muốn thăm dò tiến vào đáy biển vực sâu phương pháp, ở đó đáy biển trong vực sâu, có chúng ta đổ mong muốn. Trương Đinh Linh nghe lời này một cái, thần sắc hơi đổi. Đáy biển thế giới vực sâu có kinh khủng dường nào, nàng thành tựu hải đế, dĩ nhiên là lại không rõ lắm. Vậy vực sâu là xa thời xưa chư thần cuộc chiến để lại, ngay cả chúng ta hải tộc đều đưa hắn coi là cấm địa, như nếu không phải tình huống đặc biệt,
tuyệt sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó thăm dò. Trương Đinh Linh nói ra mình nói thật. Bất quá rất nhanh nàng lại dừng một chút, nói, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể chờ đợi 10 năm một lần vực sâu đại môn mở ra, nơi đó nhưng mà có một phiến cổ chiến trường, chư thần cuộc chiến sau khi phát sinh, không ít bảo vật đánh mất ở đó hỗn độn trong vực sâu mặt, vì vậy mỗi 10 năm một lần mở, sẽ có không thiếu cái này hắc ám cấm hải, thậm chí thiên nhân vực, địa tâm vực, thậm chí còn thái thượng thế giới trước người để cướp đoạt bảo tàng. Đi qua Trương Đinh Linh giải thích, hai người coi như là rõ ràng liền cái này đáy biển vực sâu lai lịch cùng trình độ hung hiểm. Chúng ta vẫn là được đi xuống một chuyến. Diệp Thần do dự hồi lâu, vẫn là kiên định nói. Trương Đinh Linh suy nghĩ chốc lát, tiếp theo đi tới đáy biển đại điện, lấy ra đồ như vậy cho Diệp Thần. Như vậy bảo vật ngươi cầm đi, nói không chừng đến lúc đó sẽ có hiệu quả, nó là trước mấy đảm nhiệm hải đế chế tạo mà thành tỷ hưu yêu cốt. Tin đồn khối xương kia đầu là từ một cái viễn cổ yêu ma hung thú trên mình ngã xuống, có thể cùng vậy bỏ mạng ở đáy biển vực sâu cổ chiến trường tỷ hưu thần ma sinh ra đồng tình. Trương Đinh Linh lấy ra một khối màu đen chí tôn cốt cho Diệp Thần, trên đó chạm chỗ phức tạp lại ký hiệu thần bí, hướng bên trong rót vào linh khí, liền có ánh sáng lưu chuyển, thập phần thần bí. Ba ngày sau chính là đáy biển vực sâu ngày mở ra, các ngươi nếu như phải đi nói, có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Đinh Linh cùng bọn họ giảng giải cặn kẽ ở trong đó quy tắc cùng với cấm chế, thậm chí còn có trước một đời hải đế Trương Như Hư lưu lại linh thức bản đồ, có thể nói là làm được tận tâm tận lực. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm ở nơi này cung điện dưới đáy biển nghỉ ngơi hai ngày, liền chuẩn bị lên đường đi đáy biển vực sâu. Hai ngày này tới nay, hắn thông qua lật xem cung điện dưới đáy biển ở giữa sách, cùng với cùng Trương Đinh Linh nói chuyện, hiểu cặn kẽ đáy biển vực sâu tình huống. Chỗ đó rất nguy hiểm. Nhưng là cũng có rất nhiều bảo tàng cùng cơ duyên, nhất là vậy đáy biển trong vực sâu, là một số vùng cấm kỵ, tốt nhất là không nên đi. Bởi vì 99% người đều là có đi mà không có về. Diệp Thần là ở một bản chữ viết già dặn có lực trong sách, gặp được thứ 6 đảm nhiệm hải đế lưu lại. Nhâm Phi Phàm theo Diệp Thần cùng nhau, trước thời hạn đem mình thực lực hoàn toàn che giấu, hơn nữa hắn muốn bảo đảm ở đáy biển vực sâu sẽ không bại lộ thực lực. Nếu không sẽ gặp phải vực sâu ý chí đuổi, tất cả mọi người đều sẽ bị bắn ra tới. Vậy vực sâu cách cung điện dưới đáy biển còn có chút khoảng cách, ở càng hoang vu biển sâu vùng, muốn đi trước, dựa hết vào sức người còn không được. Trương Đinh Linh phái ra mấy trăm tên binh tôm tướng cá, còn có mỹ nhân ngư dẫn đường, xuyên qua một phiến hư không vòng xoáy, khiến cho tiếp nhận đại dương lực lượng, mới có thể thông qua nơi này, đến vực sâu lối vào. Diệp Thần chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Đại lộ phù văn bắt đầu sáng lên, vậy hư không hắc động không ngừng chuyển đứng lên, đánh nát hư không, hơn nữa diễn hóa ra một cái đen nhánh cổ lộ, lan tràn ra. Diệp Thần đi qua điều này cổ đạo, đi tới một chỗ khác trung chuyển, mà nơi đó liền cần hắn tự đi đi trước, bởi vì sẽ có những thế lực khác cùng theo đi trước. Nhâm Phi Phàm không chỉ có đem mình thực lực áp chế đến trăm gia cảnh tầng thứ, hơn nữa còn đổi bộ dáng, đổi được phổ thông cực kỳ, dần dần không nhìn thấy ở trong đám người. Một mắt tìm ra được như vậy. Xem ra lần này còn có không thiếu thế lực đi đáy biển vực sâu. Diệp Thần xuyên qua hư không cửa ánh sáng sau đó, cuối cùng là đi tới đáy biển vực sâu ngoài cửa. Diệp Thần thấy cách đó không xa biển rãnh, xuất hiện một đạo to lớn màu đen cửa ánh sáng, cất giấu hư không chập chờn. Nơi đó, chính là đáy biển vực sâu gần đây lối vào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, biển rãnh phía trên nước là mờ mịt, lưu động tới giữa. Ánh mắt đều không cách nào xuyên thấu, lộ vẻ được có chút kiềm chế. Mà ở biển rãnh bên trong, không thiếu thế lực cường giả đã xuất hiện, mỗi cái người tiến vào đáy biển vực sâu cửa sau đó, trên cửa kia sương mù, cũng sẽ như nước vậy vậy dạo rực một tí. Không thiếu hắc ám cấm hải, thậm chí còn thiên nhân vực, địa tâm vực cường giả cũng qua đi tìm một chút cơ duyên. Mới thấy đi, lại có hơn 10.000 người, hơn nữa cách đó không xa còn có nhiều hơn cường giả chạy tới. Chắc hẳn tổng số người còn xa xa vượt quá như vậy. Nhâm tiền bối, chúng ta đi thôi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, cùng Diệp Thần cùng nhau tiến vào màu đen cửa. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, hắc ám cấm hải đáy biển cùng vực sâu tới giữa, còn có một đoạn hư không kẽ hở. Từ nơi này có thể thấy được, hư không lối đi phía dưới tựa hồ có loại nào đó khó mà nói trạng chất lỏng vật chất, đang chậm rãi lưu động, giống như một tấm ác ma miệng lớn. Chờ người té xuống. Nghe nói đó là một tôn ác ma nước mắt,
Viễn cổ trong thời kỳ, chư thần sau đại chiến, đáy biển vực sâu trở thành vô số cường giả đất chôn, chiến bại mà không có thể quay về, những cái kia tuyệt thế cường giả nước mắt chảy xuống, hội tụ đến cái này đáy biển vực sâu, đem cùng chân chính đáy biển hoàn toàn chắn, làm thành một tòa đảo. Có thích nổi tiếng người ở xuyên qua cửa ánh sáng lúc tiến vào, hướng người khác thuyết minh cái này cùng tình huống. Có người bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ thì ra là như vậy, cũng có người mặt lộ khinh thường, đối với cái này cùng giải thích khịt mũi coi thường. Còn như Diệp Thần, ngược lại là nghe được dơ cao sức lực. Ai, chỉ tiếc à, cái này bị ác ma nước mắt vây quanh vực sâu đảo, mỗi một hồi bẩm có rất nhiều người người không ra được, bị sống sờ sờ chôn ở chỗ này. Một tên từ từ già đi ông già than thở nói, hắn thật sự là quá già rồi, già dặn liền eo cũng thẳng không đứng lên, mà lần này đi đáy biển vực sâu, hắn là vì tìm kiếm mình con trai tung tích. Hắn con trai ở mấy trăm năm trước khốn tại cái này vực sâu chi địa, sợ rằng đã hóa là hài cốt. Đến, có người chỉ phía trước, đúng như dự đoán, bọn họ cũng nhanh đến cái này phiến hư không chảy loạn cuối, phía dưới cũng sẽ không chảy xuôi ác ma kia nước mắt. Không qua bọn họ đã tới nhưng là một phiến khu mê vụ, dẫn đầu đi ra mấy người chỉ còn lại hai cái trở về, hơn nữa có một người chặn tay, còn có một người bụng máu tươi chảy ròng. Vậy trong sương mù có quái vật. Diệp Thần tò mò nhìn, bỗng nhiên lúc này có người sợ hãi kêu một tiếng, tìm thanh âm nhìn sang, ở đó mấy ngoài 300 thước trong sương mù dày đặc, có một đôi như máu dịch đèn lồng vậy như ẩn như hiện con ngươi. Huyết sắc kia con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm đám người, giá rét thấu xương. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, nó lại che giấu vào sương mù dày đặc, biến mất không gặp. Nhưng mà, nguy hiểm hơi thở như cũ dừng lại ở nơi này, từng cái núp ở trong sương mù quái vật, nhắm ngay săn thú mục tiêu, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Đáy biển vực sâu, quả nhiên khắp nơi là nguy hiểm. Mới vừa vào tới Diệp Thần liền cảm nhận được. Ta đã là lần thứ ba tiến vào cái này đáy biển vực sâu, nếu như các ngươi chẳng muốn ở ải thứ nhất liền chết đi. Tốt nhất là mọi người đều kết bạn mà đi, không nên đi lung tung, những cái kia trong sương mù quái vật chỉ sẽ công kích lạc đàn người. Mặc dù nói mọi người đều là vì bảo vật tới, nhưng nếu là ngay cả mạng đều vứt bỏ, làm sao nói bảo vật nói một chút đâu. Rất nhanh, không ít người liền hội tụ vào một chỗ, lúc này cũng không có cái nào mạnh nổi tiếng, coi như là nửa bước thiên quân, bị cái này trong sương mù quái vật theo dõi, cũng được thân tiêu bỏ mạng. Đi ở vậy trước mặt nhất người. Đầu đội một thoa nón lá, ăn mặc áo bào đen, hiện ra hết thần bí. Hắn đốt vậy một cái do xương tạo thành đống lửa, giơ ở trong tay, ở trong xương mù tạt qua. Vậy lóe lên u ánh sáng màu xanh lá cây đống lửa, tựa như có ma lực kỳ dị, núp ở trong xương mù quái vật, thấy sau đó, rối rít né tránh. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên lên tiếng, nhắc nhở một câu. Thời điểm càng nhiều hơn. Hắn đều là đóng vai hộ đạo giả nhân vật, để cho Diệp Thần một người đi xông. Diệp Thần đi theo đám người bên trong, một chút thần hồn lực lượng bồng bềnh đi ra ngoài, nhìn thấy đồ cảnh, cũng phản xạ ở trong ý nghĩ. Càng đi vào bên trong, cái này đáy biển vực sâu kỳ quái cấu tạo cũng chỉ càng phát ra rõ ràng. Hắn lúc này mới phát hiện, sương mù dày đặc lượn quanh hòn đảo lại là nửa treo, hơn nửa phân là mấy tầng, nồng nặc mây đen bao trùm chân trời. Thần bí xa xưa hơi thở mãi mãi trường sinh. Đến nơi này, thì có thể lấy được thời đại viễn cổ chư thiên thần ma nơi lưu lại bảo vật, đến lúc đó ta muốn một lần hành động thành danh, có 102 toàn bộ hắc ám cấm hải. Có cường giả trẻ tuổi đang vì mình cổ động. Mà càng nhiều người hơn chính là tương đối sâu nặng, bọn họ che giấu thân phận, tựa hồ đối với chung quanh đây hết thảy không xa lạ gì, muốn đến cũng không phải lần thứ nhất đến cái này đáy biển vực sâu. Đi theo vậy dơ cao đống lửa nam tử, đám người coi như là thành công vượt qua cái này khu mê vụ. Quay đầu nhìn lại, bọn họ mới nhìn rõ, hai bên trong sương mù dày đặc lại tích lũy trước dày đặc sương trắng, phảng phất có vô số đạo oan hồn đang xông lên bọn họ vẫy tay. Chỉ cần một bước đạp sai, thì có thể bị vậy vô số chỉ oán khí triền thân bàn tay, lôi nhập chân chính vực sâu. Có người quay đầu, muốn đối thần bí kia nam tử nói hai câu lời cảm kích. Nhưng phát hiện đối phương sớm đã biến mất không gặp. Thật là một người kỳ quái. Người nọ tự lẩm bẩm. Cũng có người từ hắn phương hướng của hắn chạy tới cái này mảnh đất giới, nơi này là một tòa không giả núi thần, vô số chư thiên thần ma, cống hiến ra liền trên mình máu, đúc nên một cái đi thông đỉnh núi đỏ tươi đại lộ. Không có ai tùy tiện đạp lên,
bởi vì bọn họ đều biết nơi đây dị thường hung hiểm. Ha ha, bổn thiếu gia rốt cục thì đến nơi này. Nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng vậy có vô tận cơ duyên. Ừ, đó là trong truyền thuyết tiên đế mộ huyệt sao. Bổn thiếu gia liền muốn lấy được máu tươi, một lần hành động thành đế. Một tên người mặc áo bào tím thanh niên nhìn quanh tới giữa, thần thái phấn chấn, đôi mắt như điện, hắn bên người còn có mấy tên thực lực cường đại nô bộc. Không ít người quay đầu nhìn lại, cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này áo bào tím thanh niên không việc gì lòng dạ. Áo bào tím thanh niên nụ cười hơi ngừng, hắn thốt nhiên giận dữ, cả người có một cổ cường đại huyết khí phóng lên cao. Can đảm dám đối với bổn thiếu gia bất kính, các ngươi là muốn chết phải không? Theo hắn một tiếng này gầm thét, sau lưng nổi lên một đầu tàn bạo cự thú, lại là một cái kim xí đại bằng. Vật này nhưng mà thượng cổ lưu lại huyết mạch dị chủng, thần cách cực kỳ mạnh mẽ, coi như là thả vào thái thượng thế giới, cũng là vô cùng là chủng tộc cường đại. Bất quá hắn như vậy phách lối tư thái đều là đưa tới những người khác bất mãn, có một con ngươi là màu đen trẻ tuổi nam tử, khinh thường hừ đích một tiếng. Tiếp theo hắn sau lưng có vô tận hắc quang bốc hơi lên lên, lại là diễn hóa ra liền một đầu lưng mọc đồ sộ đâm thao thiết. Thao thiết, đây chính là thượng cổ còn để lại mạnh mẽ huyết mạch, bàn về sâu xa, thậm chí có thể truy tố đến xa hơn hồng hoang niên đại. Trong tin đồn ma thú thao thiết lại là có nuốt phệ thiên đất năng lực, cái gì quy luật, hư không các loại đạo nguyên, một hơi nuốt trọn, tất cả đều không nói ở đây. Liền lấy vậy hồng quân lão tổ ngồi xuống bốn một trong thần thú, chiếm đoạt vương mà nói, ở đó một niên đại nhưng mà uy phong lẫm lẫm, không người nào có thể địch, vậy chiếm đoạt vương từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy thuộc về thao thiết nhất tộc. Lại là một cái thao thiết, chỉ sợ là từ cái khác mấy vực tới chứ. Không nhất định, cũng có thể đến từ thái thượng thế giới, dẫu sao cái này chư thiên vạn giới địa vực quá bát ngát. Có chút cường giả nhẹ giọng trò chuyện, cái này cổ chiến trường trong đó tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp thần không có tham dự trong đó, mà là không quan tâm, so sánh với vậy kim xí đại bằng cùng thao thiết, hắn càng chú ý là ngoài ra một tên tướng mạo cô gái bình thường. Người phụ nữ kia người mặc sợi đay sắc xiêm áo, mặt mũi bình thường không có gì lạ, thần sắc vậy mười phần lãnh đạm, giống như ngăn cách với đời, nhưng Diệp thần hết lần này tới lần khác từ trên người nàng nhận ra được một cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Người này, sợ rằng không đơn giản. Rốt cuộc có người bước lên vậy cái màu máu đại lộ, đi đỉnh núi leo đi, dọc đường không hề thiếu mạnh mẽ sinh linh lưu lại hài cốt hoặc đứng hoặc quỳ, bốn phía tất cả đều là đánh nhau đi qua dấu vết, có thể nói hủy thiên diệt địa. Diệp thần cũng không xác định vậy thiên ma đại đế, phải chăng cũng là ở nơi này cổ chiến trường tạo thành khi thì rơi xuống hài cốt. Càng đi vào bên trong, ở trong đó nơi còn sót lại bất hủ trận pháp, còn có chư thiên chí bảo càng ngày càng nhiều, không ít người thấy thầm nói đáng tiếc, bởi vì những thứ đó toàn cũng không thể dùng. Vào huyết sắc này đại lộ, đám người liền dần dần bắt đầu phân tán, có người đơn độc đi tới trước, cũng có ba lượng thành đoàn, cũng đi tìm thuộc về mình cơ duyên. Diệp thần từ một con đường mòn, cùng Nhâm Phi Phàm hai người lên đường, bởi vì hắn cảm ứng được, bên trên vách đá tựa hồ có như nhau bảo vật, lại cùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, mơ hồ sinh ra đồng tình. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp thần ở một chỗ bên trên vách đá đứng, sau đó tung người nhảy xuống, giữ lại bên vách đá duyên một nơi lõm dậy. Nhấc chân hung hăng đá vào, rất nhanh, vách đá liền bị hắn đá ra một cái lỗ thủng to. Ở trong đó lại có một cái đen thui lối đi. Hắn dọc theo lối đi này đi vào, phá vỡ đông được cùng thiết vậy cứng rắn đất tầng, rốt cuộc nhích tới gần như vậy bảo bối. Đây là cái đồ gì? Diệp thần có chút hiếu kỳ, hắn đem vậy mấy khối rơi xuống nham thạch mài mở, mãnh liệt linh khí bộc phát ra, lại biến thành sáng chói chói lọi. Diệp thần định nhãn nhìn, có một viên ước chừng cẳng chân cao cỏ nhỏ, đang hướng lên sinh trưởng, mười phần ương ngạnh. Cỏ này hẳn là dài ở bên ngoài mới đúng, lại xanh ở cái này không có chút nào sinh cơ hang đá bên trong, sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh. Bụi cây kia cỏ nhỏ thời gian đảo mắt biến thành vàng óng vẻ, nó tổng cộng có 9 phiến lá cây, tượng trưng cho cửu cửu quy nhất, nhập chung lại thời gian mang đại thịnh, còn có cao siêu thủ đoạn lôi đình hiển hiện ra. Diệp thần thấy, không khỏi tán dương một câu. Nhâm Phi Phàm vậy chậm rãi gật đầu một cái, biểu thị cỏ này có thể thu. Diệp thần mới vừa muốn tới gần bụi cây kia cỏ nhỏ tựa hồ phát hiện dị thường, lại diễn sinh ra liền một đạo cường đại sấm sét, toát ra chạy về phía Diệp thần. Này, tên này lại còn không nghe lời.
Diệp Thần nhất thời vui vẻ, hắn chuẩn bị cầm ra Long Uyên Thiên Kiếm, triệu hoán huyết long, muốn đối hắn tiến hành trấn áp, bất quá vậy cỏ nhỏ ưỡn thẳng tắp, một chút cũng không sợ. Diệp Thần thậm chí cảm thấy, tên này có cực kỳ mãnh liệt ý thức của chính mình. Bất quá ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến mấy đạo nhọn thanh âm chói tai. Lăn ra ngoài, cầm bảo vật nhường cho chúng ta. Diệp Thần con người đông lại một cái, quay đầu vừa thấy, hắn nơi tiến vào địa phương, lại xuất hiện một cái chiều dài ba đầu lâu quái nhân. Hắn ba cái đầu tất cả nói riêng, hung ác dữ tợn, lúc ẩn lúc hiện, tựa như một giây kế tiếp thì phải người khác chiếm đoạt. Cái này ba con quái vật đến từ Hắc Ám Cấm Hải, thuộc về Cựu Nhật Minh, thực lực giống vậy không thể khinh thường. Bất quá nó răng nanh làm sao địch nổi Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, đưa tới vậy ba đầu quái nhân tức giận, hắn đạp đất rung núi chuyển to lớn nhịp bước vào tới, lại bị Diệp Thần một quyền đánh vỡ. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Diệp Thần không có dùng bất kỳ pháp bảo, thần thông, ước chừng bằng vào lực lượng của thân thể, liền đem cái này ba con quái vật đánh được răng vãi đầy đất, ba cái đầu lâu bị nổ tung hai cái, liền bắc cũng tìm không được. Ba con quái vật quái kêu một tiếng, đứng dậy liền muốn chạy ra bên ngoài. Không gian quy luật, ngưng. Diệp Thần nhàn nhạt niệm liền một câu, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, vây khốn vậy ba con quái vật, hắn thần sắc đổi được vô cùng kinh hoàng. Sau đó Diệp Thần búng tay, đạo linh lửa nhô ra, đem cái này ba con quái vật đốt thành cho tàn, liền cục xương đều không lưu lại. Làm Diệp Thần lần nữa hồi quá thân khứ, đi tới cỏ nhỏ bên người lúc đó, ngạc nhiên phát hiện cái này cỏ nhỏ lại đổi được biết điều rất nhiều, ánh sáng không lóe lên, sấm sét cũng không loạn đả. Linh thảo này ngược lại là vô cùng hiểu tính người, mới vừa rồi gặp ngươi không có xuất thủ ý đồ, liền cực kỳ phách lối, hôm nay nhận ra được ngươi thực lực chập chờn, lại cúi đầu nhận sợ. Nhâm Phi Phàm ở bên cạnh, đem hết thảy thu hết vào mắt, nhàn nhạt nói. Cũng phải, bắt nạt kẻ yếu là tất cả sinh mệnh vật chất đặc tính. Diệp Thần đi tới bụi cây kia cỏ nhỏ bên cạnh, tên kia toàn thân xanh biếc, chảy xuôi ngọn lửa và sấm sét, lại hướng Diệp Thần bên này nhích tới gần chút. Có rõ ràng lấy lòng ngại. Đối với lần này, Diệp Thần bật cười khanh khách, hắn thử nghiệm cùng bụi cây này cỏ nhỏ câu thông, cha thấy được trong cơ thể ẩn chứa linh trí chớp sáng, sấm sét cùng thần quang mỗi người chiếm nửa bầu trời. Mà ở đó cỏ nhỏ nội bộ, thật giống như còn có vô tận tia chớp đang sôi trào, chỉ bất quá bị một tầng mong mỏng màn sáng cho phong ấn lại. Diệp Thần tò mò, cái này cỏ nhỏ rốt cuộc là lai lịch gì? Sinh trưởng ở nơi này loại vách đá bên trong đất hoang vu, còn ẩn chứa năng lượng cực lớn. Loáng thoáng tới giữa, Diệp Thần tựa hồ còn thấy, vậy vô tận tia chớp bên trong còn có phù văn xen lẫn, chảy ra vô tận đại đạo hạo nhiên ý. Nhâm tiền bối, ngươi có thể nhìn ra bụi cỏ này là lai lịch gì sao? Diệp Thần quay đầu hỏi. Nhâm Phi Phàm nhìn chằm chằm bụi cây này cỏ nhỏ, đưa mắt nhìn hồi lâu, trong mắt có vẻ suy tư. Ta không có gặp qua tương tự với cái này cùng uy áp linh bảo, nhưng trên người nó toát ra hơi thở, tuyệt đối không phải nơi này vật phàm, càng nhiều hơn năng lượng chính là giấu ở trong cơ thể. Đối với Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần sâu sắc cho là đúng. Bụi cây này cỏ nhỏ, tuyệt đối không có ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là, nó cùng mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch có cảm ứng. Cùng luân hồi huyết mạch có quan hệ vật thể, hoặc là đản sanh vu luân hồi, hoặc là trưởng thành tại luân hồi, tóm lại chính là thoát không ra liên quan. Hoặc là nói bụi cây này cỏ nhỏ cùng kiếp trước luân hồi chi chủ có liên quan, chỉ bất quá trước mắt hắn còn không có giải khai một phần chiên niêm phong trí nhớ, không cách nào biết được tin tức cụ thể. Ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta đi? Diệp Thần thử nghiệm điều động trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch, tràn vào bàn tay lúc đó, hơn nữa đặt vào cỏ nhỏ trước mặt. Tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện. Cỏ nhỏ lại nửa cong nửa liền, dính vào Diệp Thần lòng bàn tay, lộ vẻ được vô cùng là khôn khéo ngoan ngoãn. Mà Diệp Thần ý thức trong đó, loại nào đó thần niệm, thoáng qua liền tới, lại là một bụi nghiền diệt ngôi sao cỏ. Trong nhất niệm, biển cả thành trần, vạn vật mất đi, hết thảy tất cả đều biến thành hư không, chỉ có bụi cỏ kia sừng sững ở giữa thiên địa, theo gió chập chờn, xem lần mọi thứ phong cảnh. Một màn này mặc giống như huyết nguyệt vậy bay lượn. Ở Diệp Thần trong đầu thoáng qua, để cho hắn xác định, bụi cây này cỏ nhỏ tuyệt đối cùng luân hồi có quan hệ lớn lao. Hắn tâm niệm vừa động, cỏ nhỏ liền hóa là lưu quang, thoát khỏi vậy đất đai,
bay vào trong tay hắn. Hắn cầm ra bầu trời hoàng tuyền đồ, muốn đem cỏ nhỏ thu vào tập trung, nhưng gặp phải nó cự tuyệt. Âu, ngươi là muốn đợi ở bên ngoài sao? Diệp Thần trong lòng hơi lộ vẻ xúc động. Cỏ nhỏ đung đưa trái phải liền hai cái, giống như là đang trả lời Diệp Thần nói. Mang nó đi, nó có lẽ sẽ biết một ít bí mật. Hắn khóe miệng cười trúng chím, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là trong chỗ u minh biết chút gì. Nhưng là thân là Diệp Thần hộ đạo giả, hắn không thể tiết lộ càng nhiều hơn thiên đạo nhân quả, nếu không chỉ sẽ là hại Diệp Thần. Hắn đường mình, hẳn phải do tự mình tới sông. Diệp Thần mang cỏ nhỏ, đi ra cái này vách đá hang động, lần nữa trở lại đường máu trong đó, bất quá còn không chờ bao lâu, xa xa liền truyền đến chấn thiên hưởng tiếng gào thét. Ở đó giữa không trung, lại là Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thao Thiết tới giữa bộc phát đại chiến, từ hai người bộc phát ra năng lượng cấp bậc tới xem, bọn họ hẳn là thái thượng thế giới thiên kiêu. Áo bào tím nam tử hiển hiện ra đại bàng bản thể, dương cánh bay lượn, cánh chim dương ra dài đến mấy ngàn cây số, màu vàng thần quang cuồn cuộn không ngừng, giống như một vòng thái dương hạ xuống thế gian. Mà vậy Thao Thiết vậy hóa ra bản thể, là một cái vô cùng là kinh khủng cự thú, chân đạp núi cao, đỉnh đầu thanh thiên, cùng màu vàng kia đại bàng tạo thành địa vị ngang nhau thế. Thao Thiết, người cái này nhất tộc vốn là tội máu đời sau, không nên tham dự vào chư thiên vạn giới bảo tàng tranh đoạt trong đó tới. Vậy Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc quần áo tím nam tử ánh mắt như điện, tức giận chấn động hét. Hắn nhìn chúng như nhau chí bảo, đang dự định ra tay, nhưng ai biết Thao Thiết lại muốn từ bên trong cướp đi. Mà bên kia thần sắc âm lãnh Thao Thiết nam tử, chính là đứng ở đỉnh một ngọn núi bên trên, hắn hai tay hóa hình, tuôn ra mấy cây dữ tợn cốt gai. Vậy bảo bối rõ ràng chính là ta coi trọng, người muốn người sau tới cư thượng, ta có thể sẽ không cho người cái này cơ hội. Áo bào tím nam tử bước chân đạp một cái, cực kỳ cường thế, mà vậy đầy trời kim quang hóa thành cuồn cuộn nước lũ, hướng phía trước bao trùm, giống như là mênh mông biển khơi sóng thần kinh khủng như vậy, một giây kế tiếp, là có thể đem cõi đời này vạn vật toàn bộ phá hủy. Hắn chẳng muốn sẽ cùng cái này Thao Thiết nói nhảm nhiều, chỉ có lấy thực lực nghiền ép. Thiên Bằng cổ pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thi triển chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, thượng cổ truyền thừa lịch pháp lấy huyết mạch kích hoạt, chỉ có thuần huyết Kim Sĩ Đại Bằng đời sau mới có thể có này cùng năng lực. Thiên Bằng cổ pháp thi triển đến mức tận cùng, có thể biến dạng bất kỳ hư không bí cảnh, để cho tất cả kẻ địch không che giấu, từ đó mất đi ở nơi này tia sáng chói mắt dưới. Mà bên kia, Thao Thiết cũng bị khơi dậy hết lửa giận, hắn lên như diều gặp gió. Cùng vậy bản thể hoàn toàn dung hợp, vốn là cao đến nghìn mét Thao Thiết cự thú, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo tăng, chen bể núi cao, đạp bằng con sông. Liền vậy thương khung cũng không cách nào chịu đựng như vậy lực lượng cuồng bạo, tầng mây nứt ra như mạng nhện vậy chi chít đường vân. Thao Thiết ma khu. Vậy Thao Thiết giống như là từ viễn cổ mà đến vô hạn cự thú, thật là phải đem thiên địa này cho đạp phá, sau lưng cốt gai giống như là từng cây một giơ lên trời trụ. Hàm chứa viễn cổ bá đạo uy áp. Hai người đụng vào nhau, vậy chân trời ma vân làm lăn lộn không ngừng, căn bản là không dừng được. Mà ngoài ngàn dặm không hề thiếu người xem cuộc chiến, thấy được một màn này không khỏi làm thì lưỡi. Cái này hai người thực lực đúng là quá mạnh mẽ, không hổ là từ thái thượng thế giới tới con em trẻ tuổi, cơ hồ không người có thể địch. Diệp Thần vậy lẫn vào người xem cuộc chiến nhóm trong đó, chừng dò xét. Hắn dự đoán liền một tí cái này Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thao Thiết thực lực, trong lòng không coi ra gì. Bất quá như vậy mà thôi. Cái này hai người đại khái tương đương với trăm giả cảnh hậu kỳ cường giả, so với Kim Xà Lang Quân, hay hoặc là Hồng Thiên Kinh cũng kém hơn một đường, chỉ cần hắn thi triển luân hồi huyết mạch, là được đem hai người chém chết. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có xông lên giết người lung tung yêu thích, tiếp tục tìm vậy thiên ma đại đế chỗ ở vực sâu, mới là đòi hỏi thứ nhất. Sắp chui được trước, hắn nghe được người xem cuộc chiến bên trong mấy người đối thoại, không nhịn được dừng bước lại. Hai người này thực lực cũng quá mạnh mẽ, cùng so sánh, ta Hắc Ám Cấm Hải cái gọi là thanh niên tài tuấn, đơn giản là không lên được mặt bàn. Có Hắc Ám Cấm Hải cường giả thở dài nói. Lão quỷ, đừng như vậy muốn, vậy thái thượng thế giới là địa phương nào? Vô luận là phương diện nào cũng trong nháy mắt giết hạ giới. Nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy chen chúc bể đầu ra, cũng muốn tiến vào trong đó đâu. Ở đó thái thượng thế giới tu luyện,
một ngày có thể để được cho hạ giới một năm, lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đúng, có đạo lý. Bất quá như đã nói qua, cái này hai người đều là thái thượng thế giới thiên tài, hạ giới có vật gì, có thể để cho bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, đánh đập tàn nhẫn đâu. Nghe nói là và thiên ma đại đế có liên quan, các người cũng biết thiên ma đại đế nhưng mà viễn cổ thần ma ở giữa cao cấp tồn tại, mặc dù nói từ vậy nhất dịch sau đó bỏ mình, nhưng mà ngày trước ma khu vẫn ở. Thiên ma đại đế. Nghe được cái tên này, Diệp Thần nhất thời lại trở về. Hắn hết tầm mắt trông về phía xa, rốt cuộc phát hiện ở dãy núi kia cuối một nơi cực đạo đỉnh, có một phiến vải vóc đang lẳng lặng lơ lửng, hắn quanh thân có màu đen ma khí vẩn quanh, như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Nghe xem cuộc chiến người mà nói, cái này vải vóc là thiên ma đại đế trên mình rơi xuống, cùng thiên ma đại đế bản thể có cảm ứng. Nếu là có thể đạt được cái này vải, có lẽ là có thể bằng này tìm được thiên ma đại đế vùng đất vẫn lạc. Từ đó lấy được một tên cao nhất ma đế bảo tàng cùng truyền thừa. Cũng khó trách cái này hai người thái thượng thế giới thiên kiêu, sẽ vì này vải đánh đập tàn nhẫn, quả nhiên ý nghĩa phi phàm. Đã như vậy, vậy ta thì phải định. Diệp Thần ánh mắt định định, hắn ngưng tụ tâm thần, tập trung linh niệm, một bên Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, đi về trước bước ra một bước, vừa vặn chặn lại Diệp Thần, không để cho đám người thấy được hắn động tác. Diệp Thần đắm chìm trong ý thức thế giới trong đó, hắn ánh mắt vượt qua ngàn dặm luân hồi, huyết mạch sôi trào, dẫn động trong cơ thể hư bia cùng với câu thông linh nhi. Xích Trần thần mạch. Diệp Thần tiến vào vậy vô tưởng thế giới trong đó, nồng nặc hoàng kim khôi giáp ở hắn bề mặt bao trùm thành hình. Mà hư bia chính là cưỡng ép ở thao thiết cùng kim xí đại bằng xây dựng tràng vực bên trong, xé ra một cái khe. Cái này hai người thiên kiêu đang đối chiến lúc đó, có một chút ngược lại là vô cùng là ăn ý, chính là lợi dụng riêng mình chủng tộc lực, phòng bế vậy thiên ma đại đế không lành lặn vải vóc. Như vậy thứ nhất, chỉ có cùng bọn họ hai người kết thúc chiến đấu mới có thể lấy đi, diệt sạch ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có thể ngư ông nếu như đủ cường đại, như cũ có thể được lợi. Một khắc sau, Diệp Thần bóng người biến mất không gặp, hơn nữa ngay lập tức tới giữa, chuyển kiếp mấy ngàn dặm dãy núi cùng con sông, đi tới vậy kim xí đại bằng cùng thao thiết kịch chiến núi cao. Ai cũng không ngờ tới, một cái tay sẽ từ trong hư không lộ ra tới. Lấy đi vậy yên tĩnh trôi lơ lửng vải vóc, không bất kỳ sự vật ngăn trở ngăn cản. Hết thảy các thứ này tới được quá nhanh, căn bản bất ngờ không kịp đề phòng, đến khi kim xí đại bằng cùng thao thiết kịp phản ứng lúc đó, Diệp Thần đã chạy trốn xa hư không, nhanh chóng rời đi. Hai người thần sắc, rối rít làm chấn động một cái, kim xí đại bằng hét lớn một tiếng, hóa thành nhanh chóng lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Mà vậy thao thiết cũng là bước ra bước chân, một bước chính là mấy ngàn dặm. Diệp Thần tại trong hư không chạy trốn, vận dụng luân hồi huyết mạch, kim quang lóe lên, đem vậy kim xí đại bằng cùng thao thiết công kích toàn bộ ngăn lại. Linh Nhi, vận dụng hư bia, xé ra tầng thứ hai không gian. Diệp Thần hạ lệnh nói. Bất quá lần này, hắn đi hư bia trong đó quán trú một phần mới tinh huyết mạch, mà hư bia chính là lần nữa sinh ra bạo động, cổ xưa vừa thần bí, ở đó không gian chỗ sâu. Thúc dục sinh ra một cái sen vào rõ ràng cùng hư ảo tới giữa thuyền nhỏ. Tầng thứ nhất trong hư không, kim xí đại bằng cùng thao thiết, lại lựa chọn hợp tác, nếu như không đem Diệp Thần cản lại, vậy bọn họ làm cố gắng vậy sẽ hóa là bọt nước. Thao thiết máu, đốt ta hồn phách, khóa lại kẻ địch. Thao thiết vậy đôi đen nhánh con ngươi, thiêu đốt lên liền một món ngọn lửa màu đen, nhanh chóng phô triển dương ra, hóa thành mông lung thao thiết cự thú, phòng ngăn trận hư không đường đi. Kim xí đại bằng chính là hừ lạnh một tiếng, hắn từ tay áo bào trong đó lấy ra mấy tờ phù lục dán vào tay mình cánh tay bên trên, vung cánh tay vỗ cánh tới giữa, vô số đầu kim xí đại bằng giống như là cuồng rơi xuất động như vậy, thanh thế ngút trời. Cái này hai người cũng dùng hết gần như cường đại chiêu thức, chính là muốn đem Diệp Thần lưu lại. Trước kia chiêu thức, ở Diệp Thần màu vàng hộ giáp trên để lại đạo đạo dấu vết, nhưng không cách nào đem đánh xuyên. Có thể nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, bọn họ sắp bắt Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần giống như là bỗng nhiên trợt chân, rơi vào một cái khác vực sâu, từ đó biến mất không gặp. Hai người công kích rơi vào khoảng không. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim xí đại bằng cùng thao thiết đều hết sức hoảng sợ, bọn họ ở nơi này trong hư không hết sức tìm, nhưng không cách nào mịt đến Diệp Thần phân nửa bóng dáng. Vào giờ phút này,
Ở khác một sâu tầng thứ thời không trong đó, Diệp Thần đang nằm ở đó một chiếc thuyền con trên, không lo lắng bơi tai. Cách đó không xa màn đen nước gợn chậm rãi dạo rực, chính là Nhâm Phi Phàm đi vào. Diệp Thần cầm cái này vải vóc, vừa vặn không nghiên cứu ra môn đạo gì tới, lập tức hướng Nhâm Phi Phàm vẫy tay. Nhâm tiền bối, mau tới giúp ta xem vật như vậy. Nhâm Phi Phàm thân hình đột nhiên chớp mắt, tự nhiên thêm phiêu giật, đi tới vậy một chiếc thuyền con trong đó. Hắn nhận lấy Diệp Thần trong tay khối kia vải, hắn là thượng hạng kim chủ vật liệu chế thành, cho dù đã nhiều năm qua, vậy như cũ bóng loáng như mới, hơn nữa vải bền chắc, không dễ vết nứt. Là viễn cổ năm trước vậy trận thần ma đại chiến, phá hủy thiên ma đại đế, tài trí khiến cho chết. Hắn lưu lại một khối này vải vóc bên trên, vẫn còn có cực kỳ yếu ớt thần hồn hơi thở. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm hồi lâu, trong tay hắn hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa, bao trùm ở đó vải vóc bên trên. Chỉ chốc lát sau, thần kỳ chuyện xảy ra, vậy vẫn không có động tĩnh vải vóc, lại thuận theo trước cái này đạo bạch quang, hiện ra màu đen lưu quang. Nhâm Phi Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, đợi hắn lần nữa mở mắt lúc đó, đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, trả lời, cái này vải vóc trong đó là thiên ma đại đế lưu lại một món tàn niệm, hắn thần hồn đã hoàn toàn tiêu tán, hôm nay cái này tàn niệm chính là cuối cùng một món thần hồn chỗ. Nó nói cho ta, những năm gần đây, nó mang không ít người đi vậy vực sâu chi địa, tìm bản thể, có thể không một ngoại lệ đều thất bại, mỗi đi một lần, nó liền sẽ phải tiêu hao hết một chút hồn lực, cho đến ngày nay chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Diệp Thần mắt dòm vậy tia ánh sáng màu đen, lại lần nữa chui trở về vải vóc trong đó. Nếu như nói trước mặt đi người toàn bộ thất bại, vậy thì đại biểu, vực sâu là cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Bất quá vì già thiên ma đế có thể giữ được tánh mạng, Diệp Thần nguyện ý trước đi một chuyến. Bọn họ chuyến này mục đích cũng là như vậy. Được, vậy tia thần niệm nói hắn có thể dẫn đường, liền đem cái này một lần cuối cùng cơ hội sẽ giao cho ngươi. Nhâm Phi Phàm hướng về phía Diệp Thần cười nói, miệng kia sừng nâng lên độ cong không cần nói cũng biết. Diệp Thần lãnh đạm con ngươi ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Cái này vải cũng là một xem người thực lực người, mới vừa rồi ở trong tay mình lúc đó, sống chết cũng không chịu xuất hiện, Nhâm Phi Phàm một cầm, liền đem tất cả mọi chuyện thực nói thẳng ra, hơn nữa còn chủ động dẫn đường. Diệp Thần lại đổi phó mặt mũi, lần nữa đi ra liền cái này hư không chi địa. Nghe được vậy đi ngang qua võ giả nói, kim sĩ đại bằng và thao thiết buồn rầu cực kỳ, liền lại đánh một trận, còn liên lụy không ít người. Dọc theo con đường này chí bảo, đối với Diệp Thần mà nói, cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, hắn theo vậy vải vóc bên trong linh hồn phương hướng chỉ, xuyên qua hết mấy hung hiểm địa phương. Cuối cùng, rốt cuộc đã tới một nơi bình thường không có gì lạ thung lũng. Nơi này có thể nói không có bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cũng không có hung thú trấn thủ. Chỉ có núi kia cốc giữa một nơi nhỏ đàm. Sóng biếc dạo rực, trơn nhẵn như gương. Diệp Thần thật sự là không cách nào nhìn ra, chỗ này nhỏ đàm có gì chỗ kỳ lạ. Vậy vải vóc từ trong tay hắn rụng, như ngày mùa thu lá vàng vậy, chậm rãi rơi xuống, cùng vậy mặt đầm tiếp xúc. Đi, vào đi thôi. Nhâm Phi Phàm mở miệng nói, bởi vì vậy nho nhỏ một nơi thanh bần, giống như là bị lực lượng thần bí nào đó cho nấu sôi, không ngừng xông ra bong bóng. Diệp Thần nhảy xuống, chọc thủng vậy hoa trong gương, trăng trong nước, thế giới trước mắt xem bị lật lộn lại, cực nhanh biến ảo. Vô tận hỗn độn cùng hư không khí, mãnh liệt tới, cùng hắn lại đi trước mặt nhìn lúc đó, đã tiến vào một phiến mênh mông bao la, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hoang vu vũ trụ. Tinh không cổ lộ nằm lê lết, trong đó tàn phá đại tinh nơi nơi, chân trời không có treo tinh thần, chỉ có vậy lơ lửng vẫn thạch khối vụn. Diệp Thần thấy vậy rất khiếp sợ. Cái này man hoang vô tận vũ trụ chiến trường, tinh thần vẫn thạch rơi xuống đại hưng, cổ ngọc tàn tạ không chịu nổi, mà nhất làm hắn giật mình là vậy một cái cổ xưa thần ma thi thể. Những thần kia ma cổ thi trôi lơ lửng ở giữa thiên địa, có tàn tạ không chịu nổi, tứ chi chia lìa, có gìn giữ hoàn hảo, mặt mũi như lúc ban đầu, nhưng là tất cả cũng không có liền linh khí cùng màu máu. Phàm là có một giọt máu lơ lửng tại tinh không trong đó, có thể do đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ tiếc, nhưng là thiếu vậy một đạo kiếp nổ. Lúc đầu, nơi này mới thật sự là thần ma chiến trường.
Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, giờ phút này, hắn chỉ cảm giác được mình nhỏ bé như mênh mông trong lửa khói một viên bụi bặm. Những thứ này viễn cổ thần ma trải qua năm đó đại chiến, làm cái này một vũ trụ tinh vực cũng làm sụp đổ, biến thành nơi tĩnh mịch, từ đây vĩnh viễn không thấy hết ngày. Như vậy thần uy, khó có thể tưởng tượng năm đó viễn cổ chiến trường có bao nhiêu tàn khốc. Vậy một khối vải vóc rơi vào bọn họ trước mặt, chỉ là khẽ run lên, đổi rất là kích động. Bằng vào Diệp Thần thực lực, không cách nào thả tiến hành linh nghiệm niệm lên thần hồn câu thông, chỉ có thể để cho Nhâm Phi Phàm tới giải đáp. Hắn nói, ta người hai người là nhiều năm qua như vậy duy nhất vượt qua vậy mặt đầm, hơn nữa là lấy vô cùng là ung dung phương thức. Nhiều năm qua như vậy, nó mỗi lần hướng dẫn người khác tới nơi này, trải qua lửa địa ngục núi, còn có băng hàn vô cùng đông cao nguyên, mỗi một lần những người đó cũng không xông qua đi. Nhâm Phi Phàm vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng một dẫn, vậy vải vóc thần hồn ý niệm, bị hắn đẩy vào một mặt không khung thủy kính trong đó. Gợn sóng chậm rãi dâng lên, từng bức họa, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy nổi lên, đổ chiếu vào Diệp Thần con ngươi trong đó. Đó là thuộc về cái này tia thiên ma tàn hồn trí nhớ, vô số năm qua, hắn dẫn hàng ngàn hàng vạn cường giả tới chỗ này, muốn phá vỡ cái này cổ xưa tinh không cấm kỵ, mỗi lần đều là không công mà về. Ngày hôm nay cuối cùng thành công, không khỏi có chút kích động. Nó chậm rãi bay ra ngoài, ở phía trước dẫn đường, mang hai người đi cái này phiến tàn tạ cổ tinh không chỗ sâu. Diệp Thần hai người chợt đuổi theo, đi ngang qua vậy một đồ sộ cái thần ma thi thể lúc đó, nội tâm như cũ có không ngừng được rung động. Xa như vậy cổ niên đại rốt cuộc có nhiều ít cường đại thần ma, ở chỗ này bỏ mạng. Cổ chiến trường lại là hay không chỉ có chỗ này. Hết thảy, đều là bí ẩn. Dẫu sao thái cổ cùng viễn cổ niên đại cũng đã qua, còn như là vì sao bị tiêu diệt, mọi người căn bản không biết. Coi như là thiên vũ tiên môn nơi thống trị lúc xưa đời, vậy không thuộc về này liệt, chỉ là cái này chư thiên vạn giới trong dòng sông dài lịch sử một khối bụi bậm thôi. Nhâm Phi Phàm tu đạo đến đây, trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn đã chạm tới thiên đạo cuối, muốn đi về trước lại đạp một bước, biết bao khó khăn. Mà hắn nơi truy tìm cực hạn cảnh, ở những thần ma này trên mình, bất quá là tầm thường thôi. Có phương pháp tu luyện, cùng với rất nhiều thần thông bảo thuật đều đã thất truyền, không biết lưu lạc phương nào, hay hoặc là ở từng cuộc một viễn cổ thần ma đại chiến trong đó phá hư, từ đây không gặp tung tích. Cho tới đến lúc xưa đời cùng thời đại mới, các lộ cường giả chỉ có thể tự nghĩ ra bí pháp, duy trì tông môn truyền thừa. May mà ở trước đó xuất hiện một vị kinh tài diễm diễm, đủ để chấn động thức cổ kim cường giả đỉnh phong, Hồng Quân lão tổ. Hắn mượn dùng 33 thiên thái thượng căn nguyên lực, sáng tạo ra cao nhất thần pháp, để cho chư thiên vạn giới cũng lớn bị ích lợi. Lúc tới hôm nay, 33 thiên các loại thần thông, bảo thuật, chí bảo cùng với nguyên thuật, đều là tất cả đại tông môn háo hức truy đuổi vô địch chi đạo, người có thể có thiên hạ. Hai người đi theo cái này vải vóc sau đó, không biết vượt qua nhiều ít cái khổng lồ đến vừa nhìn vô tận thần ma thi thể, còn có bể tan tành tinh thần. Diệp Thần còn quan sát được, cái này cái gọi là thần ma, thật ra thì giới hạn cũng không phải là rõ ràng như vậy, có thần thi thể thân thể không lành lặn, lưng mọc quang minh sáu cánh, mặt mũi thánh khiết, làm trắng như tuyết. Nhưng mà mặt mũi bên cạnh lại có sáu cái lỗ tai, phân biệt thông linh, thông thần cùng thông ma. Lại xem bộ phận kia ma vương thân thể, tuy nói hung ác dữ tợn, nhưng trong cơ thể ẩn chứa quang minh lực, nhưng là thánh khiết không rảnh. Rốt cuộc, bọn họ đi tới hoàn toàn yên tĩnh vực sâu, ở chỗ này, hắc ám lộ vẻ được càng thuần túy. Vậy tia thần hồn vải vóc, vậy ở chỗ này ngừng lại. Trên đó màu đen lưu quang nổ bắn ra, vọt vào vậy hắc ám bên trong, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm liền thấy một cái khổng lồ ma đế thi thể chậm rãi chảy xuống, nguy nga vĩ đại, hết sức uy nghiêm. Đây cũng là thiên ma đại đế thân thể không lành lặn. Liếc nhìn lại, chỉ có thể thấy đồ sộ lớn như núi mạch hai chân, lẳng lặng vắt ngang ở trong hư không. Cho dù không có ma khí ngút trời, thế nhưng mênh mông uy nghiêm cảm, nhưng là tràn ngập ra, đồng thời tràn ngập ở toàn bộ vũ trụ, để cho người sợ hãi không dứt. Cho dù là ở nơi này chư thiên thần ma trong đó, thiên ma đại đế cũng là vô cùng là cường đại tồn tại, nếu không sau khi chết. Còn lại thần ma thi thể lại sao sẽ không dám gần người. Vậy tia thần hồn, ở thiên ma đại đế ấn đường gian lưu chuyển, nhìn dáng dấp, nó là muốn mượn này thức tỉnh thiên ma đại đế ngủ say đã lâu tàn tạ thân thể.
Nhưng cái này lại làm sao có thể thực hiện đâu. Cho dù là vào lúc này tàn hồn không có bị hao hết trước, vậy xa xa không cách nào đạt tới sống lại thiên ma đại đế tiêu chuẩn. Đây chính là viễn cổ thần ma, khoát tay, là được phung bạo vô số ngôi sao, một món thần quang, có thể chém chết thiên địa, phá hủy đếm không hết cổ xưa tinh vực. Một chút nhỏ xíu căn nguyên tổn thương, tu bổ đứng lên hoặc cần dùng đến hơn ngàn, thậm chí hơn 10.000 viên lực lượng của tinh thần, há là cái này một món tàn hồn có thể chữa trị khỏi. Vậy tàn hồn tựa hồ vậy phát giác một điểm này, tinh không trong đó, vang lên thạc thạc kêu gào tiếng. Sau đó tàn hồn lại lần nữa trở lại Diệp Thần trong tay, lần này, nhưng là đem tất cả ma đế lực lượng truyền thừa cho Diệp Thần, nháy mắt tức thì, Diệp Thần trong óc, vô số viễn cổ hình ảnh sau đó hiện lên. Hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới hoàn toàn đem thiên ma đại đế lưu lại thần hồn lực hấp thu xong. Ở chỗ này thời gian, Nhâm Phi Phàm vậy giống vậy ngồi xếp bằng tu luyện, định tham phá chết đi thần ma thi thể trong đó ẩn chứa bí mật cay đắng. Chỉ là cuối cùng, đều là không công mà về. Cái này thần ma nghĩa sâu xa, mất đi sinh mạng bổn nguyên chống đỡ sau đó, cũng trở thành không cách nào khám phá bí mật, chỉ có cùng cùng khí vận người hoặc là nơi đây thần ma con cháu, mới có thể lĩnh ngộ. Nhâm Phi Phàm cảm ngộ được lần này thiên đạo cùng nhân quả tuần hoàn, trong sâu thẳm, tinh thần lực thật giống như lại có tăng lên. Ở Diệp Thần hoàn toàn cùng vậy tia thiên ma đại đế thần hồn dung hợp sau đó, hắn ý thức trong đó sản sinh ra một tôn mới đồ đựng, chỉ gặp sâu kín hắc quang tản ra, lại đem vậy cái như sao cầu vậy khổng lồ thần ma thi thể thu vào trong đó. Diệp Thần mở hai mắt ra, con người bên trong thậm chí có thần ma ánh sáng lưu chuyển. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, nhất thời kinh ngạc không thôi, hắn vội vàng đem tay dò được Diệp Thần bả vai bên trên, thăm dò trong cơ thể tích chứa khí vận. Vậy vừa phân thần ma hào quang, không thấy rõ, vậy không sợ tới, nhưng đây là thật thực tồn tại. Chẳng lẽ, Nhâm Phi Phàm nghĩ tới một loại có thể, nhưng là hắn hiện tại không thể điểm phá. Ngay sau đó, hắn trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Nhâm tiền bối, ta đây là thành công đạt được cái này cái ma khu liền sao? Diệp Thần mở hai mắt ra, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Vậy có phải hay không đại biểu giả thiên ma đế được cứu rồi? Nếu như đem thân thể này giao cho vô thiên, sợ rằng vô thiên liền sẽ buông tha đoạt xác giả thiên ma đế. Nhưng mà, điều này đại biểu vô thiên thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, ngay sau đó mang Diệp Thần thối lui ra cái này viễn cổ thần ma chiến trường. Nơi này đi vào khó khăn, đi ra ngoài giao dịch. Cái này chư thiên thần ma bí mật, thì tiếp tục núp ở một phiến cấm kỵ không gian bên trong. Đáy biển vực sâu đại môn mở ra thời gian là 7 ngày, làm Diệp Thần trở lại ngoại giới lúc đó, mới biết hôm nay mới là ngày thứ 5. Hắn tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần đợi nữa, liền chạy tới vậy lúc tới cửa ánh sáng, tìm đường cũ trở về. Bất quá ở cửa, hắn gặp được quen thuộc bóng người, lại là thái thượng thế giới tới thao thiết cùng kim sĩ đại bằng. Trừ cái này ra, còn có bọn họ hai người mang đến người làm. Nhưng vào lúc này, vậy thao thiết thông suốt mở hai mắt ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm một phiến hư không ảnh. Ta cảm ứng được vậy một chút lưu lại thao thiết lực, hắn lại xuất hiện. Kim sĩ đại bằng những thứ khác người vậy rối rít có động tác, vậy mấy tên người làm lại là hóa là lưu quang, đem Diệp Thần cất giấu địa điểm, vây quanh vòng tròn. Người trên người có một món ta lưu lại ngút trời thần lực. Không muốn giãy giụa nữa, ngươi là không chạy thoát được. Vậy thao thiết nam tử giữ tợn gương mặt, hung tợn nói. Diệp Thần biết được, hôm nay thì không cách nào chạy khỏi bọn họ đuổi bắt, dứt khoát hiện ra thân tới. Hắn còn đánh giá thấp cái này hai người thái thượng thần tộc đời sau uy lực. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, tra xem toàn thân tình huống, hắn ở mắt cá chân địa phương phát hiện một chút cực kỳ yếu ớt điểm đen, bất ngờ là vậy thao thiết tàn lưu lại. Hắn đoạt đi vậy thiên ma đại đế tàn hồn, hơn nữa hơi thở ở toàn bộ đáy biển vực sâu biến mất dòng dã 4 ngày. Ta rất muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là đi nơi nào. Thao thiết chàng trai ánh mắt như lửa cháy mạnh vậy nóng bỏng, chặt ép sát Diệp Thần, mà vậy kim sĩ đại bằng giống như vậy. Ngươi nhất định là tiếp xúc đến thiên ma đại đế bản thể, nói mau, rốt cuộc ở nơi nào. Hắn thanh âm như chấn lôi vậy gào thét, phảng phất có ngút trời uy năng. Còn có không ít người tụ tập tới đây, thần sắc lóe lên, suy nghĩ có thể hay không từ trong chia một chén canh. Diệp Thần con người đông lại một cái, cũng không có lùi bước ý,
hắn tự vậy trong hư không đứng ra, đầy trời quy tắc trật tự, mang theo thời gian cuồng lưu, gào thét tập kích bất ngờ, chấn nhiếp chúng sanh. Thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật đan vào một chỗ, cuồn cuộn không ngừng. Sáng chói tinh thần, cùng vậy ngập trời ngân hà chảy dài hội tụ thành mênh mông biển khơi, ngay tức thì đem cái này mảnh đất giới hoàn toàn chìm ngập. Kim Sĩ Đại Bằng sau lưng ngưng tụ ra ánh sáng rực rỡ thần ý, theo hắn một trưởng đi về trước đổi rời. Vậy mênh mông sức mạnh to lớn, chính là phun ra, xen lẫn Đại Bàng Kim Sĩ tổ truyền bí pháp. Một vòng mặt trời mới mọc bay lên, treo tại trên bầu trời, xua tan vô tận vận xui, tiếng kia gáy vang, phảng phất từ thời đại viễn cổ truyền tới, xa xưa lớn tuổi, cuồn cuộn vô cùng. Phía dưới có người xem cuộc chiến, thấy một màn này, nhất thời làm biến sắc. Đây là Kim Bằng ngày. Tục truyền cái này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bên trong, thiên phú nhất là đứng đầu, vậy một nhóm nhỏ con em mới có thể hiển hóa ra dị tượng như thế. Cái chủng tộc này từ viễn cổ trong thời kỳ liền một mực tồn tại, vô cùng mạnh mẽ. Liền Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Kim Bằng Lão Tổ lúc gặp mặt, đều hết sức khách khí, từ đó có thể biết, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc ở Thái Thượng thế giới địa vị cùng thực lực. Một bên khác, vậy Thao Thiết Nam Tử tựa hồ là không cam lòng yếu thế, hắn sau lưng ma vân cuồn cuộn, một cái Thao Thiết hư ảnh hiển hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, bát phương chấn động. Vậy chỉ Thao Thiết trên đỉnh đầu, một cây cự đại xương trắng nhọn gai dần dần nhô ra, dường như muốn đem ngày này khung cho đâm thủng. Đó là, hình thái thứ ba Thao Thiết, trên đầu chiều dài một sừng. Tại chỗ người có kiến thức rộng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Có thể cho gọi ra này cùng Thao Thiết cự thú, thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Hai đầu cực kỳ phách lối thượng cổ dị thú, phân biệt xuất hiện cỡ đó, phải đem Diệp Thần nuốt mất, ở nơi này chờ ngập trời uy thế trước mặt, Diệp Thần giống như vậy biển cả ở giữa một món bụi bặm. Vậy mấy tên cường đại người làm, vậy rối rít thi triển chính tay đâm phương pháp, bảo đảm Diệp Thần sẽ không từ trong chạy khỏi. Diệp Thần thần sắc 10 phần bình tĩnh, đang suy nghĩ phải chăng vận dụng luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, từ trước đến giờ nghịch thiên cải mệnh, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hai người này huyết mạch cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở mình luân hồi huyết mạch trước mặt không đáng giá để ra. Bất quá ngay tại luân hồi huyết mạch sắp sáng lên, chỉ thủy nhất kiếm tái hiện thiên địa trước. Diệp Thần trong ngực khối kia tỳ hưu chí tôn cốt, bỗng nhiên lúc này bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng. Vậy tỳ hưu chí tôn cốt mình bay ra ngoài, hoành tới giữa không trung, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, không ngừng lưu chuyển, trong mơ hồ cùng thiên địa đồng tình. Một đầu cổ xưa thần thánh tỳ hưu, từ trong hoang dã đi ra, lại nữa tựa như cường thịnh lúc như vậy cuồng ngông khí thịnh. Nhưng nhất cử nhất động tới giữa, ngầm chứa thiên địa chi đạo. Cái này tôn tỳ hưu dị tượng, quơ lên hai cái móng vuốt, trong hư không lại hiện ra một tòa tế đàn. Nhất thời, liên tiếp phù văn thần bí giống như là thần thánh trật tự như vậy, lặng lẽ hạ xuống, trôi lơ lửng tại trên tế đài. Liên Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Cái này chí tôn tỳ hưu cốt một đường tới nay cũng không có động tĩnh, lại sẽ ở mấu chốt cuối cùng thời khắc xuất hiện, diễn hóa ra tỳ hưu pháp tướng, giúp hắn một cái. Hắn trầm tư chốc lát, tiếp theo đem mình trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch rót vào tỳ hưu chí tôn cốt trong đó. Vậy ngăm đèn ánh sáng tỳ hưu chí tôn cốt, trên không trung chập chờn mấy cái, lại là giải ra đối với ma sừng. Cùng lúc đó, trong tế đàn u hắc sáng bóng, toàn bộ rơi xuống vậy cổ xưa tỳ hưu trên mình. Nhất thời hắc quang đại thịnh, nguyên phiến thiên địa cũng làm rung động. Tỳ hưu hư ảnh bạo tăng tới vạn trượng cao, răng nanh lộ ra ngoài, tựa như ngút trời lưỡi dao sắc bén, hiện ra hết dữ tợn uy nghiêm. Giờ khắc này, tỳ hưu lại trực tiếp đối mặt vậy giống như mặt trời gay gắt vậy Kim Sĩ Đại Bằng, cùng hình thái thứ ba Thao Thiết. Từ về khí thế mà nói chút nào không thua, thậm chí còn muốn thắng. Lục đạo luân hồi, ánh sáng mở hết, tỳ hưu chí tôn thần thông. Ở đó tơ luân hồi máu dưới sự thúc dục, thi triển đến trình độ cao nhất. Chín cái thái dương hiện lên ở chư thiên trong phạm vi, lấp lánh rực rỡ, chiếu giải tán ma vân, toàn bộ mặt đất bốc hơi lên dậy nhiệt độ nóng bỏng. Cái gì? Người xem cuộc chiến rối rít sợ ngây người, cái này tỳ hưu giống như là viễn cổ trong thời kỳ để lại ma thần, chỉ là huyết mạch cấp bậc, liền so bây giờ Kim Sĩ Đại Bằng còn có Thao Thiết cao hai cái cấp bậc. Ở đó mấy vòng mặt trời hỏa lực đều mở hạ. Vô luận là Kim Sĩ Đại Bằng, vẫn là Thao Thiết, cũng phát ra một tiếng kêu gào, ngừng tụ ra hư ảnh chậm rãi tiêu tán, tại chỗ hòa tan.
áo bào tím nam tử cùng vậy thao thiết nam tử hai người đều bị tổn thương, nhận chịu trực tiếp nhất cắn trả, che ngực, khạc ra một ngụm máu tươi, lúc này thần sắc hoảng sợ. Cái này không thể nào, thời đại viễn cổ tỳ hưu cũng sớm đã diệt tuyệt, càng không thể nào dùng được tỳ hưu chí tôn cửu dương mở ngày. Kim sĩ đại bằng cùng tỳ hưu cùng là cấp bậc thần thú, càng bắt nguồn xa, tuổi thọ lâu đời, hơn nữa trước mắt mà nói, kim sĩ đại bằng chiếm cứ toàn diện ưu thế. Dẫu sao bây giờ tỳ hưu nhất tộc, đã mất đi chí tôn nhất mạch truyền thừa, lâm vào là bình thường tộc quần, giúp ở đây núi sâu bên trong, sống tạm sống qua ngày. Thao thiết cũng là kinh ngạc không thôi, ở hắn trong mắt xem ra, cái này chín luân mở ngày, chính là ở giữa thiên địa nhất là to lớn lực lượng. Diệp thần trong mắt, thần quang lưu thải, hắn phảng phất từ cái này chín luân thái dương trong đó ngộ được cái gì. Một cái do chín ngày sâu mặc đi ra ngoài hư không lối đi, xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như liên thông thiên địa, thông suốt cổ kim. Diệp thần không do dự nữa, nắm lấy vậy tỳ hưu chí tôn cốt, tiến vào kim ngày lối đi trong đó. Kim sĩ đại bằng cùng thao thiết nhanh chóng hạ lệnh, để cho người làm đuổi theo, nhưng là huyết mạch thấp kém những người làm, nơi nào có thể tiến vào cái này tỳ hưu đại trận, rối rít bị bắn trở về đi, bị thương nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần thoát khỏi cái này đáy biển vực sâu, lần nữa trở lại chân chính đáy biển. Chuyến này vực sâu cuộc hành trình, hắn thu hoạch rất phong phú, lấy được thiên ma đại đế thân thể không lành lặn, còn có một bụi trong gió cỏ nhỏ. Không quá ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo thiên ma đại đế trên mình những phù văn kia. Diệp thần vừa nói, cau mày, hắn nhất định phải đem cái này thiên ma đại đế thân xác, liền hiểu rõ ràng mới được. Nhâm phi phàm mượn cái này thân xác tí ti lực lượng, thay Diệp thần suy diễn đại lộ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bỗng nhiên lúc này, nhâm phi phàm mở ra hai tròng mắt, trở nên có chút kỳ lạ. Nhâm tiền bối, thế nào? Nhâm phi phàm nói, chúng ta muốn đi một chuyến đáy biển, tìm hắc ám cổ long, hắn nơi đó, có lẽ có biện pháp phá giải. Hắc ám cổ long, Diệp thần hơi một xuất trinh. Chợt, hắn cùng theo nhâm phi phàm cùng nhau, trở lại cái này cổ xưa đáy biển thế giới. Hắc long chi môn chôn giấu tại đáy biển chỗ sâu, tự thành độc lập không gian, hắc ám cổ long chính là ẩn cư ở chỗ này. Làm Diệp thần lần nữa tiến vào hắc ám cổ long nội môn thế giới lúc đó. Hoang vu tựa hồ đổi được hơn nữa buồn tẻ, âm trầm mây đen đè xuống, nguyên cái thiên địa nghiêm nghị yên tĩnh. Gió lớn lại nữa gào thét, cát bụi cũng không có cuộn sạch lan tràn, đứng ở chỗ này, nhìn ra xa cái này phiến độc lập thế giới trung ương, Diệp thần như cũ có thể thấy vậy chín cây dơ lên trời trụ. Đỉnh trụ tới giữa, lẫn nhau có khí tức tương liên, cao vút trong mây, hơn nữa 10 phần hùng hồn vĩ đại, cho người lấy rộng lớn cảm giác. Hắc ám cổ long hóa thành hư ảnh. Khác ở một nơi trên ngọn núi. Đợi Diệp thần lúc xuất hiện, hắc ám cổ long bóng người biến ảo ra, hắn vẫn là như vậy đôi già nua suy yếu, thậm chí đáy mắt chỗ, cũng nổi lên đạo đạo lấm tấm. So với ban đầu mình lần đầu tiên bước vào, hắc ám cổ long hơi thở lại mất tinh thần liền một phần. Luân hồi chi chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Hắc ám cổ long lộ vẻ được có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thật sự là quá già rồi. Lão đều có điểm bơi không nhúc nhích. Từ thời đại hồng hoang một mực sống sót tới hiện tại, hắn dùng hết tất cả loại phương pháp, trì hoãn già yếu, phát triển sinh mạng chiều rộng, một đường tới nay cùng thiên đạo quy tắc đối kháng. Nhưng cuối cùng có cái hạn độ, nếu như lại không có nghịch thiên cải mệnh thần khí, vậy hắn liền sẽ ở đây trăm năm bên trong dần dần chết. Hắc ám cổ long cũng không biết ẩn núp hơi thở nhâm phi phàm là ai. Dẫu sao bây giờ nhâm phi phàm đã đến hắn không cách nào khám phá cao độ. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Diệp thần, cũng không nói chuyện. Diệp thần dĩ nhiên rất rõ ràng cái này hắc ám cổ long muốn cái gì, bàn tay mở ra, một viên thuần trắng hạt châu liền xuất hiện ở trong tay, yêu kiều lưu động, ánh sáng cũng không phải là đặc biệt cường thịnh, nhưng lại tự thành một cổ đạo uẩn, xem một chút, nhiếp tâm hồn người. Đây cũng là bầu trời long hồn lực lượng ngưng tụ hạt châu. Có thể nói là long tộc chí bảo. Hắc ám cổ long vậy già nua đục ngầu con ngươi, ngay tức thì đổi được nóng như lửa, hiện ra không ngừng được khát vọng. Hắn đổ mong muốn, rốt cuộc gặp được. Không hổ là luân hồi chi chủ, rơi vào vậy thất lạc thời không cũng có thể bình yên vô sự, hơn nữa thành công thu hồi thiên không chi vương Long Châu, đem ngươi tới nhất định là muốn thành là sánh vai, thậm chí vượt qua hồng quân tồn tại. Hắc ám cổ long không nhìn được miệng đầy tán dương. Dĩ nhiên,
hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hắn sống quá nhiều tuổi, gặp qua vô số thiên kiêu tranh bá, tự nhiên rõ ràng thiên phú cùng huyết mạch cấp bậc. Hôm nay đứng ở trước mặt hắn cái này luân hồi chi chủ, vô luận là tư chất, huyết mạch, vẫn là cùng thời kỳ tâm trí cùng lòng dạ, cũng cao hơn liền năm đó Hồng Quân lão tổ. Nếu không chết, cái này sau thành tựu, thật là không cách nào tưởng tượng. Đối với này cùng tán dương, Diệp Thần chỉ là làm cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Một tên cường giả đỉnh phong muốn lớn lên, một đường sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng nhất không thể thực hiện chính là kiêu ngạo tự đại. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vô luận gặp người nào cũng không thể hết lấy xem nhẹ, nếu không thắng bại thường thường đều ở đây trong nhất niệm. Lại đưa ánh mắt kéo trở về bầu trời này rồng thần hồn châu, chỉ là lộ ra một chút hơi thở yếu ớt, liền để cho hoang vu đã lâu hắc long không gian khắp nơi sinh ra cỏ xanh, đã bao phủ gần một nửa địa phương. Từ hồng hoang niên đại đến hiện tại, không chỉ là ta thực lực càng phát ra suy yếu, liền hắc long chi môn đều có rất nhiều mài mòn, hôm nay cũng là thời điểm nên để cho hắn tái hiện năm đó vinh quang. Hắc ám cổ long không hề lo lắng Diệp Thần sẽ hủy ước, hắn ban đầu nhưng mà lập được luân hồi lời thề, nếu như vi phạm cam kết, sẽ bị thiêu đốt luân hồi máu cắn trả mà chết. Hơn nữa hắc ám cổ long muốn không hề nhiều, hắn chỉ là muốn lấy được trong đó một chút long hồn lực mà thôi. Ước chừng bằng vào nơi này, hắn liền có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh trạng thái. Thiên không chi vương chính là đệ nhất thiên lý, Hồng Quân tọa hạ tứ đại thần thú một trong, từ xưa đến nay đều là vang đương đương vô địch thần thú. Hắn lưu lại nhân quả, không đại khí vận người không thể dính, hắc ám cổ long sống được lâu, vậy sống được thông suốt, tự nhiên xem được rõ ràng trắng trắng. Hắn chờ đợi Diệp Thần từ vậy long hồn trong đó để luyện ra một nhỏ hạt châu tới, giúp hắn khôi phục thực lực. Nhưng là Diệp Thần nhưng ngoài ra lấy ra một thanh kiếm, ở hắc ám cổ long ánh mắt nghi hoặc trong đó, nhẹ giọng nói, huyết long, phần này long tộc cơ duyên, liền do ngươi tới tặng cho đi. Chỉ chốc lát sau, vậy nặng nề kiếm to trong đó truyền đến thanh âm. Tuân lệnh, chủ nhân. Ngay sau đó, một cái huyết ảnh từ kiếm to kia trong đó bay ra, lại là một đầu cả người lóe lên đỏ tươi vẻ huyết long, thần thái uy nghiêm. Tự có một cổ khí vương giả. Hắc ám cổ long thấy vậy, cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn từ thời đại hồng hoang tới nay, kiến thức qua rất nhiều long tộc, huyết long vậy là một cái trong số đó, bất quá là một cái bình thường không có gì lạ huyết mạch chi nhánh thôi, lại có thể đi theo ở luân hồi chi chủ chừng. Rất nhanh, hắc ám cổ long thần sắc cuồng biến. Bởi vì vậy huyết long lại đi tới bầu trời long hồn trước mặt, cặp mắt đỏ thẫm vẻ, chuyển biến thành sáng chói màu trắng bạc. Vậy toàn thân màu máu miếng vảy, vậy dần dần đổi được nửa bạc nửa đỏ, giống như một tấm âm dương thái cực đồ, chia nhóm hai bên, cuối cùng lộ vẻ được phá lệ hòa hợp. Ngươi đây là... Hắc ám cổ long hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong. Thẳng đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ ràng, bầu trời long hồn bổn nguyên lực lượng, phần lớn là bị cái này huyết long cho hút đi. Huyết long chậm rãi phun ra một chút lực rồng. Từ ngày trước không long hồn trên hạt châu phủ qua rồi sau đó, ngưng kết thành càng thuần túy hơi thở rồng. Hắc ám cổ long thân thể chấn động một cái, vậy đạo hơi thở rồng theo hư không mở ra một cái lối đi, suy diễn tới, rồi sau đó từ hắn trong miệng tiến vào. Nhất thời, hạo như khói biển lực lượng giống như vậy dơ lên trời sấm, ùm vang dội ở trong cơ thể hắn chia làm đếm cổ nước lũ. Sông ngang đánh thẳng chỗ đi qua. Vậy già nua suy kiệt máu thịt khôi phục sinh cơ bừng bừng. Hắc ám cổ long nhanh chóng bàn lượn quanh ở trên một cây cột, dần dần luyện hóa vậy trong cơ thể bầu trời long hồn lực lượng. Hắn cái này cái long hồn thân thể, theo thời gian trôi qua, vậy dần dần tràn đầy vô hạn sức sống, không hề giống hơn nữa trước như vậy tử khí trầm trầm. Hắn tứ chi lên sắc bén long chảo lại lần nữa mọc ra, trên mình miếng vảy giống như cập nhật cải tiến vậy, rối rít rụng, sau đó từ trong máu thịt mọc ra lần nữa. Màu đen miếng vảy thâm trầm, mơ hồ lộ ra đen bóng, so với trước kia càng cường thịnh. Toàn bộ hắc ám cổ long độc lập thế giới, cũng sẽ không là cát vàng đầy trời, mây đen âm trầm, mà là dần dần khôi phục không ít sức sống. Thanh thông cổ mộc, và vậy nguy nga cụm núi đều là nhô lên, lần nữa tràn ngập ở nơi này tử khí lượn quanh thế giới trong đó, tỏa sáng bừng bừng ý mới. Đợi hắc ám cổ long lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc đó, hắn đã khôi phục tới trạng thái tột cùng. Thậm chí so với trước kia, từng có mà không khỏi đạt tới.
Luân hồi chi chủ, ta lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, cảm ơn ngươi quà tặng. Hắc ám cổ long giọng nói hùng hồn kích động, hoàn toàn không giống một cái được tới tuổi xế chiều hồng hoang thần thú. Không khách khí, ngươi năm đó cho ta kéo dài tánh mạng linh căn, để báo đáp lại, đây là ta phải làm. Diệp thần nói, bất quá còn có một việc, có thể cần ngươi giải đáp. Diệp thần nhẹ búng tay, từ hắn con ngươi bên trong hiện ra mấy tia hỗn độn ánh sáng, ngưng tụ thành màn trời, xuất hiện bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó bộ phận cảnh tượng. Ở đó lao nhanh sông phía trên, có một cái ma đế thi thể đang lẳng lặng lơ lửng, toàn bộ hoàng tuyền đồ quy tắc cùng ý chí tựa như cũng tập trung vào cả người. Đây là ta mới nhất tìm được một cái ma đế thân thể, đến từ viễn cổ thần ma chiến trường, nhưng là có liên quan hắn lai lịch cùng với hay không còn có thể chứa mới thần hồn, có lẽ ngươi sẽ biết. Hắc ám cổ long nhìn kỹ màn sáng kia ở giữa thiên ma đại đế thi thể, hỗn độn quả nhãn thậm chí nhìn thấu vô căn cứ, lấp lánh chói lọi ở trong đó lưu truyền. Hồi lâu, hắc ám cổ long thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Cái này thần ma thật sự là quá già rồi, ta có lẽ nghe qua hắn danh hiệu, nhưng là cũng không biết hắn sống sót bao lâu năm tháng, có liên quan tại chứa mới thần hồn, chỉ cần có thể tìm được hoàn hồn thảo, như vậy hết thảy cũng không là vấn đề. Ở hồng hoang niên đại, có rất nhiều cường giả thân xác hủy diệt, thì sẽ tìm mới đồ đựng, cầm hồn phách của mình điền vào đi vào. Lúc này vì thích ứng thân thể mới, liền cần một chút hoàn hồn thảo lực lượng, dùng tự thân hồn phách cùng đồ đựng hoàn mỹ dung hợp, từ đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngươi đã từng gặp qua hoàn hồn thảo sao? Có thể hay không nhận ra? Diệp thần tiếp tục truy hỏi. Hắc ám cổ long gật đầu một cái. Biểu thị dĩ nhiên không thành vấn đề, coi như là ở hồng hoang niên đại, hoàn hồn thảo cũng là không thể có nhiều thần thánh linh dược, có tự mình độc lập ý thức, một bụi thành niên hoàn hồn thảo thậm chí có thể hủy diệt một phiến đại tinh vực, thực lực thành đế không là vấn đề. Nhưng hôm nay cái này hoàn hồn thảo, sợ rằng sẽ không xuất hiện, hồng hoang thời đại đã qua, hoàn hồn thảo cũng đã tuyệt tích. Hắc ám cổ long đã từng gặp qua một bụi lớn lên hoàn hồn thảo, đi theo ở một tên cổ đế bên người. Dẫn tộc quần đại quân tấn công cường đại tinh vực. Chỉ là vận dụng một phần thần niệm mà thôi, hoàn hồn thảo liền sống lại vô số cường giả, gắng gượng chế tạo ra liền một cái bất tử quân đoàn, bằng vào bất tử bất diệt sức chiến đấu tính, đạp bằng vậy đủ để đứng vào vũ trụ trước ba tinh vực. Như vậy thần uy, có thể nói vạn cổ phần độc nhất. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc đó, Diệp thần từ không gian cất đồ lấy ra bụi cây kia cỏ nhỏ. Là cái này sao? Diệp thần có chút không xác định hỏi. Hắc ám cổ long nhất thời trợn to hai mắt, một tấm miệng rồng chậm rãi mở rộng, diễn cảm động lại hồi lâu. Trước mặt bụi cây này cỏ nhỏ, thanh thúy ướt át, thể hình hơi nhỏ. Nhưng cổ khí tức quen thuộc kia, để cho hắc ám cổ long cả đời đều khó quên trong lòng. Cùng vậy được quen thuộc thể hoàn hồn thảo, giống nhau như đúc. Hắc ám cổ long tạm thời tới giữa, không biết nên làm thế nào lời nói. Diệp thần trên mình lưng đeo khí vận lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Vô luận là vậy Long Uyên Thiên Kiếm cùng với ở nhờ trong đó huyết long, còn có bầu trời long hồn, hoàn hồn thảo. Mọi người nếu có thể được trong đó một cái, liền có du ngoạn cái này đỉnh thế giới vốn. Mà Diệp thần, chính là đem toàn bộ ôm vào lòng. Hắc ám cổ long hướng Diệp thần gật đầu một cái, xác nhận cỏ nhỏ thân phận, ngay sau đó rơi vào yên lặng trong đó. Diệp thần cũng không phát hiện cổ long dị thường, hắn quay đầu cùng Nhâm Phi Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Xem ra lần này, già thiên ma đế được cứu rồi. Thành công giải quyết chuyện bên này, Diệp thần liền chuẩn bị cáo từ, hắn phải kịp thời đi hắc ám cấm hải. Bất quá lúc này, bên tai lại truyền tới hắc ám cổ long thanh âm. Luân hồi chi chủ, ta còn có là một, không biết ngươi phải chăng cảm thấy hứng thú. Cứ nói đừng ngại. Hắc ám cổ long trần chờ chốc lát, cuối cùng mới lên tiếng nói, không biết người đối với ta cái này hắc long chi môn, phải chăng có hứng thú. Diệp thần nhất thời làm sửng sốt một chút. Hụ hụ, cái đó, ta cảm thấy ta cái này hắc long chi môn thân là hồng hoang cửu môn một trong, một mực luân lạc ở nơi này hắc ám cấm hải đáy biển, cũng là thời điểm nên tìm một cái chủ nhân. Trước có mấy tên cường giả tới chỗ này, muốn thu phục hắc long chi môn, đều bị ta cự tuyệt. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy ngươi là lại không quá thích hợp thí sinh. Hắc ám cổ long nói như thế, bất quá hắn không có đem trong lòng nói thật nói ra. Làm hắn thấy huyết long thời điểm, cũng đã thèm có phải hay không.
nếu là có thể một mực đi theo ở luân hồi chi chủ bên người, nói không chừng hắn tương lai cũng có thể được như vậy khí vận, nhảy một cái trở thành long tộc người nắm quyền. Có thể Diệp Thần nhưng có chút do dự, Hắc Long Chi Môn là trấn thủ đáy biển thế giới môn hộ chỗ, duy trì toàn bộ đáy biển cấm trận vận chuyển. Nếu như lấy đi cửa này, đáy biển phòng ngự biến mất, sợ rằng cựu Nhật Minh người rất nhanh liền sẽ đánh tới, Trương Đinh Linh thì sẽ lâm nguy. Hắn nói ra mình lần này nghi ngờ, Hắc Ám Cổ Long nghe xong nhưng là cười một tiếng, biểu thị không cần lo âu. Lấy đi Hắc Long Chi Môn sau đó, có thể xem thi triển thần thông như vậy, thúc dục long khí, tiếp tục duy trì đáy biển cấm trận vận chuyển, cách mỗi trăm năm qua lần trước, bổ sung Hắc Long Nguyên là được. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, cũng đúng Diệp Thần truyền âm nói, cái này Hắc Ám Cổ Long là nhìn chúng ngươi khí vận, vừa muốn nhận ngươi làm chủ, thu cất đi, hắn biết không thiếu hồng hoang tân bí mật, hơn nữa còn có hồng hoang máu long tộc mạch, cùng ngươi mà nói nhưng có trọng dụng. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần lúc này liền không do dự nữa, mà là đáp ứng Hắc Ám Cổ Long. Vậy thì đa tạ Cổ Long tiền bối. Không sao, tiếp theo ngươi đi chỗ đó chín trụ đỉnh trên đỉnh núi là được, ta sẽ đem Hắc Long Chi Môn ý chí chuyển cho ngươi, ngươi muốn làm chính là đem thuần phục, hóa là mới có. Cái này Hắc Long Chi Môn tồn tại tuổi vô cùng là rất xưa, Hắc Ám Cổ Long tuy là khí linh, nhưng lại vẫn không cách nào tùy ý quyết định hắn thuộc về. Diệp Thần mũi chân nhẹ nhàng một chút, bắn lên mấy ngàn mét, đi tới đám kia núi đỉnh. Nơi này mây mù lượn quanh, phong cảnh tuyệt hảo, chỉ chốc lát sau, một đoàn màu đen thần quang hạ xuống, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, điều động mình ý thức, thả tiếp xúc. Vậy chớp sáng bên trong là một đầu Hắc Long hư ảnh, bất quá hiển nhiên cũng không thuộc về Hắc Ám Cổ Long, mà là cái này Hắc Long Chi Môn một mình đản sanh ra ý chí. Luân hồi huyết mạch, mở. Đối với lần này, Diệp Thần không có nửa điểm do dự, mà là vận dụng đè để dương thủ đoạn, luân hồi huyết mạch xuyên qua hư không, tạo thành bốn bề tấm thuẫn, đem cái này Hắc Long hư ảnh toàn bộ bao vây. Hắc Long hư ảnh tựa như vậy phát giác nguy cơ, ngửa mặt lên trời gầm thét, vô tận hắc khí cuồn cuộn sôi trào, chấn động không dứt. Nhưng là ở đó luân hồi huyết mạch cường thế chấn áp dưới, lật không dậy nổi nhiều ít sóng gió. Hắc Long hư ảnh vùng vẫy lực độ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này, Diệp Thần mới bắt đầu chân chính luyện hóa quá trình. Hắc Long Chi Môn, do bên trong đạt tới bên ngoài, tất cả đều phơi bày ở hắn đầu óc bên trong, thay đổi là một kiện truyền thừa từ hồng hoang bảo thuật, cũng có thể làm thần thông tới dùng. Cùng lúc đó, hơn năm qua, Ngũ Ly bị tại đáy biển Hắc Long Chi Môn, vậy xảy ra biến hóa không nhỏ. Phụ trách trấn thủ ở Hắc Long Chi Môn vùng lân cận hải thú vệ binh, thời gian đầu tiên phát giác dị thường, đáy biển chấn động, vậy cổ xưa Hắc Long Chi Môn dưới đất chui lên. Vậy mấy cái hải thú vệ binh bị dọa sợ, liền lăn một vòng chạy về cung điện, nhanh chóng hướng hải đế đại nhân báo cáo. Đợi Trương Đinh Linh chạy tới lúc đó, Hắc Long Chi Môn đã hoàn toàn trôi lơ lửng tại trong biển, mênh mông u ám long môn trên, có đạo đạo điêu khắc thần bí đường vân tiếp liền sáng lên, lóe lên hồng hoang bất diệt sáng bóng. Trương Đinh Linh mặt đẹp ngưng trọng, sau lưng nàng hải tộc quân đội bày trận mà đợi, xúc thế tức phát. Bất quá một khắc sau, Hắc Long Chi Môn trước mặt có cái bóng người trước mắt, mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mắt. Trương Đinh Linh nhất thời làm vui mừng. Lại là Diệp Thần. Nàng nhất thời liền rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, một viên treo tim vậy để xuống. Là ngươi luyện hóa Hắc Long Chi Môn sao? Trương Đinh Linh ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Diệp Thần hơi khẽ gật đầu. Trương Đinh Linh lại cao hưng nhưng lại có chút thất lạc, dẫu sao Hắc Long Chi Môn chính là đáy biển cấm trận dựa vào duy trì cơ sở, nếu như bị người triều ly, vậy đại trận này qua không được bao lâu liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bị cựu Nhật Minh người cho để mắt tới. Còn lại người hải tộc cũng là lo lắng, nhưng ngại vì Diệp Thần là Trương Đinh Linh bạn tốt chí giao, bọn họ không dám nói gì. Diệp Thần tay đi vậy đáy biển thế giới cấm trận phương hướng chỉ một cái, chỉ thấy được sau lưng hắn vậy Hắc Long Chi Môn phân ra một cái hư ảo long ảnh. Bay lên không nhảy một cái, rơi vào cả tòa trước cửa nơi đợi vị trí. Giống vậy mênh mông cổ xưa khí thế lại lần nữa truyền ra, phân bố toàn bộ đáy biển cấm trận, khiến cho phòng thủ kiên cố, thậm chí so với lúc trước cường thịnh hơn liền một phần. Yên tâm, đáy biển thế giới cấm chế sẽ không phá, cách mỗi trăm năm ta liền sẽ đến này một lần, lần nữa bơm vào một món long khí, có thể duy trì đại trận lâu dài vận chuyển, miễn cưỡng không ngừng.
Trương Đinh Linh sau khi nghe, gật đầu liên tục, đối với mắt đẹp thành tựu xuất sắc liền liền. Những cái kia người hải tộc vậy rối rít thở phào nhẹ nhõm, như vậy thứ nhất, bọn họ liền sẽ không lại sợ cựu Nhật Minh tấn công. Cái này mới qua bao lâu, không nghĩ tới người thực lực lại tiến bộ được như vậy khủng bố. Trương Đinh Linh cảm thán không thôi, nàng vốn cho là mình đón nhận hải đế truyền thừa, thực lực đã coi như là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là hôm nay đối với so, bị Diệp Thần vung được liền bóng dáng cũng không thấy được. Đã như vậy, vậy thì đi hải tộc cung điện khánh chúc mừng một tí đi. Trương Đinh Linh chưa bao giờ là thủy mị tính tình, nàng đi tới, tự nhiên làm theo khoác lên Diệp Thần cánh tay. Ở một đám hải tộc binh lính trước mặt, hành động này không khác nào chủ động tuyên cáo quan hệ. Diệp Thần ngầm cười khổ, hắn lại không thể ngay trước toàn bộ hải tộc mặt bỏ rơi Trương Đinh Linh tay, chỉ có thể ở hắn đi cùng dưới tiến vào hải tộc cung điện. Toàn bộ hải tộc cung điện múa hát tưng bừng, cuồng hoan cả ngày, mỹ nhân ngư dáng người yểu điệu ở rất nhiều hải tộc trong lòng của binh lính vẫy không đi. Diệp Thần cũng coi là thấy được cái này biển vô tận để chỗ kỳ diệu, thể nghiệm một phen sau đó, ở Trương Đinh Linh lưu luyến không thôi ngay trong ánh mắt, rời đi nơi này. Tiếp theo hắn muốn đi trước cựu Nhật Minh địa bàn, tìm ma tổ vô thiên, tiến hành đàm phán cùng giao dịch. Lần này đi trước, hắn muốn cùng ma tổ vô thiên tiến hành trực tiếp tiếp xúc, vì vậy cần Nhâm Phi Phàm cùng đi, bảo vệ hắn an toàn. Nhâm tiền bối, ma tổ vô thiên từ trước đến giờ vui giận vô thường, lần này đi, ta không có 100% chắc chắn có thể thuyết phục hắn buông tha giả thiên ma đế thành tựu đồ đựng. Diệp Thần tiếp liền vượt qua mấy tầng hư không hắc động, không khỏi buồn tim nặng nề nói. Nhâm Phi Phàm từ trước đến giờ rửng rưng như thường, lúc này cũng là như vậy. Không sao, đối với hắn mà nói, nếu như có cái khác lựa chọn, cũng không muốn cùng ngươi là địch, dẫu sao ngươi người mang luân hồi khí vận, tương lai định sẽ áp đảo chư thiên bên trên, hắn không cần thiết đi tạo một cái có thể gửi hắn vào chỗ chết cường địch. Nhâm Phi Phàm từ góc độ của mình, phân tích ma tổ vô thiên tâm lý. Đến bọn họ tầng thứ này, cùng thiên địa đồng thọ, và nhật nguyệt tranh huy, thế gian vinh hoa phú quý bất quá là xem như mây khói. Lúc này truy tìm nhân quả tuần hoàn, vô thượng thiên đạo, mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Tại chưa có theo dõi đến không không trước, không người nào nguyện ý dính qua nhiều nhân quả. Ma tổ vô thiên hành động này cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn là cũ thời đại người, nếu như tiếp tục dùng vóc người này thân thể, chỉ sẽ hoàn toàn thối rữa, thẳng đến biến mất. Đến lúc đó, chính là hắn chân chính ngày rỗ. Cho nên, hắn không thể nào sẽ buông tha tìm mới đổ chứ ý niệm. Chỉ phải giải quyết cái này vấn đề căn bản, hết thảy vấn đề khó khăn liền giải quyết dễ dàng, cho dù Diệp Thần đã từng ngụy trang thân phận, lấy được ma tổ vô thiên hảo cảm, mà lại lần nữa phản bội rời, cũng không khẩn yếu. Có cựu Nhật chi chủ hồn phách từ trong điều hòa, muốn đến hóa giải ân oán không là vấn đề. Hai người đang thảo luận chuyện này, sắp đến hắc ám cấm hải. Có thể nhưng vào lúc này, Nhâm Phi Phàm vậy rửng rưng như thường thần sắc, bỗng nhiên biến đổi. Một đoàn ánh sáng màu trắng, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ tới, hạ xuống ở nơi này phiến trong hư không, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Phảng phất là đã sớm ẩn núp tốt vậy, đem Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm tách ra, mỗi người ngăn cách ở độc lập không gian bên trong. Nhâm Phi Phàm sau lưng linh khí hiện lên, một cái cự kình sôi trào lên, mãnh liệt đánh thẳng vào cái này vách không gian. Nhưng mà, trong chốc lát nhưng không cách nào xông ra. Vô dụng, Nhâm Phi Phàm, ta ngày này lý cúi ở cường thịnh dưới trạng thái, có thể vây khốn ngươi 10 phút, đối ngươi mà nói không cách nào tạo thành tổn thương chút nào, nhưng ngươi chính là không ra được. Hư không mờ ảo thanh âm quái dị tại trong hư không bồng bềnh, không phân rõ là nam hay nữ. Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên là nhận ra người tới thân phận, không phải mai phục ở hư không chỗ sâu thiên lý, lại có thể là ai. Thiên lý trong lời nói toát ra tin tức, để cho Nhâm Phi Phàm trong lòng càng nóng nảy. Đối phương mục đích rất rõ ràng, liền là hướng về phía Diệp Thần tới. Phát động đánh lén ở một chớp mắt kia, hoàn toàn không bất kỳ triệu chứng nào, liền Nhâm Phi Phàm cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể nhìn Diệp Thần bị ngăn cách ở khác một mảnh không gian bên trong,